Ngoài ra, phía trên hòn đảo, đặc công quân đội vốn ẩn núp trong bóng tối cũng phong tỏa khắp nơi rồi bắt đầu tìm kiếm. Tôi là Uyết, người phụ trách căn cứ nghiên cứu khoa học quân sự. Tôi có tin tức cực kỳ trọng yếu và khẩn cấp, muốn báo cáo cho GFB trưởng. Xin nối máy. Trong một gian phòng của căn cứ, người phụ trách Uyết gọi điện thoại cho GFB Mỹ, nhanh chóng yêu cầu nối máy với người cầu quyền của lầu năm góc. Nhờ ánh sáng ngọn đèn, có thể thấy rõ rằng hắn mặc một bộ quân trang, trên vai có gắn huy hiệu 4 sao. Thượng tướng 4 sao. Hắn là một trong số không nhiều thượng tướng 4 sao ở Mỹ. Thân phận như vậy, nếu để hắn ở trong quân đội Mỹ thì tuyệt đối chiếm được địa vị và quyền thế cao. Nhưng mà, giờ khắc này, giọng nói của hắn lại lộ ra sự ngưng trọng và lo lắng. Bởi vì quá mức khẩn trương, bàn tay nắm điện thoại và trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Thậm chí, hô hấp của hắn cũng dồn dập hẳn lên. Tất cả chuyện này, đơn giản là vì, vừa có người đột nhập vào trong cơ sở có độ bảo mật không thua gì lầu năm góc mà hắn phụ trách do hắn phụ trách đã bị đánh cắp cơ sở dữ liệu vũ khí của quân đội Mỹ. Đúng vậy. Toàn bộ cơ sở dữ liệu vũ khí của quân đội Mỹ đã bị đánh cắp. Hắn không dám tưởng tượng, nếu tin tức nguyên liệu trong cơ sở bị mất lưu truyền ra ngoài thì sẽ tạo thành chấn động như thế nào. Nhưng hắn biết. Nếu không thể bắt lại người đã đánh cắp thì hắn sẽ trở thành tội nhân lớn nhất trong lịch sử quân đội nước Mỹ. Tướng quân Uyết, đã trễ đến vậy. Trong sự sốt ruột của Uyết, bên kia đầu dây rốt cục cũng truyền tới thanh âm của GFB trưởng Lam. Nhưng mà, không đợi Lam nói cho hết lời, Uyết đã vội vàng cắt đứt. Báo cáo, vừa rồi có người đột nhập căn cứ. Cái gì? Lần này, đến lượt Lam cắt đứt lời của Uyết, trên mặt hắn hoàn toàn là cảm xúc khiếp sợ. Sự khiếp sợ kia hoàn toàn không thua gì lúc hắn nghe được tin lầu năm góc bị tập kích. Uyết khó khăn nuốt nước bọt, tiếp tục nói. Có người đột nhập căn cứ. Tôi biết, nói trọng điểm, nói cho tối nghe trọng điểm. Tên gián điệp chết tiệt kia đã làm cái gì? Trưởng GFB Mỹ Lam chỉ cảm thấy tim mình như bật tới cổ họng, lại còn đang nhăm nhe muốn nhảy ra ngoài. Uyết cắn răng nói. Cơ sở dữ liệu của căn cứ chứa đựng vũ khí đã bị trộm. Cái gì? Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất nhưng khi nghe Uyết báo cáo xong, Lam vẫn cảm thấy đau tim. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn trực tiếp đứng bật dậy. Đúng vậy. Hắn giống như bị khỉ nhập hồn, trực tiếp nhảy bật lên. Trong văn phòng của GFB trưởng, Lam run rẩy hỏi. Người, có bắt được người không? Tôi đã cho người phong bế cả căn cứ, hơn nữa còn để cho. Holy shit, tôi hỏi anh có bắt được tên kia không? Lam ngắt lời Uyết, khuôn mặt tức giận đến méo mó vặn vẹo giống như một con sử tử điên. Vừa rồi, hắn gần như là giống lên. Còn chưa bắt được. Có lẽ là biết rõ hậu quả nghiêm trọng của chuyện này, cũng có lẽ là bị tiếng gầm giận dữ của Lam Manchester dọa cho sợ, thanh âm của Uyết đã trở nên run rẩy. Học, bên tai Uyết vang lên âm thanh thở hổn hển của Lam Manchester. Mãi đến 5 giây sau, Lam Manchester mới mở miệng nói. Uyết, nghe đây, để cho người của anh ở căn cứ và trên đảo lập tức tìm. Cho dù có lật tung cả hòn đảo lên thì cũng phải tìm cho bằng được tên gián điệp chết tiệt kia. Yes, sir. Chuyện cho tới lúc này, Uyết cũng chỉ biết mất bò mới lo làm chuồng thôi. Tôi sẽ lập tức thông báo cho cảnh sát, để cho họ lập tức phong tỏa trong phạm vi 10 km xung quanh đảo. Lam bổ sung. Thưa ngài, có thể là do tên Bùi Đông Lai Trung Quốc kia làm hay không? Nghe lời ra lệnh của Lam, Uyết đã lấy lại bình tĩnh. Hắn nhớ ra chuyện sau khi Bùi Đông Lai nhân vật được liệt vào hạng nguy hiểm số 3 trên bảng xếp hạng tới Mỹ đã được quân đội phái người theo dõi chặt chẽ. Hả? Lời nhắc nhở của Uyết khiến Lam Manchester chấn động. Hắn lập tức nói. Anh lập tức làm theo lời tôi nói. Có tin tức gì thì báo cho tôi ngay. Liên hệ với người phụ trách của cảnh sát. Để cho bọn họ phong tỏa toàn bộ 10 km chung quanh đảo XX. Mặt khác, phong tỏa các sân bay lớn, bến tàu, không có sự cho phép của GFB thì nghiêm cấm bất cứ ai rời khỏi New York và nước Mỹ. Chấm dứt cuộc điện thoại, Lam Manchester quay đầu quát to với trợ lý. Ngoài ra, liên hệ với người phụ trách Galit của FBI, tôi muốn biết cái tên Bùi Đông Lai kia đang ở nơi nào, sau khi tới Mỹ đã tiếp xúc với những ai, làm những việc gì. Vâng thưa ngài. Trợ lý của Lam đại khái cũng biết chuyện gì đã xảy ra,
hắn ngưng trọng lên tiếng rồi bước nhanh sang một bên, cầm điện thoại gọi cho người phụ trách FBI. Còn Lam thì gọi điện thoại tới văn phòng Tổng thống, báo tin tức ác mộng này cho Tổng thống nghe. Thưa Tổng thống, căn cứ nghiên cứu khoa học công nghiệp quân sự XX vừa mới bị người đột nhập. Toàn bộ cơ sở dữ liệu của căn cứ đều bị trộm. Điện thoại nối máy, Lam cảm giác cả người như chạm phải điện. Hắn khống chế sự run rẩy, báo cáo. Thượng tướng West đã phong bế căn cứ, tiến hành tìm kiếm. Ngoài ra, tôi... Một phút đồng hồ sau, Lam chảy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh mét báo cáo xong cho Tổng thống. Thưa ngài, tôi vừa liên hệ với người phụ trách của FBI. Họ nói, người tên Bùi Đông Lai kia sau khi tới New York vẫn luôn ở trong biệt thự của Liên minh Hoa Hạ, không hề làm gì hết. Mãi cho tới đêm nay, anh ta mới đón xe đi tới hội sở gặp mặt nghị viện Mafia. Thấy Lam nói chuyện với Tổng thống xong, trợ lý lập tức tiến lên báo cáo. Không phải hắn. Lam nheo mắt lại, sắc mặt lạnh như băng. Dịch giả, Goncopius. Ngay khi cả quân đội M bởi vì số liệu kho vũ khí bị đánh mất mà lâm vào hỗn loạn thì Bùi Đông Lai cùng với Quý Hồng đi vào hội sở. Trong nháy mắt khi đi vào hội sở thì hắn cảm thấy rằng điện thoại vệ tinh mình dùng để liên lạc với Diệp Cô Thành khẽ rung lên một cái. Phát hiện này làm cho Bùi Đông Lai biết rõ Diệp Cô Thành đã đắc thủ, hơn nữa còn có thể đã đem số liệu kia chuyển về nước rồi. Điều này làm cho hắn âm thầm thở ra, thế cho nên nụ cười trên mặt hắn càng thêm ung dung hơn. Trong hội sở đại sảnh, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng, nói chính xác là đều đang nhìn vào Bùi Đông Lai. Mà sáu gã U Linh Mafia đi phía sau hai người Bùi Đông Lai thì biết điều dừng bước lại, gác ở cửa hội sở, cảm giác kia giống như là sợ Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng chạy trốn. Thiếu gia Anthony tôn quý, Vio tiên sinh, Sois tiên sinh. Bùi Đông Lai thấy được cả đám người đang nhìn vào mình thì trên mặt nở ra nụ cười thân thiết, vô cùng vui vẻ mà nói. Thật vinh hạnh mà may mắn khi được gặp mặt cùng với các vị, tôi nghĩ đêm nay chính là đêm vui vẻ nhất trong đời của mọi người. Hả? Nghe được Bùi Đông Lai nói những lời này thì đám người Anthony đều mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn vào Bùi Đông Lai. Giờ phút này bọn hắn hoài nghi thính giác và thị giác bản thân xuất hiện vấn đề. Bởi vì... Bọn hắn biết rõ hành động trong một năm qua của Bùi Đông Lai, biết rõ thái độ đối với địch nhân của Bùi Đông Lai, càng biết rõ tính cuồng ngạo của Bùi Đông Lai. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai người đã từng nói sẽ tiêu diệt gia tộc Gambino, giết chết Anthony và những đại lão của nghị viện Mafia lại tỏ ra bộ dạng hữu hảo như thế. Điều này có thể để cho đám người Anthony không kinh ngạc sao? Chẳng lẽ hắn muốn giải hòa với bọn ta sao? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Trong lòng Anthony cùng Vio không hẹn mà hiện lên một suy nghĩ, nhưng cũng không một ai lên tiếng, cũng không một ai đứng dậy nghênh đón. Các vị bằng hữu thân ái của tôi, trong nước chúng tôi có một câu thành ngữ khiếu đầu đảo tống lý. Mắt thấy đám người Anthony không nói lời nào thì Bùi Đông Lai chủ động dừng bước, nụ cười trên mặt cũng không giảm. Ý nghĩa của câu thành ngữ này chính là người tặng cho ta một quả đào nhỏ thì ta sẽ hái một quả mận lớn để tặng lại cho người, để tình hữu nghị được vững chắc. Tôi biết, trước kia chúng ta có xảy ra một ít hiểu lầm nhưng mà khi tôi biết được Anthony thiếu gia chủ động phái ra nhân viên cao tầng của hãng phim Warner Brothers đến Nam Cảng để cùng hợp tác với công ty giải trí Hồng Tinh thì tôi vô cùng cảm động. Bùi Đông Lai cố ý làm ra một bộ dạng kích động, ngữ khí phối hợp có vẻ mặt, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Chính vì hành động đó mà tôi cảm thấy hổ thẹn. Để tỏ lòng kính ý đối với Anthony thiếu gia thì sau khi tôi biết được tin này thì liền để trợ thủ của tôi để cho trợ thủ của tôi hồi âm lại, hơn nữa tôi còn quyết định đến đây để xin lỗi các vị. Nếu nói lúc nãy đám người Anthony kinh ngạc, hoài nghi Bùi Đông Lai thì lúc này mắt thấy Bùi Đông Lai hoàn toàn tỏ ra khiêm tốn, nói những lời xin lỗi này thì bọn hắn có thể khẳng định, Bùi Đông Lai làm như thế, mục đích chỉ có hai. Thứ nhất, đối mặt với uy hiếp và cấp bách của thần võng thì Bùi Đông Lai đã cảm nhận được áp lực cực lớn, thực sự muốn giải hòa với nghị viện Mafia. Thứ hai, Bùi Đông Lai muốn dùng cách này để che giấu cái gì, không cho người khác biết được mục đích chính của hắn. Trong lòng hiểu được mọi chuyện thì bọn người Anthony có khuynh hướng thứ nhất. Bởi vì chuyện cho đến bây giờ, bọn hắn thật sự cũng không nghĩ rằng mục đích của lần diễn trò này của Bùi Đông Lai là gì. Nếu hội trưởng Yossi có mặt ở đây thì người rất có thể sẽ chấp nhận lời giải hòa này. Trong lòng Vio thở dài, rồi nói một câu.
Anthony thấy vậy thì nở ra nụ cười lạnh. Thật sự là mày muốn giải hòa cùng chúng ta sao? Không, không, không. Anthony vừa nói xong thì Bùi Đông Lai liền lắc đầu, thấy sắc mặt đám người Anthony biến đổi thì Bùi Đông Lai mới nói thêm. Anthony thiếu gia, không phải là giải hòa mà là hợp tác, chúng ta việc nhóm nhạc hoàng hậu tiến vào Hollywood để làm khế ước bỏ đi hiểu lầm, đợi sau khi hợp tác thành công thì chúng ta sẽ trở thành bạn bè với nhau. Mắt thấy Bùi Đông Lai thu liếm lại phần cuồng ngạo, bộ dạng tỏ ra khách khí thì Anthony không có lập tức cùng Bùi Đông Lai trở mặt, mà là có chút hứng thú hỏi. Nói xem, mày muốn hợp tác như thế nào? Anthony thiếu gia, ngài cũng biết tôi là người khống chế thế giới ngầm Trung Quốc, hơn nữa còn có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội. Bùi Đông Lai cười cười rồi giải thích. Như vậy, hai bên chúng ta có thể hợp tác ở khu vực Hắc Kim, ví dụ như buôn lậu, rửa tiền, tôi tin tưởng việc này sẽ mang lại của cải thật nhiều cho chúng ta. Nghe được Bùi Đông nói thế, trừ Anthony ra thì trong lòng đám người VO đều động. Bọn hắn rõ ràng, nếu như hai bên hợp tác thì lợi ích sẽ rất lớn. Hiểu được điểm này thì năm tên đại lão Mafia liền nhìn về phía Anthony. Thấy được ánh mắt của năm người VO thì Anthony cũng hiểu được tâm tư của bọn họ, bất quá hắn cũng không có tỏ thái độ. Hắn cùng Bùi Đông Lai giao phong vài lần, lần nào cũng rơi vào thế hạ phong, Bùi Đông Lai còn nói rằng muốn tiêu diệt gia tộc Gambino, khiến cho gia tộc Gambino mất hết mặt mũi ở thế giới ngầm. Về phương diện khác hắn cho rằng Yossi đã đến đây, âm thầm chú ý tất cả mọi chuyện, cố gắng làm cho Bùi Đông Lai xốc lên con bài chưa lật. Như vậy, làm sao hắn có thể quyết định qua loa được? Anthony thiếu gia, tôi cho rằng ngài hẳn là nên để tôi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mắt thấy Anthony không tỏ thái độ thì Bùi Đông Lai cười cười. Ngài cảm thấy thế nào? Trong này không có ghế dựa cũng không có ghế ngồi. Anthony nở ra nụ cười hài hước. Bởi vậy mày cứ đứng mà nói đi. Được rồi. Đối mặt với lời vũ nhục của Anthony thì Bùi Đông Lai cũng chẳng tỏ ra tức giận, ngược lại vẻ tươi cười trên mặt cũng không giảm, tiếp tục nói. Một khi hai bên chúng ta hợp tác thì không chỉ nói đến khu vực Hắc Kim, chúng ta còn có thể buôn bán, hợp tác ở những lĩnh vực khác, nói vậy thì mọi người cũng biết tôi có mối quan hệ chặt chẽ với Liên minh Hoa Hạ. Anthony cũng không có lên tiếng cắt ngang, mà tỏ ra hứng thú nghe Bùi Đông Lai nói. Anthony không mở miệng, năm người VO cũng không dám mở miệng. Trong bất chi bất giác, đợi Bùi Đông Lai miệng khô lưỡi đắng thì cũng đã qua 30 phút. Trong 30 phút qua, Bùi Đông Lai liền đem những lời êm tai nói cho đám người Anthony nghe, nào là buôn lậu, rửa tiền đến nguồn năng lượng, điện tử, chỉ cần hai bên hợp tác thì sẽ kiếm được vô số tiền bạc. Anthony, tôi cho rằng đề nghị của Bùi tiên sinh cũng không tồi. VO thừa dịp Bùi Đông Lai tạm dừng thì quay đầu nhìn về phía Anthony. Anthony nghe vậy thì hừ một tiếng. Chú VO, việc này không phải là việc mà ông có thể làm chủ. VO không phải bác được, hắn vô cùng tức giận nhưng mà nhớ lại Anthony từng nói Yossi sẽ xuất hiện nên hắn biết điều mà ngậm mồm. Thấy vậy thì trong lòng Anthony vô cùng sảng khoái, hắn không để ý đến Bùi Đông Lai cùng đám người VO nữa mà lấy điện thoại ra. Gọi cho Yossi để xin chỉ thị của Yossi. Hả? Tại sao lại không liên lạc được? Chẳng lẽ cha muốn để mình làm chủ sao? Mắt thấy không thể liên lạc được với Yossi thì chân mày Anthony nhíu lại, hắn không nghĩ rằng Yossi sẽ xảy ra chuyện gì, theo bản năng hắn cho rằng Yossi để hắn xử lý mọi chuyện. Bởi vì ở hắn xem ra, khi Yossi đã khôi phục lại thương thế thì trên đời này không có mấy ai có thể giết được cha của hắn. Anthony nghĩ vậy thì hắn liền nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai vài giây, sau đó ánh mắt nhìn về Quý Hồng đang đứng bên cạnh Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, ánh mắt của Anthony nhìn chằm chằm vào cặp bánh bao trên người của Quý Hồng, ánh mắt tràn ngập dục vọng. Đó là ánh mắt của thợ săn khi thấy con mồi. Bùi Đông Lai, tuy rằng mày đưa ra phương thức hợp tác mê người nhưng mà mày hẳn nhớ là mày đã làm gì với nghị viện Mafia. Anthony mở miệng. Dùng một loại ngữ khí ăn trên ngồi trước, nói. Tao sẽ không tính toán chuyện trước kia, cùng mày hợp tác nhưng mà mày phải đáp ứng tao một chuyện. Việc gì? Nghĩ đến Diệp Cô Thành dặn dò mình cố gắng kéo dài thời gian thì Bùi Đông Lai cũng không có trở mặt là mỉm cười đáp lại. Một bên nhìn thời gian, âm thầm suy đoán có phải Diệp Cô Thành đã đến đây rồi hay không? Để nàng cùng Liễu Nguyệt làm đồ chơi của tao. Anthony không thể đoán được suy nghĩ của Bùi Đông Lai.
mà là Ngưu Bức hét lên một tiếng, chỉ vào Quý Hồng. Quyết định này có thể lấy được lợi ích, có thể đoạt đi nữ nhân của Bùi Đông Lai, có thể lấy lại mặt mũi của gia tộc Gambino. Vù! Lúc này đây, Bùi Đông Lai dùng hành động để trả lời. Bùi Đông Lai giống như là sử dụng thuấn di, nháy mắt đã đến trước người Anthony, tay phải liền chụp vào cổ của Anthony sau đó giơ lên cao. Anthony giống như một con gà, bị Bùi Đông Lai xách lấy. Vù! Xảy ra một màn làm cho đám U Linh Mafia vốn là cả kinh, sau đó bọn hắn lấy lại tinh thần rồi chạy đến. Nếu tao nói tao từng chơi bà già của mày mới có mày thì có phải mày sẽ gọi tao một tiếng là cha không? Trong phút chốc Bùi Đông Lai một tay mang Anthony đi về phía Quý Hồng, cười híp mắt, trở mặt. Hoặc là nói xin lỗi, hoặc là xuống địa ngục. Dịch giả, Gong Copius. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói như thế thì theo bản năng Anthony muốn đánh trả nhưng mà hắn cảm nhận được Bùi Đông Lai đang từ từ bóp mạnh vào cổ hắn vì thế hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn tỏ ra phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Sax! Đám người Vio cũng cả kinh, bọn hắn không ngờ rằng lúc này Bùi Đông Lai giống như một con chó Trung Quốc chỉ biết cầu xin, lúc này lại thay đổi đột ngột như thế. Mà U Linh Mafia lại tỏ ra ngưng trọng. Thực lực của Bùi Đông Lai đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, còn nữ hiện giờ Anthony đang nằm trong tay Bùi Đông Lai, bọn hắn sợ ném chuột sợ vỡ bình cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả Anthony thiếu ra ra. Ngắn ngủi im lặng đi qua, trong đại sảnh vang lên một tiếng nói, người mở miệng là Phớt, là cận vệ của Anthony cũng là thủ lĩnh của đám tử sĩ gia tộc Gambino, thực lực của hắn đã là chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong. Nghe được giọng quát của Phớt, mọi người lấy lại tinh thần. Nương theo ngọn đèn, có thể thấy lúc này khuôn mặt của Anthony đang vặn vẹo, miệng hắn thở dốc, dường như muốn nói cái gì nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ô. Ô, tại sao Yoshi lại chưa xuất hiện? Thấy được bộ dạng giãy giụa của Anthony, năm người Vio đều thầm hỏi. Giống như trả lời câu hỏi của bọn hắn, Bùi Đông Lai thả lỏng tay ra, Anthony thấy vậy thì liền mở miệng thở hổn hển, sau đó phát điên nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Tên chết tiệt, chó chết kia, thả tao ra, nếu không tao cam đoan mày sẽ không bước ra khỏi đại sảnh này được. Tao có đi ra được hay không thì không cần mày quan tâm, hiện tại tao chỉ cần nhấc tay lên là có thể lấy được mạng chó của mày. Bùi Đông Lai mỉm cười nhìn vào bộ dạng phát điên của Anthony. Mày! Anthony nghe thế thì hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Tao thừa nhận mày là một tên đê tiện. Mày có thể vì đạt được mục đích mà lựa chọn cầu xin tha thứ nhưng mà hiện giờ mày thiên tính vạn tính cũng không ngờ rằng đêm nay cha tao sẽ đến đây. Tao cũng đã tính được thằng cha của mày sẽ đến đây. Tay phải Bùi Đông Lai kéo Anthony, đưa hắn đến sát người mình rồi cười. Ngoài ra, tao còn tính được trước khi tao đến đây thì mày đã nói tin này cho đám người Vio tiên sinh kia. Ách, nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì không riêng gì Anthony. Mà ngay cả đám người Vio cũng là bị cả kinh không nhẹ. Chẳng lẽ? Kinh ngạc qua đi, đám người Vio đều không hẹn mà cùng suy nghĩ đến một vấn đề. Có phải mày rất tò mò tại sao cha của mày lại chưa xuất hiện, ra tay cứu mày phải không? Thấy được bộ dạng kinh hãi của Anthony, thì Bùi Đông Lai nhất châm kiến huyết nói ra. Không trả lời, Anthony cảm thấy vô cùng bất an. Lý trí nói cho hắn biết. Nếu Bùi Đông Lai có thể đoán được đêm nay cha của hắn sẽ xuất hiện ở nơi này, mà hiện giờ cha hắn còn chưa có đến, như vậy hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện rồi. Ha, ha. Mặc dù trong lòng Anthony đoán như thế nhưng mà hắn không tin, hắn liền cười to lên. Tên chó chết kia, chẳng lẽ mày nói cho tao biết rằng cha của tao đã bị hạ độc thủ rồi sao? Thương thế của cha tao đã khôi phục, cho dù giáo hoàng ra tay cũng không thể giết người. Mà những cường giả khác hoặc là chết đi, hoặc là dưỡng thương, ai có thể giết được cha tao? Dựa vào mày sao, thật sự là khiến tao chết cười. Đám người Vio vốn cũng giống như Anthony, lý trí nói cho bọn hắn biết Yoshi rất có thể là xảy ra chuyện. Nhưng mà, nghe được Anthony nói thế thì suy nghĩ của bọn hắn có chút dao động. Dù sao Anthony cũng nói đúng sự thật. Chuyện cho tới bây giờ thì không có tin tức của cường giả nào trong trận chiến ấy khôi phục thương thế truyền ra ngoài, hơn nữa trừ Bùi Vũ Phu ra thì những người tham gia trong trận chiến ấy cũng không có đạo lý mà ra tay giết Yoshi. Chẳng lẽ là chiến tranh chi vương? Lúc này đám người Vio liền nghĩ đến Diệp Cô Thành,
nhưng mà cảm thấy rằng người xếp thứ 10 trên thần bảng là Diệp Cô Thành không phải là đối thủ của Yossi. Vẻ biến hóa của đám người Vio đều rơi vào mắt Bùi Đông Lai, thế cho nên thông qua sắc mặt thì Bùi Đông Lai có thể đoán được suy nghĩ của bọn hắn. Mắt thấy đám người Vio dường như không tin Yossi đã chết thì Bùi Đông Lai liền nói thêm. Nếu mày tin rằng cha của mày ở quanh đây thì mày hãy gọi đi, xem thử cha của mày có xuất hiện hay không. Anthony vẫn không trả lời. Thân thể của hắn run lên. Bởi vì, lý trí nói cho hắn biết, nếu cha của hắn ở đây thì sớm đã ra tay cứu hắn rồi. Kêu mau. Mắt thấy Anthony thờ ơ thì Bùi Đông Lai liền đôn đốc, cảm giác kia giống như là hắn muốn thấy Yossi xuất hiện. Ách, Anthony há miệng nhưng không kêu ra tiếng. Mày đã không gọi được thì tao giúp mày. Nói xong, Bùi Đông Lai đột nhiên buông tay, hóa chảo thành trưởng, chụp vào bả vai Anthony. Bốp, rắc, tiếng trầm đục cùng tiếng xương gãy cùng vang lên một lúc, Anthony té xuống đất, xương bả vai của hắn hoàn toàn bị dập nát. Nếu không muốn hắn chết thì bọn mày hãy thành thật một chút. Mắt thấy đám u linh mafia dục dịch thì Bùi Đông Lai dẫm lên khuôn mặt Anthony, lạnh giọng uy hiếp một câu. Đợi đám người u linh mafia lui lại thì hắn mới cúi người xuống, nhìn vào khuôn mặt Anthony, nói. Là mày gọi hay là tao giúp mày tiếp? Hô, hô. Khuôn mặt Anthony vặn vẹo đến đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Tao giúp mày lần cuối cùng. Bùi Đông Lai mỉm cười, chân phải nâng lên rồi đáp thẳng xuống đầu gối của Anthony. Rắc. Một cước này Bùi Đông Lai đã đập nát xương đầu gối của Anthony. A, à, cơn đau truyền đến làm cho Anthony phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó, cả người của hắn run lên, khuôn mặt đỏ bừng có chút trắng nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Thậm chí, ánh mắt bây giờ của hắn không còn phẫn nộ khi nhìn vào Bùi Đông Lai nữa, mà thay vào đó là sợ hãi. Sợ hãi đến từ cơn đau trên vai và chân, sợ hãi phát ra từ sâu trong lòng hắn. Đến giờ phút này, cho dù Anthony có vô số lý do phản bác Bùi Đông Lai đi nữa thì lý trí nói cho hắn biết nếu như cha hắn ở đây tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị Bùi Đông Lai đánh như một con chó chết. Nhìn qua thì dường như mày đã tin rằng cha của mày sẽ không đến. Bùi Đông Lai mở miệng. Ừ, đúng vậy, thật sự thì hắn đã không đến được, hắn sớm đã xuống địa ngục rồi. Lộp bộp. Mặc dù đám người Vio sớm đã đoán được, nhưng mà nghe chính miệng Bùi Đông Lai nói ra thì trong lòng bọn hắn không khỏi nhảy dựng. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Anthony nghe thế thì trở nên vô cùng kích động, không ngừng rít gào. Trừ phi cha của mày sống lại, nếu không không có ai có thể giết chết cha tao. Sống lại. Nghe được hai chữ này thì trong lòng Bùi Đông Lai vốn đang bình tĩnh bỗng hơi gợn sóng. Thật đáng tiếc, Anthony. Kế hoạch của mày và cha mày muốn giết tao để uy hiếp đám người Vio tiên sinh đã thất bại. Cảm xúc dao động khẽ lướt qua, Bùi Đông Lai không trả lời thẳng câu hỏi của Anthony mà là nói. Ừ, mày có thể từ từ xuống địa ngục để hỏi thăm rốt cuộc của mày đã chết như thế nào. Bá! Giống như dự đoán của Bùi Đông Lai, hắn vừa thốt lên xong thì sắc mặt của bốn tên đại lão mafia liền biến đổi. Một mặt là bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra kế hoạch của Anthony. Còn một mặt thì bọn hắn sợ rằng Bùi Vũ Phu sẽ sống lại. Người có tên, cây có bóng. Ba chữ Bùi Vũ Phu ảnh hưởng quá lớn đến người của thế giới ngầm. Nếu Bùi Vũ Phu thật sự sống lại thì đừng nói bọn hắn, ngay cả đám người Odin khi nghe tên cũng bị dọa mà tè trong quần. Dịch giả, Goncopius. Vio tiên sinh, các vị không cần phải lo lắng, tôi không có định ý gì với các vị. Mắt thấy sắc mặt năm tên đại lão mafia biến đổi thì Bùi Đông Lai mở miệng. Địch nhân của tôi chỉ có gia tộc Gambino. Hả? Năm tên đại lão mafia nghe vậy thì biết được Bùi Đông Lai không muốn coi bọn hắn là địch, mà là để bọn hắn phân rõ giới hạn với gia tộc Gambino. Nói vậy thì trong lòng các vị cũng hiểu được, hôm nay nếu như không phải tôi không thủ tiêu Yossi, thì các vị cũng sẽ sống không dễ chịu gì. Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Hiện giờ Yossi đã chết, tên ngu ngốc Anthony này cũng sắp đi theo. Vio tiên sinh, chuyện cho đến bây giờ không biết ông muốn chọn cái nào. Chú Vio, không nên tin lời của hắn, hắn chính là một tên đê tiện chó chết, lúc nãy hắn đã lừa chúng ta một lần. Trong tuyệt vọng Anthony cũng minh bạch được ý tứ của Bùi Đông Lai, cố gắng nhắc nhở Vio,
Kết quả là thấy Vio thờ ơ, hắn liền điên cuồng mà giống lên. Fe, phớt, xử lý tên chó này cho ta. Bộp. Theo một tiếng vang giòn, tiếng hét của Anthony dừng lại. Hắn bị Bùi Đông Lai giẫm gãy cổ. Dưới ánh đèn, ánh mắt hắn trừng tròn, một bộ dạng chết không nhắm mắt. Vù. Cùng lúc đó, phớt liền giống như một mũi tên bay thẳng về phía Bùi Đông Lai, tay phải của hắn vung lên chém về phía Bùi Đông Lai. Cục kít trôi ngoài biển mà tưởng rằng bông hồng cắm trong bình. Cảm nhận được phớt tấn công thì Bùi Đông Lai hừ lạnh một tiếng, tay phải thuận thế đưa lên. Bốp! Kinh lực va chạm, một tiếng vang vang lên, phớt chỉ cảm thấy một kích của mình như chém vào bên trên một tấm thép, không thể tiến tới nữa. Ngăn được một đòn của phớt, tay trái Bùi Đông Lai hóa thủ thành chảo, trực tiếp bắt vào cổ tay của phớt rồi kéo một cái, năm ngón tay phải của hắn xòe ra, hóa thành một cây thương, đâm vào cổ họng của phớt. Vù! Tiếng xé gió vang lên, thời khắc nguy cơ, phớt liền nghiêng người, làm cho một kích này của Bùi Đông Lai đâm vào khoảng không. Bốp! Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai liền xoay người, tung chân đá vào thi thể của Anthony. Vù! Nhất thời, thi thể của Anthony liền bay về sáu gã U Linh đang vọt tới. Sáu gã U Linh Mafia kia là tử sĩ của gia tộc Gambino, bọn hắn thấy Bùi Đông Lai giết chết Anthony, thấy được phớt tự thân ra tay thì liền lập tức tiến lên. Lúc này, mắt thấy thi thể của Anthony bay tới thì bước chân bọn hắn dừng lại, thuận thế mà chụp lấy thi thể Anthony. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại, hắn hóa thủ vi đao, chém ngang về phía cổ của phớt. Đối mặt với một thủ đao này của Bùi Đông Lai thì thân hình phớt khom xuống, chẳng những né được một đòn này, hơn nữa tay trái của hắn đâm thẳng vào đùi của Bùi Đông Lai. Chết đi! Bùi Đông Lai thấy vậy cũng không thèm để ý, mà là quát lên một tiếng, tay phải hóa thành trường, chụp thẳng vào đầu của phớt. Nếu phớt toàn tâm toàn ý mà né tránh thì hắn có thể né được. Nhưng mà lúc này tinh lực của hắn chia làm hai, vừa cố gắng phòng thủ, vừa cố gắng phản kích, làm sao có thể né được một đòn này của Bùi Đông Lai. Bốp! Một chưởng của Bùi Đông Lai vỗ thẳng vào đầu của phớt, kinh lực khủng bố trực tiếp chấn nát đầu của phớt giống như là một quả dưa hấu bị nứt toác ra. Phốc! Máu cùng óc phun ra, bắn chúng vào đám U Linh Mafia đang tiến lên. Dầm! Thi thể phớt ngã xuống đất. Vio tiên sinh, bằng hữu hay là địch nhân? Sau khi giết xong phớt thì Bùi Đông Lai cũng không có ra tay mà ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Vio. Đây là lần cuối cùng tôi hỏi ông. Lộp bộp. Bên tai vang lên lời nói lạnh như băng của Bùi Đông Lai thì đầu óc của Vio liền thanh tỉnh trở lại. Hắn biết, bằng hữu trong miệng Bùi Đông Lai chính là giúp Bùi Đông Lai đối phó với gia tộc Gambino. Như vậy, hắn liền có thể trở thành hội trưởng của nghị viện Mafia. Điều là chuyện mấy năm qua hắn luôn nghĩ đến nhưng bởi vì có sự uy hiếp của Yoshi nên hắn không thể làm được nhưng mà dã tâm của hắn ngày càng lớn hơn. Hiện giờ, chỉ cần hắn nguyện ý trở thành bằng hữu của Bùi Đông Lai thì giấc mộng này sẽ trở thành sự thật. Còn nếu như là địch thù thì đừng nói đến chức hội trưởng nghị viện Mafia kia, mà ngay cả bản thân hắn cũng khó giữ. Xử lý người của gia tộc Gambino. Hắn không có bất kỳ do dự nào, liền quyết đoán hạ lệnh. Vù. Vù, vù. Nghe được mệnh lệnh của Vio thì những tên thủ hạ của hắn liền vọt lên, ra tay với 7 tên U Linh Mafia gia tộc Gambino. Dựa theo lời của Vio tiên sinh mà làm. Mắt thấy tình thế đảo ngược thì hai gã đại lão thuộc phe phái của gia tộc Gambino liền trở mặt, trực tiếp ra lệnh để biểu lộ lòng trung tâm với Vio. 15 vs 7. Đây là một tỷ lệ cách xa nhau. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai mặc dù biết được đại cục đã định nhưng mà hắn vẫn đứng trước người Quý Hồng, để phòng có người hạ độc thủ. Quý Hồng thấy vậy thì trong lòng cảm thấy ấm áp. Cùng lúc đó, Vio cùng 4 tên đại lão Mafia thở phào một hơi. Tuy rằng bọn hắn đoán được Bùi Đông Lai muốn nhờ Vio diệt trừ gia tộc Gambino, nhưng mà lấy biểu hiện của Bùi Đông Lai lúc trước và bây giờ thì bọn hắn cũng không chắc chắn 100% Bùi Đông Lai có dung dao mổ về phía bọn hắn hay không. Vio biết được ý của Bùi Đông Lai, cho nên tự nhiên sẽ không để sống bất kỳ tên nào. Sau 5 phút, 7 tên U Linh của gia tộc Gambino đã chết sạch, bên Vio cũng mất 5 người. Vio tiên sinh, chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ ngài đảm nhận chức hội trưởng nghị viện Mafia. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, hai gã đại lão lúc trước đi theo gia tộc Gambino liền mở miệng nói.
Vio cũng không có để ý đến mà là đi đến trước mặt Bùi Đông Lai, nói. Bùi tiên sinh, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, đúng không? Nghe Vio nói thế thì trong lòng Quý Hồng hiểu được, kế hoạch mượn Vio để tiêu diệt gia tộc Gambino của Bùi Đông Lai đã thực hiện được. Dịch giả, Gon Copius. Ừ, Vio tiên sinh, từ nay về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Dựa vào kế hoạch của Bùi Đông Lai thì hắn để Vio trở thành người cầm quyền của nghị viện Mafia, rồi sau đó mượn tay Vio tiêu diệt gia tộc Gambino, nên nghe Vio chủ động lấy lòng thì mỉm cười gật đầu. Tôi tin tưởng tình hữu nghị của chúng ta sẽ mãi mãi chặt chẽ và trường tồn. Thật tiếc nuối, nếu nơi này không phải đầy thi thể và máu thì tôi nghĩ hẳn là phải mở một bình rượu để chúng mừng. Nụ cười trên mặt Vio không giảm, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Tựa hồ là ám chỉ lên cái gì. Nghe được Vio nói thế thì Bùi Đông Lai biết rõ Vio muốn rời khỏi nơi này để tiếp tục tiến hành đả kích gia tộc Gambino, để xác định địa vị ở nghị viện Mafia. Bùi Đông Lai hiểu được điểm này cũng không có tỏ thái độ mà là đang cân nhắc có nên liên hệ với Diệp Cô Thành hay không. Dựa vào ước định của hắn và Diệp Cô Thành thì sau khi Diệp Cô Thành thuận lợi đánh cắp kho số liệu vũ khí thì sẽ liên lạc với hắn. Đây cũng là nói Diệp Cô Thành sẽ đến đây nhưng mà hiện giờ vẫn chưa thấy Diệp Cô Thành đâu cả. Nghĩ đến rất có thể Bastien cùng Dixie có thể ở bên ngoài thì Bùi Đông Lai giả ngu nói. Vio tiên sinh, tôi cho rằng cách ăn mừng tốt nhất là dẫm trên thi thể địch nhân A. Ách, Vio vốn là tưởng Bùi Đông Lai hiểu được ý của hắn, để cho hắn nhân rèn sắt khi còn nóng, lập tức tìm cách đối phó gia tộc Gambino. Lúc này nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Vio vốn là ngẩn ra. Sau đó nhìn vào Bùi Đông Lai, trầm ngâm một phen, lựa chọn ăn ngay nói thật. Bùi tiên sinh, tôi cũng đồng ý với ngài nhưng mà ngài có điều không biết, đêm nay có rất nhiều thế lực chú ý vào hội sở này, nếu đế bọn hắn biết được tình huống hiện giờ thì đến lúc đó chúng tôi ra tay đối phó với gia tộc Gambino sẽ có chút phiền phức, năng lực ở bên quân chính của gia tộc Gambino rất mạnh, vì an toàn nên tôi đề nghị nên rời khỏi đây, sau đó để người rửa sạch hiện trường rồi tìm một nơi an toàn để chúc mừng. Cậu thấy sao? Ha ha! Vio vừa nói xong, Bùi Đông Lai định trả thì lời thì đột nhiên một tiếng cười cuồng vọng từ xa vang đến, Bastien giống như là một trận cuồng phong xuất hiện ở cửa hội sở, phía sau hắn còn mang theo 6 gã cuồng chiến sĩ. Bastien! Thấy Bastien xuất hiện thì đám người Vio cả kinh, mà Bùi Đông Lai thì không hề tỏ ra kinh ngạc. Bọn mày không cần đi đâu nữa. Bastien nở ra nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn vào Bùi Đông Lai. Vù, vù, vù. Bởi vì quan hệ giữa nghị viện Mafia và bộ lạc cuồng nhân không được hòa hợp cho lắm, hai bên như nước với lửa, mắt thấy Bastien tỏ ra xạo quần khi xuất hiện thì 12 tên U Linh Mafia còn lại không đợi Vio hạ lệnh thì liền nhảy lên, đánh về phía Bastien. Muốn chết, mắt thấy 12 tên U Linh Mafia đánh tới Bastien quát lên một tiếng, lập tức hai tay chém ra, ngăn cản được hai đòn công kích của hai gã U Linh Mafia. Bốp, bốp, nương theo hai tiếng vang giòn, thiết quyền của hai tên U Linh chém thẳng vào trong tay Bastien. Hả, có lẽ không ngờ thực lực Bastien lại mạnh đến thế, hai gã U Linh liền hoảng hốt, theo bản năng định rút tay lại. Chết, ngay sau đó, không đợi hai tên U Linh rút tay ra thì Bastien lại quát lên một tiếng, đùi phải đá lên, giống như một cây trường thương, đá thẳng vào hai gã U Linh. Giác. Tên U Linh thứ nhất không kịp né tránh nên bị một cước của Bastien đá thẳng vào cổ họng hắn liền bị dập nát, cả người liền bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, tên U Linh thứ hai cảm nhận được nguy cơ nên theo bản năng đưa tay phải ra đỡ trước người, cố gắng ngăn cản một cước này của Bastien. Bốp! Rắc! Uy thế một cước của Bastien vẫn không giảm, đá thẳng vào cánh tay tên U Linh thứ hai, lực lượng cuồng bạo trực tiếp làm gãy cánh tay tên U Linh thứ hai. Phốc! Cả người tên U Linh thứ hai liền chấn động, phun ra một bụng máu, cả người lùi về phía sau. Một chiêu đánh gục hai gã U Linh, một chết, một bị thương. Mắt thấy như vậy thì 10 tên U Linh kia liền dừng lại. T. 5 người Vio thấy vậy thì hít sâu một hơi, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh hãi. Vio, nếu các ông không muốn chết thì hãy mau thần phục ta. Vẻ mặt Bastien tỏ ra hài hước nhìn về phía đám người Vio. Nghe lời nói ngông cuồng của Bastien thì Vio nuốt một ngụm nước miếng,
theo bản năng thì muốn chửi ầm lên nhưng nghĩ đến thực lực của Bastien thì hắn liền không dám nói gì, ánh mắt nhìn sang Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn tràn ngập cảm giác cầu cứu. Bởi vì, hắn biết được đám U Linh Mafia không phải là đối thủ của Bastien, cho nên hắn chỉ đành phải đem hy vọng gửi vào trên người Bùi Đông Lai, người vừa rồi chỉ dùng ba chiêu là có thể giết chết Phớt. Ông không cần nhìn hắn. Thấy được hành động của Vio thì Bastien nhìn sang Bùi Đông Lai, giọng nói giống như tiếng sấm nổ vang. Tao sẽ giết chết hắn. Ông, Quý Hồng cảm thấy thân thể run lên, đầu óc choáng vang. Nhận thấy biến hóa của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai nắm lấy tay Quý Hồng, một cỗ lực lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể Quý Hồng, tiêu trừ ảnh hưởng tiếng gầm Bastien đối với Quý Hồng. Thân thể Quý Hồng liền bình thường trở lại, ánh mắt nàng nhìn về phía Bùi Đông Lai. Ánh mắt tỏ ra cảm động, nhưng phần nhiều là lo lắng. Hiện giờ nàng chỉ là ám kính đỉnh phong mà thôi, căn bản không nhìn thấy rõ được thực lực của Bùi Đông Lai. Mà bằng vào tiếng giống của Bastien thì nàng có thể đoán được thực lực của người này cũng không kém hơn sư phụ nàng cô độc phong ảnh là bao nhiêu. Phải biết rằng cô độc phong ảnh đã bước chân vào khu vực cương kính, nàng lo lắng Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của Bastien. Một khi Bùi Đông Lai không phải là đối thủ của Bastien thì trừ phi Diệp Cô Thành xuất hiện, nếu không nàng và Bùi Đông Lai sẽ gặp nguy hiểm. Thấy được vẻ lo lắng của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai chỉ cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Vio. Thấy được ánh mắt Bùi Đông Lai thì trong lòng Vio khẽ động, nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai muốn hắn tỏ thái độ. Ha ha, đầu mày chứa phân hay sao mà muốn chúng tao thần phục mày? Hiểu được điểm này thì Vio liền quyết định, hắn cười lạnh một tiếng rồi giọng nói tỏ ra lạnh lùng. Tao cho mày biết, nơi này là M, không phải là nơi mà mày có thể dương oai, mau cút về Nam Mỹ đi. Hắc, nếu bọn mày muốn chết thì tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng cho bọn mày. Bastien hừ lạnh một tiếng. Trước tiên tao sẽ giết đám kiến hôi này. Nói xong, Bastien tiến vào trạng thái cuồng hóa, thân hình cả người cao lớn, chiến ý bộc phát. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong phút chốc, đám người Vio liền cảm thấy trước ngực dường như có một tòa núi lớn đè vào, sắc mặt trở nên khó coi. Rơi vào đường cùng, Vio đành phải nhìn sang Bùi Đông Lai. Để người của ông bảo vệ nàng. Mắt thấy Vio tỏ thái độ thì trong lòng Bùi Đông Lai không còn băn khoăn nữa, lập tức buông tay Quý Hồng ra rồi đi về phía Bastien. Được được. Vio nghe vậy thì liền vui mừng. Nhìn sang 10 tên U Linh, nói. Mau bảo vệ tốt Quý tiểu thư. Hắc, vốn tao muốn để mày sống thêm một lát, nếu mày muốn tìm chết thì tao đành phải thay đổi lại chủ ý. Thấy Bùi Đông Lai đi lên thì chiến ý trên người Bastien hoàn toàn sôi trào, ánh mắt tỏ ra hưng phấn. Trong đại bỉ vũ, bởi vì con điếm tổ bồ đề kia nên mày mới thoát được một kiếp, hôm nay mày sẽ không còn may mắn như thế. Mày nói nhiều quá rồi. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai giống như một lưỡi đao được rút ra khỏi vỏ, cả người bắn về phía Bastien. Dịch giả, Gong Copius. Lúc này, Bùi Đông Lai bất động như sơn, động như lôi đình. Tốc độ nhanh đến Quý Hồng cũng không thấy rõ. Thật nhanh. Bastien thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết thực lực bây giờ của Bùi Đông Lai còn mạnh hơn lúc tham gia đại bỉ vũ toàn cầu nữa. Hừ, kinh ngạc rất nhiều. Bastien cũng không có chút sợ hãi nào mà hừ lạnh một tiếng rồi nghênh chiến. Thấy Bastien không lùi mà tiến thì Bùi Đông Lai biết được sau khi cuồng hóa thì các phương diện khác trên người Bastien đều tăng lên, nhất là dũng khí cùng khí thế kinh người. Bùi Đông Lai liền dùng sát chiêu lôi đình, hữu quyền chém thẳng giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, đánh thẳng về phía Bastien. Dường như phát giác được một quyền này của Bùi Đông Lai vô cùng uy mãnh, trên mặt của Bastien cũng không tỏ ra ngưng trọng. Nếu có thì đó chính là điên cuồng. Giống. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, khí thế cùng chiến ý Bastien hoàn toàn bạo phát, gân xanh trên người nổi lên, cả người giống như một tòa núi lớn di chuyển với tốc độ cực nhanh, hung ác vọt về phía Bùi Đông Lai. Giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có một mình Bùi Đông Lai. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ đó chính là giết chết Bùi Đông Lai. Nhưng mà, lý tưởng thật tốt nhưng hiện thực lại thôi rồi. Dầm. Nắm tay hai người đụng vào nhau, như hai ngọn núi chạm vào, phát ra một tiếng nổ vang rồi tách ra. Bốp, bốp. Sau đó, nắm tay hai người lại chạm vào nhau, kinh lực tuôn ra như thủy triều,
phát lên những tiếng vang giòn, không khí xung quanh như bị xé rách. Ách! Tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị trấn trụ. 12 tên U Linh cùng 6 tên cuồng chiến sĩ đều cảm nhận được lực lượng tàn bạo này, bọn hắn hiểu được nếu như bản thân bọn hắn trúng một quyền kia thì liền banh chè ngay tại chỗ. Ngoài ra bọn hắn đã nhìn ra, thực lực của Bùi Đông Lai cùng Bastien đã bước vào hóa kính chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước chân vào khu vực cương kính chiến thần. Cùng lúc đó, sau một đòn công kích thì cả người Bastien liền lui về phía sau, ước chừng lui khoảng 4 bước thì mới dừng lại, gạch đá dưới chân hắn đều nát vụn. Nương theo ngọn đèn, mọi người có thể thấy được lúc này khuôn mặt của Bastien lộ ra vẻ sợ hãi. Sợ hãi sao? Đúng vậy. Phải biết rằng, sau trận chiến ở Đại Bỉ Võ với Tô Bồ Đề thì Bastien đã ngộ đạo, thành công bước chân vào chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, lúc sau trải qua một hồi khổ luyện nên đã kiên cố được cảnh giới, ngoài ra hắn đã luyện cuồng hóa đến cực hạn, đã trở thành người có thực lực đứng thứ hai trong bộ lạc cuồng nhân chỉ sau cha của hắn. Bởi vì điều này cho nên hắn mới vô cùng tự tin đến đây. Mà hiện giờ, Bùi Đông Lai chỉ tung một quyền mà làm hắn lui 4 bước. Loại tương phản này đã làm cho tâm niệm vô địch của hắn bắt đầu dao động. Còn đối với Bùi Đông Lai mà nói thì hắn từ Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ Đề đã thu thập được tư liệu của thập đại cường giả trên thần bảng, đối với tuyệt kỹ của từng người thì hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn biết được sau khi cuồng hóa thì thực lực, dũng khí, cùng khí thế sẽ tăng lên, cuối cùng năng lượng bộc phát khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì thế vừa mới chiến thì hắn liền dùng sát chiêu để làm cho Bastien phải chật vật, phá vỡ cuồng hóa của Bastien, không để cho Bastien có cơ hội bộc phát. Lúc này mắt thấy một chiêu lôi đình của mình đánh cho Bastien phải rút lui thì Bùi Đông Lai cũng không dám lơ là. Bởi vì hắn nhận ra, trạng thái cuồng hóa của Bastien vẫn chưa biến mất. Cho nên Bùi Đông Lai không dừng lại, dưới chân bắn ra, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt đã đến trước người. Bastien lại oanh ra một quyền. Thừa dịp mày bệnh, lấy luôn mạng mày. Vì muốn phá vỡ hoàn toàn trạng thái cuồng hóa của Bastien, cho nên Bùi Đông Lai lại tung ra lôi đình. Có lẽ là thông qua một quyền vừa rồi thấy được thực lực của Bùi Đông Lai cho nên Bastien không dám lấy cứng đối cứng mà là để hai tay che chứa người, muốn dùng trưởng khắc quyền để hóa giải đòn công kích này của Bùi Đông Lai. Từ góc độ võ học mà nói thì lựa chọn của Bastien rất thông minh. Nhưng mà cuồng hóa của Bastien lấy khí thế làm sở trường, mới vừa rồi bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho rút lui thì khí thế trên người hắn đã bị áp chế, lúc này lại không dám lấy cứng đối cứng, trong lúc vô hình khí thế lại giảm vài phần. Khí thế yếu đi, Bastien không thể dùng lực lượng mạnh nhất dược, lần ngăn cản này lực lượng của hắn chỉ tương đương với 2/3 lần lúc trước. Bốp! Quyền trưởng chạm vào nhau, Bastien chỉ cảm thấy bàn tay của mình giống như đụng vào một khối nham thạch. Vô cùng nóng bỏng đau đớn. Trong phút chốc, hổ khẩu của hắn vỡ ra, máu tươi đầm đìa, hơn nữa cả người liền bị chấn ngược về phía sau. Bởi vì khí huyết trong người quay cuồng cho nên khuôn mặt của hắn đỏ bừng, ngực một mảnh phập phồng, sau đó cả người của hắn dần dần thu nhỏ, trở lại bình thường, cuồng hóa của hắn đã bị phá. Thấy một màn như vậy thì 6 tên cuồng chiến sĩ đi theo Bastien liền cả kinh, cặp mắt thiếu chút nữa mà rơi xuống đất. Bọn hắn biết rõ thực lực của Bastien. Nhưng mà hiện giờ quyền thứ nhất của Bùi Đông Lai chỉ khiến cho Bastien lui về sau 4 bước, quyền thứ hai trực tiếp đánh bay Bastien lui về sau, mà hơn nữa lại còn phá vỡ cuồng hóa của Bastien. Chẳng lẽ hắn đã đột phá cảnh giới chiến thần rồi sao? Trong phút chốc, 6 tên cuồng chiến sĩ đều nghĩ như thế. Sau khi Bastien cuồng hóa thì có thể đối kháng với cường giả bán bộ chiến thần, chỉ có cường giả chiến thần tuyệt thế mới có thể áp chế Bastien. Hẳn là như thế. 6 tên cuồng chiến sĩ đều có chung một đáp án. Ở hắn xem ra, Bùi Đông Lai có thể hai quyền phá vỡ trạng thái cuồng hóa của Bastien thì chỉ có một lời giải thích như thế. Hiểu được điểm này thì bọn hắn tỏ nên run sợ, cường giả chiến thần có thể giết chết bọn chúng như giết gà. Hô! Cùng lúc đó, đám người Vio thì âm thầm thở phào một hơi, may mắn là trong thời khắc quan trọng bọn hắn đã lựa chọn chính xác, ủng hộ Bùi Đông Lai. Thở dài nhẹ nhõm còn có một người, đó là Quý Hồng, thấy được một màn vừa rồi thì thần kinh của nàng cũng thả lỏng ra, ánh mắt tỏ ra kích động nhìn về phía Bùi Đông Lai. Không có nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của chính mình cường đại.
Bùi Đông Lai còn chưa phải là nam nhân của Quý Hồng nhưng mà Quý Hồng lại yêu nam nhân này. Chẳng lẽ hắn đã luyện lôi đình đến cực hạn? Trên mặt Bát Tiên không còn là vẻ kinh hãi mà là hoảng sợ. Bởi vì, hắn nhớ lại cha của hắn từng nói một câu, hiện này, vũ khí mạnh nhất chính là hấp diêm thần công của góp đại ca bên 4VN, nhưng người này đã ẩn cư nên thần công này đã tuyệt tích, hiện giờ chỉ có lôi đình mới có thể làm mưa làm gió. Dịch giả, Goncopius. Khi Bát Tiên sắp té xuống đất thì đột nhiên phần eo hắt phát lực, hai chân đưa ra rồi đạp xuống đất. Nhị thủ lĩnh. Thấy Bát Tiên hạ xuống thì 6 tên cuồng chiến sĩ liền chạy tới. Hô, hô. Bát Tiên phun ra một ngụm oi bức, ổn định lại khí huyết đang quay cuồng trong cơ thể, sắc mặt khó coi nhìn vào Bùi Đông Lai. Hắn vốn cho rằng sau khi mình đột phá thì trong những thanh niên cùng tuổi dưới gầm trời này ngoài Dixie và Cổ Đế ra thì không ai là đối thủ của hắn, nhưng mà hắn thật không ngờ, Bùi Đông Lai chỉ bằng 2 chiêu đã cùng hắn phân thắng bại. Đối với người cuồng ngạo như Bát Tiên thì đây là một loại đả kích không thể tưởng tượng. Vẻ mặt hắn không còn tỏ ra cuồng ngạo nữa mà thay vào đó là vẻ biệt khuất, còn nhiều là không cam lòng và sợ hãi, khi hắn tiến vào trạng thái cuồng hóa thì đã không phải đối thủ của Bùi Đông Lai. Nếu như mất đi cuồng hóa thì kết cục của hắn chỉ có chết. Hiểu được điểm này thì Bát Tiên cho dù không cam lòng cũng phải cam lòng, hắn vung tay lên. Đi thôi, bọn mày không đi được nữa. Bùi Đông Lai liền quát lên một tiếng, giọng nói không lớn nhưng đủ để đám người Bát Tiên nghe rõ. Bát Tiên nghe vậy thì cũng không dám dừng bước mà ngay tại chỗ bắn ra. Tao nói rồi, bọn mày không đi được. Chân trước Bát Tiên vừa động thì Bùi Đông Lai giống như là gió lốc, tốc độ còn nhanh hơn so với đám người Bát Tiên, trực tiếp ngăn ở cửa đại sảnh, cả người giống như một tòa núi lớn đứng đó, chặn đường chạy trốn của đám người Bát Tiên. Bá! Mắt thấy Bùi Đông Lai chặn đường đi thì sắc mặt đám người Bát Tiên liền biến đổi. Lên, vây công hắn! Bát Tiên liền hạ mệnh lệnh để 6 gã cuồng chiến sĩ lên làm pháo hôi, để hắn có thời gian mà chạy trốn. 6 gã cuồng chiến sĩ cũng hiểu được ý của Bát Tiên, bọn hắn biết rõ xung phong lên sẽ chết nhưng mà bọn hắn vẫn không do dự, kiên quyết mà tiến lên. Nhưng mà, không đợi bọn hắn hành động thì Bùi Đông Lai đã ra tay trước. Chỉ thấy thân hình hắn nhoáng lên, cả người như quỷ mị xuất hiện trước 6 tên cuồng chiến sĩ kia, tay phải hóa thành tiên thủ, rồi quật một phát về huyệt thái dương của một tên cuồng chiến sĩ. Bốp! Đối mặt với một kích này của Bùi Đông Lai thì tên cuồng chiến sĩ kia cũng không kịp né tránh, liền bị một chiêu này đánh trúng, nửa bên mặt lập tức hóp vào, máu tươi phun ra, cả người ngã xuống đất, cứ như vậy mà mất mạng. Vù, 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 vù. Mắt thấy đồng bạn bị Bùi Đông Lai giết thì 5 tên cuồng chiến sĩ còn lại liền từ 5 góc độ khác nhau mà hướng về Bùi Đông Lai, cố gắng vây công Bùi Đông Lai để cho Bùi Đông Lai muốn tránh cũng không kịp. Để Bát Tiên có thể chạy trốn. Khí huyết cảm nhận được 5 người công kích, Bùi Đông Lai thả người bắn ra, thân mình nhảy lên, vặn eo, xoay người, chân phải xuất ra, MU bàn chân giống như là một lưỡi đao sắc bén quét về phía 5 tên cuồng chiến sĩ. Liên hoàn cước. Bốp, 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 bốp. Tiếng vang giòn truyền ra, Bùi Đông Lai xoay người 360 độ, liên tục đá ra 5 cước. Trong đó, 2 cước đầu đá thẳng vào đầu của 2 tên cuồng chiến sĩ, trực tiếp đá vỡ đầu của 2 bọn hắn, mà 3 gã cuồng chiến sĩ phía sau tuy phản ứng nhanh, lấy tay che trước người nhưng mà cũng không thể chịu được lực lượng từ một cước này của Bùi Đông Lai, 2 tay bọn gãy ra, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Lộp bộp, Bát Tiên đang chạy ra tới cửa đại sảnh, trong lòng cảm nhận được người bên mình đã dùng hết thì hắn liền tăng tốc độ, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ở hắn xem ra, chỉ cần còn sống rời khỏi nơi này, trốn tới Nam Mỹ thì Bùi Đông Lai không có khả năng tìm được hắn. Đến lúc đó hắn chỉ cần nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dixie đối phó với Bùi Đông Lai là được. Trở lại cho tao. Ngay sau đó, không đợi Bát Tiên thành công chạy ra khỏi cửa hội sở thì ở phía sau Bùi Đông Lai đã hét lên một tiếng to. Tiếng hét kia nhưng hổ gầm, sấm rền làm cho thân thể Bát Tiên không khỏi run lên. Dứt lời. Người đến. Trong chớp mắt Bùi Đông Lai đã đuổi kịp Bát Tiên, tay phải chém thẳng về phía sau lưng Bát Tiên. Liều mạng. Nguy hiểm ập tới, Bát Tiên biết rõ tốc độ bản thân không thể so với Bùi Đông Lai cho nên hắn liền dừng lại, thân mình vừa chuyển. Vặn eo, khom người, đá chân.
hồi mã thương. Bastien liền dùng hồi mã thương, hắn muốn làm Bùi Đông Lai trở tay không kịp. Mắt thấy Bastien đá tới thì Bùi Đông Lai cũng không kinh hoàng, thuận thế hóa chảo thành trưởng, hai tay che ở trước người, hai chân dính chặt trên mặt đất. Bốp! Tiếng vang giòn truyền ra, một cước của Bastien đá vào lòng bàn tay của Bùi Đông Lai, hắn chỉ cảm thấy dường như một cước này của mình đã đá vào một tòa núi lớn, vẫn không thể lay động được. Nhận thấy được điểm này thì trong lòng Bastien chấn động, cố gắng thu chân lại. Đã muộn rồi. Bùi Đông Lai không đợi Bastien thu chân, lại biến chiêu, hóa trưởng thành chảo, tay phải đưa ra giống như một cái kìm chụp vào cổ chân của Bastien, dùng sức kéo đi. Vù! Bị Bùi Đông Lai kéo tới, một chân còn lại của Bastien liền mất đi trọng tâm cho nên cả người của hắn liền lao thẳng tới Bùi Đông Lai. Cùng lúc đó, tay trái của Bùi Đông Lai hóa thủ vi đao. Vù! Giơ tay chém thẳng vào đầu gối của Bastien. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, đầu gối của Bastien liền bị cắt đứt thành hai đoạn. Cơn đau truyền tới khiến cho cơ thể Bastien run lên, hắn cũng không có phát ra tiếng rên gì, ngược lại cả người hắn cong lên, cố nén cơn đau trên người, nắm chặt hữu quyền, dồn toàn lực đấm thẳng vào mặt Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai liền buông cổ chân Bastien ra, chân trái dùng lực rồi nhún lên, sau đó hạ xuống đất, thân mình nhẹ nhàng lướt qua, tránh được thiết quyền của Bastien. Đồng thời tay phải của hắn nâng lên, chưởng thẳng vào lưng của Bastien. Bốp! Rắc! Một chưởng của Bùi Đông Lai đập thẳng vào lưng Bastien, kinh lực bùng nổ làm cho cột sống của Bastien vỡ nát, hắn liền ngã xuống mặt đất. Xương cột sống gãy, Bastien mất đi năng lực hành động, cả người giống như một con chó Trung Quốc nằm chờ chết trên mặt đất. Hô! Trong đại sảnh, Vio thấy thế thì âm thầm thở phào một hơi rồi vung tay lên. Chỉ vào ba gã cuồng chiến sĩ còn sống, nói. Xử lý bọn hắn. Vù, vù, vù. Đám U Linh Mafia nghe vậy thì liền không nói hai lời, chạy về phía ba tên cuồng chiến sĩ kia. Cùng lúc đó, mắt thấy Bastien giống như một con chó Trung Quốc nằm chờ chết trên mặt đất thì Quý Hồng yên lòng, lướt về phía Bùi Đông Lai. Mà Bùi Đông Lai cũng không có lập tức giết Bastien. Bởi vì... hắn cảm ứng được có hai khí tức, một khí tức xấp xỉ bằng hắn, một khí tức khác thì không kém Diệp Cô Thành là bao. Bá! Phát hiện này làm cho sắc mặt Bùi Đông Lai đột nhiên biến đổi. Bùi Đông Lai cảm nhận được hai khí tức nguy hiểm thì cũng không có làm thịt Bastien mà là chạy về phía Quý Hồng. Bởi vì, lý trí nói cho hắn biết, hai người này là thần chi tử của thần võng Dixie cùng Philip. Dựa theo kế hoạch của Bùi Đông Lai thì hắn mượn Vio diệt trừ gia tộc Gambino, sau đó đợi Diệp Cô Thành xuất hiện, dẫn dắt đám người Philip, Bastien ra mặt để tiện một lưới bắt hết. Hiện giờ Diệp Cô Thành vẫn chưa tới, sau Bastien thì Dixie cùng Philip cũng xuất hiện, điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm nhận được nguy hiểm. Lấy tin tình báo mới nhất thì hắn biết được thực lực của Dixie có thể chiến một trận với giáo hoàng người đứng trên top 10 thần bảng, Bùi Đông Lai tự biết bản thân không phải là đối thủ của Dixie. Bùi Đông Lai cũng biết, biện pháp tốt nhất bây giờ là mang theo Quý Hồng, chạy trốn khỏi nơi này. Dixie, quả nhiên như lời ngươi nói, kịch bản đêm nay còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng. Thân hình Bùi Đông Lai vừa động thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong hội sở, hai đạo thân ảnh giống như là quỷ mị xuất hiện trong đại sảnh, chặn đường lui của Bùi Đông Lai. Người xuất hiện chính là Philip và Dixie. Thấy được Philip cùng Dixie hiện thân thì đám người Vio cùng với những tên cuồng chiến sĩ đều cả kinh, tuy rằng bọn hắn chưa gặp qua hai người Dixie cùng Philip, nhưng mà bọn hắn cũng đã thấy ảnh chụp của hai người này. Không riêng gì bọn hắn mà Quý Hồng cùng với Bùi Đông Lai cũng cả kinh. Khi Dixie cùng Philip hiện thân thì hai người Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng không hẹn mà dừng bước. Trong đó, khuôn mặt của Quý Hồng hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì nàng biết lúc này Diệp Cô Thành vẫn chưa xuất hiện, cục diện đã nằm ngoài tầm tay của Bùi Đông Lai, hiện giờ nàng cùng Bùi Đông Lai đã lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ngay cả Quý Hồng cũng biết điểm này, huống chi là Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn, ánh mắt Bùi Đông Lai nhìn chằm chằm vào Dixie cùng Philip, chân mày nhíu lại, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dixie cùng Philip cũng đều nhìn về phía Bùi Đông Lai, có điều ánh mắt bọn hắn tỏ ra hài hước. Giống như là thợ săn đang nhìn vào con mồi của mình. Trong nhất thời, không khí trong phòng liền đọng lại, áp lực bao phủ cả hội sở làm cho người khác không thở nổi. Tao từng coi mày là một tên phế vật, không
không xứng đáng làm con của vũ thần Trung Quốc, càng không có tư cách làm đối thủ của tao, về sau, hành động của mày dần dần làm tao thay đổi cách nhìn với mày. Im lặng trong đại sảnh, Dixie mở miệng, giọng nói của hắn tỏ ra vô cùng cao ngạo. Hiện tại, tao không phải không thừa nhận rằng tao đã xem thường mày, tốc độ phát triển của mày làm tao vô cùng kinh ngạc, đồng thời trí tuệ cùng thủ đoạn của mày đã làm tao vô cùng bội phục. Mày không làm mất mặt của vũ thần Trung Quốc nhưng mà thật đáng tiếc, mày còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tao. Nghe được Dixie nói thế thì vẻ mặt của đám người Vio cùng Bastien đều tỏ ra phức tạp. Ở bọn hắn xem ra, luận về vũ lực hay mưu trí thì Bùi Đông Lai cũng rất mạnh rồi. Nhưng mà, Dixie người tạm thời cầm quyền của thần võng lại coi Bùi Đông Lai không ra gì. Đối mặt với lời vũ nhục trần truồng của Dixie thì Bùi Đông Lai trầm mặc không nói, hắn liền suy nghĩ kế sách để ứng phó. Ở hắn xem ra, chuyện cho đến bây giờ chỉ có hai con đường, hoặc là kéo dài thời gian đợi Diệp Cô Thành xuất hiện, hoặc là nhân cơ hội mang theo Quý Hồng rời khỏi nơi này. Tao vốn còn cho mày sống thêm một thời gian, đợi mày lớn lên một chút, đợi mày có tư cách làm đối thủ của tao thì tao mới đưa mày xuống địa ngục. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, Dixie hơi lộ tiếc nuối thở dài. Nhưng mà mày đã giết chết Os cùng Sunnerly mà cha tao cũng đã chuẩn bị xuất quan, vì muốn cho người một công đạo nên tao chỉ có thể mang đầu của mày đi giải thích. Ừ, tuy rằng mày giết chết Os cùng Sunnerly nhưng mà cũng gián tiếp giúp tao đối phó với đám người mafia cùng bộ lạc cuồng nhân. Lại nghe Dixie nói thế thì sắc mặt Bùi Đông Lai càng thêm ngưng trọng, Odin xuất quan sớm hơn so với dự đoán của Long Bồ Tổ Đề một chút. Odin tuy mạnh nhưng vẫn bị Bùi Vũ Phu áp chế, cho dù cùng càng cao thủ khác trên thần bảng liên thủ cũng không phải là đối thủ của Bùi Vũ Phu. Nhưng hiện giờ Bùi Vũ Phu đã mất rồi. Cho nên nếu như Odin hoàn toàn hồi phục thương thế thì trên đời này không ai có thể áp chế Odin. Đây cũng chính là nói nếu như Odin muốn thống nhất thế giới ngầm trên toàn thế giới, hoặc là muốn thay đổi thế giới thì không một ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Hiểu được điểm này thì không riêng gì Bùi Đông Lai, mà ngay cả sắc mặt của đám người Vio cùng Bastien cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đối phó với Bùi Đông Lai còn không được, huống chi là Odin. Nếu không phải Dixie nói muốn chặt cái đầu chó của mày thì tao thật sự muốn chiến với mày một trận. Mắt thấy Bùi Đông Lai bị lời nói của Dixie hù dọa không dám lên tiếng thì Philip nở ra nụ cười lạnh, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quý Hồng, như có suy nghĩ gì, nói. Cô nàng này cũng múc như súp cờ no, nếu như Sunnerly xuất hiện thì chỉ sợ nàng ta sẽ bắt về làm nữ nô rồi à. Philip vừa nói thì Dixie liền nhìn thoáng qua Quý Hồng. Mà trong lòng Bùi Đông Lai lại tràn ngập một cảm giác bất an, cả trái tim hắn cũng treo lên tới cổ họng rồi. Tuy rằng Sunnerly hơi biến thái một chút, nhưng mà nó chết rất oan uổng, vì để cho nó không có chút oán khí nào nên tao đành phải xin tí máu mày để bái tế nó, để tâm linh của nó được yên lòng. Giống như suy đoán của Bùi Đông Lai, Philip cười một cách tà ác, thân mình nhoáng lên, nhảy về phía Quý Hồng. Nhưng mà, có người còn nhanh hơn hắn. Khi Philip gần đến Quý Hồng thì Bùi Đông Lai bằng vào tốc độ khủng khiếp đã đuổi kịp Philip, hữu quyền nắm chặt rồi dồn sức đấm một phát thật mạnh vào phía sau lưng Philip. Hừ, dường như Philip sớm đoán được hành động của Bùi Đông Lai, hắn cũng không trốn tránh mà là hừ lạnh một tiếng, dừng bước lại, xoay người, vặn eo, vung quyền, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hắn muốn cùng Bùi Đông Lai quyền đối quyền. Dầm. Trong phút chốc, hai nắm đấm đụng vào nhau. Kinh lực như núi lửa phun trào phát ra một tiếng nổ vang. T. Kinh lực va chạm khiến cho không khí xung quanh như muốn nổ tung, quần áo trên người của Bùi Đông Lai cùng Philip đều bị xé tang, lộ ra thân hình cường tráng. Bịch. Quả đấm tách ra, thân hình Philip lui về sau hai bước, mặt đất dưới chân bị hắn giẫm vỡ vụn. Dưới ánh đèn, đôi mắt Philip hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết lợi hại của Lôi Đình cũng thấy được một màn Bùi Đông Lai đánh tàn phế Bastien nhưng mà khi tự mình thể nghiệm thì hắn vẫn bị lực lượng của Bùi Đông Lai làm cho cả kinh không nhẹ. Không để ý đến Philip đang kinh ngạc, một quyền đánh lui Philip, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại mà bắn thẳng tới Quý Hồng. Nhưng mà, thân mình Bùi Đông Lai vừa mới động thì Dixie lại giống như quỷ mị xuất hiện trước người Quý Hồng, chặn Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thấy thế thì liền đem kinh lực tụ tập lên hữu quyền, rồi đánh về phía Dixie. Lôi Đình à! Đối mặt với một kích toàn lực của Bùi Đông Lai thì Dixie chẳng những không trốn tránh, thậm chí ngay cả động tác cũng không có,
chỉ thấy hắn tỏ ra tươi cười đứng nguyên tại chỗ, tùy ý để thiết quyền Bùi Đông Lai đánh tới. Đột nhiên, khi còn cách Nixie khoảng 1 cm thì hữu quyền của Bùi Đông Lai lại dừng lại. Lộp bộp! Trong lòng Bùi Đông Lai chấn động, hắn chỉ cảm thấy dường như hữu quyền của mình như là đánh vào một bức tường vô hình, toàn bộ kinh lực đều biến mất. Bùi Đông Lai biết được Dixie là cao thủ cương kính đại thành, có thể đem kinh lực tiết ra ngoài. Bùi Đông Lai cũng biết rằng thực lực giữa bản thân và Dixie quá lớn, căn bản không thể đối kháng cho nên lập tức thu tay lại. Tao nói rồi, mày còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của tao, mày còn rất nhỏ yếu. Dường như nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai, Dixie mỉm cười mở miệng, cùng lúc hữu thủ của hắn liền vung lên, bóp chặt lấy cổ Bùi Đông Lai, xách Bùi Đông Lai lên giống như là xách một con gà. Bùi Đông Lai muốn giãy giụa phản kháng nhưng không thể động đậy được, hắn giống như miếng thịt trên thớt, tùy ý để Dixie sâu xé. Thả hắn xuống. Thấy vậy thì Quý Hồng kích động hét lớn một tiếng rồi đánh về Dixie. Đừng! Thấy được hành động của Quý Hồng thì Bùi Đông Lai bừng tỉnh, quát lên một tiếng, cố gắng ngăn cản Quý Hồng. Không trả lời. Cũng không dừng lại. Trong màn đêm, hai mắt Quý Hồng đỏ hoe, cắn chặt môi, đánh về phía Dixie. Muốn chết! Dixie hừ lạnh một tiếng, tay phải vung ra. Bịch! Ngay sau đó, coi như Quý Hồng áp đụng Dixie thì một cỗ kình lực từ trong tay Dixie tuôn ra, giống như một chiếc roi vô hình quật vào người Quý Hồng. Rắc! Tiếng xương gãy vang lên, thân hình Quý Hồng trực tiếp bị văng ra ngoài. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai chỉ thấy trái tim của mình bị ai siết chặt đến nỗi khó thở, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Quý Hồng. Phốc! Khuôn mặt Quý Hồng trắng bệch nhưng đôi mắt nàng vẫn nhìn vào Bùi Đông Lai, ánh mắt tỏ ra lo lắng. Còn có không muốn rời xa, nàng dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng mà nàng không nói nên lời, chỉ há miệng phun ra một ngụm máu. Không, thấy được như vậy thì hai mắt Bùi Đông Lai đỏ bừng, giống như là một con sói bị thương, khàn giọng kêu rên. Đối với cường giả mà nói thì nữ nhân chính là tô điểm để bước lên vương tọa nắm lấy quyền lực. Nghe được một tiếng kêu tê tâm phế liệt của Bùi Đông Lai, cảm nhận được hơi thở bi thương của Bùi Đông Lai thì ánh mắt Dixie tỏ ra khinh thường. Vì một nữ nhân mà tâm thần mày đại loạn, mày không xứng làm cường giả. Không trả lời, khuôn mặt Bùi Đông Lai vặn vẹo, giống như là ác ma đến địa ngục, khàn giọng giống to, cả người bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Không nghĩ tới điều này sẽ kích thích mày, mày có dấu hiệu đột phá lĩnh vực chiến thần. Cảm nhận được lực lượng trên người Bùi Đông Lai càng lúc càng tăng lên thì Dixie có chút kinh ngạc, hắn nở nụ cười lạnh. Vô dụng thôi. Cho dù mày có thể đột phá lĩnh vực chiến thần thì tao cũng có thể bóp chết mày. Hả? Nói xong, đột nhiên Dixie cảm thấy có một khí tức tập trung vào hắn, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Bỗng nhiên, Long Vương Diệp Cô Thành xuất hiện ở phía sau hắn, thân mình cong lên, hữu thủ chém ra, năm ngón tay chìa ra giống như là đầu rắn. Long xà hợp kích. Lúc này đây, Diệp Cô Thành đã đến kịp, Red Eye là Long xà hợp kích. Trong Long Quyền, cảm ứng được nguy hiểm, trong lòng Dixie vừa động, thuận tay ném Bùi Đông Lai ra, xoay người tung quyền, dùng toàn lực để ứng phó với một chỉ này. Quyền khắc chỉ. Một quyền Dixie đánh ra, kinh lực bùng nổ. Vù. Một tiếng vang vang lên, một chiêu của Diệp Cô Thành đánh thẳng vào nắm tay của Dixie. Dầm. Trong phút chốc, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau giống như hai tòa núi lớn va chạm, thanh thế kinh người. Kình lực khủng bố tuôn ra. Vù. Rất nhanh, thân thể của Dixie bị lui ra mấy bước, trên mặt đất lưu lại vài dấu chân của hắn. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai giống như một trận gió, chạy tới đỡ lấy được Quý Hồng. Diệp Cô Thành, quả nhiên là ông che giấu thực lực. Một chiêu rơi vào hạ phong, khí huyết trong cơ thể Dixie quay cuồng, hắn bị tổn thương rất nhỏ nhưng mà lại không có chút kinh hoàng nào cả. Không để ý đến Dixie. Diệp Cô Thành lấy ra một lọ thuốc rồi lướt về phía Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai. Sau khi rơi vào trong lòng Bùi Đông Lai thì thân thể Quý Hồng chấn động, lại phun ra một ngụm máu, hơi thở của nàng có chút mong manh nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai. Dường như nàng muốn khắc sâu khuôn mặt Bùi Đông Lai vào trong lòng. Nhìn Quý Hồng đang hấp hối trong lòng, thấy được ánh mắt Quý Hồng đang nhìn mình thì trong lòng Bùi Đông Lai đau như cắt, cũng không nói gì mà liền lấy ra 3 viên. Cửu chuyển hồi mệnh đan, mà Long Bồ Tổ Đề đã đưa cho hắn trước khi xuống Tu Di Sơn.
Diệp Cô Thành cũng muốn đưa thuốc cho Quý Hồng ăn, nhưng mà thấy Bùi Đông Lai lấy ra 3 viên, cửu chuyển hồi mệnh đan, thì do dự một chút, sau đó liền dừng bước lại, cả người giống như là chiến thần đứng thủ hộ trước Quý Hồng cùng Bùi Đông Lai, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Dixie. Một bên, Dixie cũng lấy ra một cái điện thoại rồi gọi, khi nói chuyện thì khuôn mặt của hắn tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành cùng Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đỡ thân thể Quý Hồng nằm vào trên ngực mình, sau đó khẽ mở miệng cu ả Quý Hồng ra rồi đem một viên, cửu chuyển hồi mệnh đan, vào trong miệng nàng, giúp nàng nuốt xuống. Làm xong chuyện này, Bùi Đông Lai vội cầm lấy tay Quý Hồng, truyền kinh lực vào cơ thể Quý Hồng để thúc giục dược lực của thuốc. Quý Hồng chỉ lặng lặng nhìn vào khuôn mặt Bùi Đông Lai. Thấy được bộ dạng lo lắng của Bùi Đông Lai thì khóe miệng nàng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Không nghĩ rằng lời tôi nói lại là sự thật, kế hoạch thật sự là xuất hiện một chút ý muốn, miệng tôi thật là miệng quạ đen mà. Quý Hồng cười cười, nhẹ giọng nói. May mắn là cậu không cần phải đi theo tôi xuống dưới kia, tiếc nuối là trước khi chết tỷ tỷ cũng không thể đẩy ngã cậu, xuống dưới kia càng không có cơ hội. Thực xin lỗi, là do tôi tự tin, là tôi không nên bất chấp nguy hiểm mang cô đến em mờ. Chẳng biết tại sao, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Quý Hồng. Nghe được giọng nói Quý Hồng thì trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, hắn cũng cảm thấy hối hận rất nhiều, hắn nhẹ giọng nói. Cô sẽ không sao đâu, kiên trì lên. Lão bản thân ái, kỳ thật tôi chỉ muốn cậu nói với tôi một câu là tôi lại vô sự rồi. Quý Hồng biết thương thế của mình nghiêm trọng đến cỡ nào, theo bản năng thì cho rằng mình sẽ chết chắc, nghĩ đến Bùi Đông Lai đang an ủi nàng, lập tức phối hợp. Cái gì? Nói cậu thích tôi đi. Giờ phút này. Giọng nói của Quý Hồng nhỏ như mũi thậm chí bởi vì ngượng ngùng cho nên khuôn mặt của nàng cũng đỏ ửng. Lục phủ ngũ tạng Quý Hồng đều bị chấn thương, hơn nữa thương thế vô cùng nghiêm trọng, làm cho khóe miệng nàng tràn ra một vết máu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đừng, đừng nói nữa, dược lực sẽ có tác dụng ngay. Cảm nhận được Quý Hồng biến hóa, Bùi Đông Lai vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù tôi không giống như Tần Đông Tuyết, Hạ Y Na cùng Mộ Đông Tuyết nhưng mà tôi cảm thấy được cậu có chút thích tôi. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói ra 3 chữ tôi thích cô thì trên mặt nàng lại xuất hiện nước mắt, bất quá vì muốn tỏ ra quật cường nên nàng không để nước mắt rơi xuống mà nhẹ giọng nói. Tôi cảm thấy giữa chúng ta có một khoảng cách, nếu tôi có thể bỏ đi kiêu ngạo của mình, chủ động nói tôi thích cậu thì cậu sẽ nhận ra. Nhưng mà, hiện tại xem ra là do tôi sai lầm rồi. Nói xong. Quý Hồng không nhịn được mà nhắm mắt lại. Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, nước mắt từ từ chảy ra từ trên khuôn mặt của nàng. Tôi thích cô. Giống như lời của Quý Hồng, thật ra từ trong lòng Bùi Đông Lai cũng thích Quý Hồng nhưng mà giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Vừa rồi Bùi Đông Lai thấy miệng Quý Hồng trào ra một vết máu, vì lo lắng an nguy Quý Hồng cho nên không nghe rõ. Lúc này nghe được Quý Hồng nói thế thì hắn lập tức vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Quý Hồng. Tôi thích cô. Nghe được 3 chữ này, thân thể Quý Hồng khẽ run lên, từ từ mở mắt ra, nước mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai, nhìn như muốn xem thử Bùi Đông Lai có phải là đang nói dối để an ủi mình không. Tầm mắt mơ hồ bất quá nàng lại thấy rõ biểu tình trên mặt Bùi Đông Lai. Nàng thấy được Bùi Đông Lai tỏ ra chân thật, trìu mến. Phát hiện này khiến cho khóe miệng nàng nở ra một nụ cười sáng lạn, càng thêm là hạnh phúc. Một bên cười. Một bên khóc, nàng giống như một người điên. Sau đó, có lẽ là quá kích động nên miệng nàng lại tràn ra một vết máu, bất quá nàng không có để ý mà ánh mắt tỏ ra thâm tình nhìn vào Bùi Đông Lai, nhẹ giọng nói. Lão bản thân ái, nếu có kiếp sau thì tỷ tỷ nhất định làm người của cậu. Nữ nhân ngốc, không cần kiếp sau đâu, bây giờ cũng được. Thấy được dược lực bắt đầu có hiệu quả thì Bùi Đông Lai nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười vươn tay. Nhẹ nhàng xoa nhẹ đôi má nhợt nhạt của Quý Hồng. Hôn, hôn tôi đi. Nghe được lời ước định của Bùi Đông Lai thì Quý Hồng vô cùng hạnh phúc, nước mắt mông lung nhìn vào Bùi Đông Lai, giọng nói run rẩy, cảm giác kia giống như đây là một điều thỉnh cầu trước lúc chết vậy. Nữ nhân ngốc, không sao rồi. Bùi Đông Lai mỉm cười, sau đó cúi người hôn lên đôi mắt Quý Hồng, sau đó môi từ từ rời xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má Quý Hồng. Cuối cùng lại dừng trên đôi môi nhiễm vết màu hồng kia mà từ từ hôn vào. Cảm nhận được vẻ ôn nhu trong nụ hôn Bùi Đông Lai thì Quý Hồng cũng không có phối hợp, nàng mở mắt nhìn vào Bùi Đông Lai, tùy ý để nước mắt chảy xuống. Nhìn thấy,
Quý Hồng chỉ cảm thấy ý thứ của mình dần trở nên mơ hồ. Đông, Đông Lai, nhất định cậu phải còn sống. Quý Hồng dường như ý thức được cái gì, vô lực nhắm hai mắt lại rồi nói một câu. Bá! Tuy rằng Diệp Cô Thành thủ hộ trước người Bùi Đông Lai cùng Quý Hồng, nhưng mà ánh mắt lúc nào cũng chú ý vào cả hai người, lúc này thấy được Quý Hồng nhắm mắt lại thì vẻ mặt Diệp Cô Thành không khỏi biến đổi. Đối với Diệp Cô Thành mà nói, Bùi Đông Lai được cho là cháu ngoại của hắn, mà Quý Hồng chính là cháu ruột của hắn, thân là con tư sinh của Diệp Cấm thì trong cơ thể của Quý Hồng có một nửa dòng máu Diệp gia. Tiểu Hồng làm sao rồi? Sắc mặt Diệp Cô Thành biến đổi nhưng bằng vào lực cảm ứng thì hắn cảm nhận được tim Quý Hồng còn dập nên thần kinh cũng hơi thả lỏng, mở miệng hỏi. Nội tạng của nàng bị thương nghiêm trọng, thêm vào đó là mất máu nhiều nên tạm thời hôn mê. Bùi Đông Lai nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Quý Hồng, đáp lại. Cháu giúp nàng thúc chuyển dược lực nên không nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi. Diệp Cô Thành nghe vậy, hoàn toàn yên lòng. Sau đó, Diệp Cô Thành vốn còn muốn nói gì thêm thì đột nhiên cách đó không xa Dixie kết thúc cuộc gọi điện, ánh mắt phức tạp nhìn vào Diệp Cô Thành cùng Bùi Đông Lai, nói. Tao vốn tưởng rằng bản thân có thể nhìn thấu được vở kịch tối nay nhưng mà thật không ngờ kịch bản lại phấn khích hơn so với tưởng tượng của tao, kho số liệu vũ khí quân đội M bị đánh cắp, chắc đây là tác phẩm của Diệp Cô Thành ông phải không? Bá! Nghe được Dixie nói thế thì sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều biến đổi. Vẻ mặt bọn hắn tỏ ra kinh ngạc nhìn vào Diệp Cô Thành. Bùi Đông Lai, không phải không thừa nhận tao đã đánh giá thấp mày, ừ, mày tỏ ra phách lối đi vào M là để hấp dẫn ánh mắt của thế lực khắp nơi. Không đợi Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành mở miệng, tinh quang trong mắt Dixie lóe lên, tiếp tục phân tích. Ngay khi mọi người đang tò mò tại sao mày làm như vậy thì Diệp Cô Thành đã âm thầm giết chết Phưu Tây, vì mày mà tiêu trừ nguy hiểm để cho mày có thể đối phó với Anthony. Thậm chí là lợi dụng mâu thuẫn bên trong mafia, mượn Vio để diệt trừ gia tộc Gambino. Càng đáng khen hơn chính là khi mày làm ra những chuyện này thì Diệp Cô Thành đã thành công trộm đi kho số liệu vũ khí quân đội M. Dixie nói tới đây, nở nụ cười lạnh. Sau đó Diệp Cô Thành đuổi đến đây chắc là đoán được Bastien cùng tao thậm chí là nhiều người sẽ đến đây, muốn chúng ta cùng nhau chém giết đúng không? Phốc, tuy rằng Bastien thua trong tay Bùi Đông Lai. Nhưng chỉ là cho rằng bản thân đánh giá thấp thực lực của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Dixie phân tích thì hắn mới biết được mình bị Bùi Đông Lai tính kế, điều này làm cho hắn tức giận đến cả người chấn động, lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau đó cả người run lên rồi lập tức chết đi. Mà đám người Vio thì nghe được như vậy thì liền cả kinh trợn mắt há hốc mồm, giống như là một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà thật đáng tiếc, kế hoạch của bọn mày đã xuất hiện một chi tiết nhỏ nên đã bại lộ. Khi nói chuyện, nụ cười trên mặt Dixie càng thêm âm trầm. Diệp Cô Thành, tuy rằng ông đã đuổi đến đây nhưng mà ông cho rằng ông có thể giết ta sao? Nói xong, cả người Dixie giống như là một quả bong bóng thổi phồng lên. Phòng ngự tuyệt đối. Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành liền nhìn ra Dixie vận dụng vũ khí phòng ngự tuyệt đối do Odin sáng chế ra. Cháu hãy bảo vệ tốt Tiểu Hồng, chuyện này để ta lo. Thấy vậy thì chân mày Diệp Cô Thành nhíu lại. Khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cậu, cẩn thận. Nhận thấy được vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt Diệp Cô Thành thì Bùi Đông Lai cũng tỏ ra lo lắng. Dựa theo trí nhớ của Tiêu Phi thì cảnh giới của Dixie nhiều nhất chỉ là cương kính đại thành, thế nhưng mà hiện nay thực lực của Dixie đã là cương kính nhập môn đỉnh phong. Còn về phần người bên ngoài cho rằng Dixie có thể solo với giáo hoàng thì vô luận là Diệp Cô Thành, Bùi Đông Lai hay là Long Bồ Tổ Đề đều cho rằng đó là tin tức giả. Hiện giờ, sau khi giao đấu thì Bùi Đông Lai hiểu được Dixie vẫn ẩn giấu thực lực. Không chỉ thế, ở hắn xem ra, lúc nãy Diệp Cô Thành dùng long xà hợp kích để tấn công Dixie, kết quả là Dixie không dùng phòng ngự tuyệt đối chỉ bị thương nhẹ, còn bây giờ khi Dixie đã dùng phòng ngự tuyệt đối thì Diệp Cô Thành muốn thắng cũng không phải là chuyện dễ. Thật không nghĩ tới, bọn tao lại bị mày tính kế. Cùng lúc đó, Philip ở một bên cũng lấy lại tinh thần, hắn cũng dùng phòng ngự tuyệt đối. Rất là khó chịu nói. Dixie, Diệp Cô Thành giao cho ngươi, còn tên kia để cho ta. Diệp Cô Thành, trước đó không lâu ta đã độc thân đi đến giáo đình, tên giáo hoàng kia không thể nào phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta, do đó hắn liền lựa chọn giải hòa với thần võng, ông cho rằng ông có năng lực phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta sao? Dixie hỏi một đằng, trả lời một nẻo,
cũng chấp nhận lời nói của Philip, tuy rằng hắn cảm thấy rằng giết chết Bùi Đông Lai là một chuyện thú vị nhưng hắn càng muốn toàn lực chiến với Diệp Cô Thành một trận. Vù! Diệp Cô Thành không có trả lời mà cả người nhoáng lên rồi bắn thẳng về phía Philip, hắn muốn giúp Bùi Đông Lai loại bỏ bớt nguy hiểm sau đó mới chiến với Dixie một trận. Diệp Cô Thành, đối thủ của ông là ta. Dixie sớm đoán được dụng ý của Diệp Cô Thành. Không đợi Diệp Cô Thành đến gần Philip thì hắn giống như một tòa núi lớn chắn trước người Philip rồi quát lên một tiếng lớn. Vù! Đôi mắt Diệp Cô Thành hiện lên sát khí, hữu thủ vung lên trực tiếp quật về phía Dixie. Hừ! Đối mặt với tiên thủ của Diệp Cô Thành thì Dixie không né không tránh, mà là hừ lạnh một tiếng, vung tay đỡ lấy. Bốp! Tiếng trầm đục vang lên, Diệp Cô Thành chỉ cảm thấy bàn tay mình như đánh vào một khối bông, lực đạo hóa thành hư ảo. Căn bản không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Dixie. Sự thật cũng đúng là như thế, Dixie tiếp được tiên thủ của Diệp Cô Thành chẳng những không rút lui mà còn hóa thủ vi đao chém về phía đầu Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành cảm nhận được nguy cơ cho nên dưới chân vừa chợt, cả người nghiêng qua một bên tránh thoát được thủ đao của Dixie, chân phải thuận thế đã về phía Dixie. Bốp! Dixie lui về phía sau nửa bước. Hai tay đỡ trước ngực để làm giảm bớt lực đạo của DCT sau đó hai tay đột nhiên khép lại, đồng thời bước lên một bước dài, đầu gối vung lên làm ra một động tác giống như kim kê, gà đá đá về phía Diệp Cô Thành, tính toán gậy ông đập lưng ông. Cùng lúc đó, đùi phải Diệp Cô Thành giống như là một viên đạn được bắn ra, đột nhiên nhiên thu về, đầu gối nâng lên, rồi nghênh đón đầu gối của Dixie. Dầm! Hai gối chạm vào nhau. Lực đạo khủng bố phản chấn làm cho thân thể hai người không hẹn mà cùng nhau lùi về ba bước. Diệp Cô Thành, để cho ta biết long quyền của ông đi. Dixie cười lạnh nhìn vào Diệp Cô Thành, cảm giác kia giống như không hề sợ hãi long quyền của Diệp Cô Thành, ngược lại còn muốn thể nghiệm uy lực của long quyền. Không trả lời. Diệp Cô Thành rút lui rồi đột nhiên đâm tới cả người như cuồng long nhập động, hữu quyền hóa thành long đầu, toàn lực đánh thẳng vào Dixie. Tới tốt. Thấy được khí thế của một quyền này thì Dixie hiểu được Diệp Cô Thành đã xuất ra long quyền hắn chẳng những không kiêng kỵ mà hưng phấn hét lên một tiếng, khí thế tăng lên, không lùi mà tiến tới, chủ động huy trưởng đỡ lấy. Bốp, bốp, bốp. Trong nhất thời, tiếng vang không ngừng vang lên, bóng người lần lượt thay đổi, Diệp Cô Thành cùng Dixie đánh cho khó phân thắng bại. Bùi Đông Lai, diễn xuất của mày đã kết thúc rồi. Thừa lúc Diệp Cô Thành bị Dixie quần lấy thì Philip cười lạnh đi về phía Bùi Đông Lai, cảm giác kia giống như muốn phán Bùi Đông Lai vào tội chết. Mày muốn tự mình lấy đầu mình xuống hay tao giúp mày? Bùi Đông Lai cùng đám người Vio chỉ là lợi dụng để hợp tác với nhau, hiện giờ Vio biết được hắn đã đánh cắp kho số liệu vũ khí quân đội M thì hắn không cam đoan vào lúc này đám người Vio có trở mặt, đâm sau lưng hắn hay không. Bởi vì điểm này nên Bùi Đông Lai mới bỏ qua suy nghĩ bước lên kề vai chiến đấu với Diệp Cô Thành, hắn bảo vệ trước Quý Hồng, hắn sợ đám người Vio đột nhiên sẽ xuống tay với Quý Hồng. Lúc này nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip, cảm nhận được sát ý sôi trào trên người của Philip thì lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bốc lên, hai tay hắn nắm chặt lại bất quá không có ra tay, mà ánh mắt như đao nhìn chằm chằm vào Philip, sát ý nồng đậm. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành cũng nghe được lời nói cuồng ngạo của Philip, hắn muốn ra tay giúp Bùi Đông Lai xử lý Philip, bất quá Dixie bu cứng hắn làm hắn hữu tâm vô lực. Mà đám người Vio thì lạnh nhạt, thờ ơ, thế cục bây giờ đã vượt khỏi tầm tay của bọn hắn cần phải đợi cho hai bên kết thúc chiến đấu thì mới làm ra quyết định. Xem là mày muốn giãy giụa một chút. Mắt thấy vẻ mặt Bùi Đông Lai đằng đằng sát khí thì nụ cười trên mặt Philip càng lạnh như băng. Vậy thì tao sẽ chặt đầu chó mày xuống. Vù! Theo tiếng quát lạnh, cả người Philip liền động, cả người hắn giống như một đầu dã thú, cơ thể phồng to lên. Trong chớp mắt Philip đã đến trước người Bùi Đông Lai, hai tay hắn đặt trước người làm ra một động tác bảo vệ, đùi phải nâng lên rồi hướng bụng của Bùi Đông Lai mà đá tới. Đối mặt với một chiêu này của Philip, sách lược tốt nhất của Bùi Đông Lai là né đi, sau đó chuyển thủ làm công, chiếm lấy quyền chủ động. Nhưng Bùi Đông Lai không thể né tránh. Phía sau hắn là Quý Hồng, nếu hắn né đi thì Quý Hồng tuyệt đối bị Philip đánh trúng, lấy lực lượng của Philip, nếu Quý Hồng trúng một đòn này thì sẽ chết chắc. Không thể né tránh Bùi Đông Lai chỉ còn cách ngạng khánh, chỉ thấy thân thể Bùi Đông Lai hơi cong, cánh tay đưa lên, kinh lực liền từ kinh mạch truyền lên quả đấm của hắn. Khi
Khi Philip còn cách Bùi Đông Lai khoảng 0,5 mét thì hữu quyền Bùi Đông Lai đánh về phía đầu gối của Philip. Dầm! Một quyền đánh ra, kinh lực bùng nổ, đấm thẳng về phía đầu gối của Philip. Thân hình Philip khẽ run lên, cả người bị một quyền của Bùi Đông Lai làm cho rơi xuống đất, mặt đất nơi hắn đáp xuống liền vỡ vụn. Hả! Mắt thấy một đòn của mình bị Bùi Đông Lai dùng cứng đối cứng phá vỡ, từ đầu gối truyền đến cơn nóng rát thì trong lòng Philip chấn động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận lực lượng của Bùi Đông Lai đã tăng lên. Điều này làm cho hắn không khỏi nhớ lại lúc này khi Bùi Đông Lai thấy Quý Hồng bị Dixie đánh thì cả người hắn điên cuồng giãy giụa, biết rõ lúc ấy Bùi Đông Lai đã bị kích thích thật lớn, thành công đột phá lĩnh vực bán bộ chiến thần. Coi như lúc Philip đang cảm thấy kinh ngạc thì chấn trái của Bùi Đông Lai bước lên, tả thủ vung lên, cùi chỏ hung ác đánh về phía ngực của Philip. Philip thấy vậy thì cũng không dám khinh thường. Liền đưa hai tay che ở trước ngực. Dầm! Philip thành công ngăn cản một đòn này của Bùi Đông Lai, hai tay thuận thế vung ra đánh thẳng vào người của Bùi Đông Lai, sau đó cả người hắn trực tiếp bị chấn bay ngược ra sau. Diệp Cô Thành thấy vậy thì biết rõ Bùi Đông Lai đang chiếm thượng phong nhưng mà vẻ lo lắng trong lòng cũng không có giảm bớt. Bởi vì hắn biết tuy lôi đình hung mãnh, bá đạo nhưng tiêu hao rất nhiều kinh lực, lấy thực lực bây giờ của Bùi Đông Lai thì nhiều nhất chỉ dùng được 6 lần mà thôi. Mà vừa rồi Bùi Đông Lai liên tục sử dụng hai lần lôi đình nhưng mà vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự tuyệt đối của Philip. Như vậy, nếu tiếp tục chiến đấu thì Bùi Đông Lai rất có thể bị Philip giết chết. Philip cũng nhìn ra điểm này. Sau khi thân thể bay ngược khoảng 10 mét thì phần eo của hắn phát lực, hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, vẻ mặt cười lạnh nhìn Bùi Đông Lai. Tao thừa nhận là lôi đình của mày rất mạnh, nhưng phòng ngự tuyệt đối chính là vì lôi đình mà được sáng chế ra. Ngay cả khi mày bước chân vào bán bộ chiến thần cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng đối với tao. Mà theo tao được biết thì lôi đình lại tiêu hao rất nhiều năng lượng, nói vậy thì mày còn dùng được bao nhiêu lần nữa? Thông qua giao thủ Bùi Đông Lai cũng biết được muốn phá phòng ngự tuyệt đối của Philip cũng là một điều rất khó. Như vậy, hắn muốn đánh bại Philip thì biện pháp chỉ có một, đó chính là dựa vào ưu thế tốc độ, bảo tồn kinh lực, đợi cho kinh lực Philip hết đi. Không thể sử dụng phòng ngự tuyệt đối thì hắn mới hạ đòn sát thủ. Như mà lý trí nói cho hắn biết một khi hắn làm vậy thì Quý Hồng sẽ mất đi sự bảo vệ của hắn, trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghĩ vậy thì Bùi Đông Lai liền nhìn sang Diệp Cô Thành, rõ ràng thấy được hai người Diệp Cô Thành cùng Dixie khó phân thắng bại. Thay vậy thì Bùi Đông Lai cũng biết muốn để Diệp Cô Thành đến giúp mình là không có khả năng. Không cần hy vọng Diệp Cô Thành sẽ giúp mày, hiện tại hắn rất khó thoát ra khỏi Dixie. Dường như đã nhận ra tâm tư của Bùi Đông Lai, Philip cười lạnh một tiếng rồi đi về phía Bùi Đông Lai. Xem ra chỉ có thể hợp lại một phen. Thấy Philip đi tới thì Bùi Đông Lai nheo mắt lại, âm thầm làm ra một quyết định điên cuồng là dung hợp long xà hợp kích cùng lôi đình. Trong thời gian huấn luyện thì Bùi Đông Lai đã từng đem hai loại vũ kỹ là Bùi Gia Quyền cùng Long Quyền dung hợp với nhau. Bước đầu, hắn đã đem thất thương dung hợp với Long Quyền, điều này đã làm cho uy lực của Long Quyền tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, khiến cho Bùi Đông Lai nghi hoặc chính là vô luận hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dung hợp được Long Xà hợp kích với lôi đình, hai loại vũ kỹ này giống như thủ hỏa bất dung, mỗi lần dung hợp đều thất bại. Một lần lại một lần thất bại khiến cho Bùi Đông Lai đã bỏ quên đi ý niệm dung hợp hai sát chiêu này lại. Mà giờ phút này khi bị buộc vào tuyệt cảnh thì Bùi Đông Lai mới dám quyết định hành động can đảm này. Hô! Sau khi quyết định thì Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu, thu liễm tâm thần, hai mắt khép hờ. Chờ đợi não vực trấn tĩnh thì Bùi Đông Lai thông qua thần bên trong cơ thể để điều động kinh lực trong cơ thể hắn liền từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về hữu quyền của Bùi Đông Lai. Hả! Thấy một màn quỷ dị này thì Philip ngẩn ra. Bá! Bỗng nhiên! Hai mắt Bùi Đông Lai mở ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Sau đó, cả người của hắn bắn thẳng về phía Philip. Nhanh! Lần này, tốc độ của Bùi Đông Lai nhanh như sao băng. Lúc này, năm ngón tay của Bùi Đông Lai chìa ra, năm chặt cùng một chỗ, vẻ mặt kiên định, thần đột nhiên chia làm hai thành lôi đình và long xà hợp kích, kinh lực tụ tập lại trên hữu quyền. Bá! Cả người Bùi Đông Lai xuất hiện trước người Philip. Lôi đình cùng long xà hợp kích dường như phát kình cùng một lúc, hai sát chiêu tuyệt đỉnh lần đầu dung hợp, hữu quyền hắn vung lên giống như một cây trường thương, đâm thẳng vào ngực của Philip. Hắc!
Bởi vì Dixie đã dành nhiều thời gian nghiên cứu Diệp Cô Thành và Giáo Hoàng cho nên Philip cũng biết được một số vũ kỹ của hai người này, lúc này hắn liếc mắt cũng nhìn ra được Bùi Đông Lai dùng đến chính là long xà hợp kích. Thấy vậy thì hắn càng khinh thường hơn, tay phải của hắn chỉ giơ nhẹ lên để che trước ngực, ngăn cản một đòn này của Bùi Đông Lai. Phá cho ta! Tiếng hét to vang lên, năm ngón tay của Bùi Đông Lai đập thẳng vào lòng bàn tay của Philip, ám kinh hát tép bùng nổ. T. Trong lòng Philip chấn động, sắc mặt cuồng biến. Phốc! Trả lời hắn chính là một tiếng đao phong chém vào thịt, cả bàn tay của hắn liền bị năm ngón tay của Bùi Đông Lai chém vào, máu tươi phun ra. Bàn tay bị đâm thủng, mỗi hơi thở tử vong liền bao phủ lấy Philip, làm cho hắn tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Nguy cơ buông xuống, Philip cũng không có suy nghĩ vì sao một chiêu này của Bùi Đông Lai lại có thể đánh bại phòng ngự tuyệt đối của hắn mà hắn liền né tránh. Lý trí nói cho hắn biết nếu như chúng phải một kích này của Bùi Đông Lai thì hắn cũng không chết cũng là la lết. Nhưng mà không đợi Philip làm ra động tác né tránh, năm ngón tay của Bùi Đông Lai lại phóng tơi, đao phong sắc bén, đâm thẳng vào ngực của Philip. Phốc! Trong khoảnh khắc đó, ngực của Philip trực tiếp bị năm ngón tay của Bùi Đông Lai đâm xuyên qua, máu tươi phun ra. Ách! Thấy một màn như thế, tất cả mọi người ngồi xem lập tức cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì tốc độ của Diệp Cô Thành và Dixie quá nhanh cho nên bọn hắn không thể nhìn thấy thân ảnh của hai người này, chỉ có thể nhìn vào cuộc chiến giữa Bùi Đông Lai và Philip. Dựa vào cuộc chiến lúc trước thì bọn hắn nhìn ra được tuy rằng Bùi Đông Lai đã dùng đến lôi đình để chiếm thượng phong nhưng nó lại không thể phá vỡ được phòng ngự tuyệt đối của Philip. Mà hiện giờ Bùi Đông Lai chẳng những phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip, hơn nữa bằng năm ngón tay đâm thủng qua thân thể của Philip. Điều này làm cho bọn hắn vô cùng rung động. Hả? Cùng lúc đó, hai người Diệp Cô Thành và Dixie đều dừng tay lại. Kinh ngạc rất nhiều, hai người vô cùng ăn ý chợt lui lại. Trong màn đêm, khuôn mặt Dixie hiện lên vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ hắn lại đột phá? Dixie thầm hỏi trong lòng. Không có khả năng, vừa rồi hắn bị kích thích cho nên mới may mắn đột phá lên bán bộ chiến thần, lúc này làm sao hắn lại có thể đột phá lên nữa? Rất nhanh, Dixie liền bỏ qua suy đoán này. Ở hắn xem ra, lúc nãy Bùi Đông Lai đã đột phá qua bán bộ chiến thần, cho dù dùng lôi đình cũng không thể phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip. Bởi vì Philip đã bước chân vào cảnh giới bán bộ chiến thần từ lâu, chỉ cần một ít thời gian là có thể bước vào cường giả cấp chiến thần, hơn nữa phòng ngự tuyệt đối của hắn lại luyện đến mức tận cùng. Cho nên mới nói Bùi Đông Lai không thể nào dùng một kích mà phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của Philip. Chẳng lẽ Đông Lai dung hợp, lôi đình, cùng, long xà hợp kích? Trong lòng Diệp Cô Thành cũng cả kinh, hắn cho rằng Bùi Đông Lai đã dung hợp, lôi đình, cùng, long xà hợp kích. Hắn biết ở phương diện này Bùi Đông Lai đã từng thử nghiệm nhiều lần, thậm chí Bùi Đông Lai còn cùng hắn thảo luận dung hợp hai loại vũ kỹ này lại với nhau. So sánh với đám người Diệp Cô Thành thì trong lòng Philip lại càng kinh hãi hơn. Trong màn đêm, vẻ mặt của hắn không còn xạo quần như trước nữa. Theo bản năng hắn cúi đầu xuống, nhìn máu chảy ra trong lồng ngực của mình, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Phốc! Không để ý đến sự kinh hãi của Philip, tay phải Bùi Đông Lai vung lên, lại tấn công về phía ngực của Philip, máu tươi lại phun ra. Cảm nhận được sinh mạng từ từ trôi đi, Philip cũng không có dãy giụa mà nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cảm giác giống như muốn hỏi. Ngươi làm như thế nào? Chết! Trả lời Philip là một tiếng hét to. Chân trái của Bùi Đông Lai vung lên rồi nện xuống đầu của Philip. Bịch! Tiếng trầm đục vang lên, đầu của Philip liền nứt ra, cả thi thể liền ngã xuống đất. Một màn huyết tinh làm cho đám người mafia lấy lại tinh thần, bọn hắn hít sâu vào một hơi. Mà Dixie cũng biết được nếu như bản thân hắn ra tay ngăn cản Bùi Đông Lai thì Diệp Cô Thành sẽ ngăn cản cho nên hắn chỉ đứng im đó, nhìn cảnh Bùi Đông Lai giết chết Philip. Đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Mắt thấy Philip đã trở thành một đống thi thể, ánh mắt của Dixie cũng không tỏ ra phẫn nộ, ánh mắt của hắn như đao nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Không trả lời, Bùi Đông Lai đi về phía bên người Diệp Cô Thành. Thành công rồi sao? Diệp Cô Thành hỏi. Vâng. Bùi Đông Lai gật đầu, nói. Cậu, chỉ cần lúc xuất thủ, đem thần phân thành hai thì có thể làm được điều này. Bùi Đông Lai, tao không phải không thừa nhận, tao thật sự đánh giá thấp mày.
Bởi vì Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành nói chuyện với nhau vẫn chưa lộ ra chuyện dung hợp vũ kỹ, cho nên theo bản năng Dixie cho rằng Bùi Đông Lai tự mình sáng tạo ra một loại vũ kỹ mới. Sắc mặt của hắn phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai. Tao thật không ngờ mày có thể sáng tạo ra một loại vũ kỹ có uy lực cường đại hơn cả lôi đình. Đối mặt với vẻ bội phục của Dixie thì Bùi Đông Lai cũng không có tỏ ra kích động, cũng không trả lời lại mà là nói với Diệp Cô Thành. Cậu, vô đông lôi, địa đông đình, thiên hạ ứng chi như lôi đình. Hả? Nghe được Bùi Đông Lai nói ra khẩu quyết của lôi đình thì Diệp Cô Thành tỏ ra ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Đông Lai. Kinh ngạc là bởi vì hắn biết được, lôi đình chính là sát chiêu trong Bùi gia quyền, được xưng là bảo điển của võ học Trung Quốc, chỉ truyền lại cho người của Bùi gia. Bá! Coi như lúc Diệp Cô Thành hơi kinh ngạc thì sắc mặt của Dixie cũng biết đổi. Tuy rằng hắn không nghe được cuộc nói chuyện của Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành nhưng mà hắn lại biết Bùi Đông Lai đang nói lại vũ kỹ mới cho Diệp Cô Thành nghe. Còn về phần mục đích Bùi Đông Lai làm như vậy thì hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Tuy rằng Bùi Đông Lai có được vũ kỹ mới nhưng mà về phần thực lực thì chênh lệch quá lớn, căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn nhưng mà Diệp Cô Thành thì khác. Nếu như Diệp Cô Thành biết được vũ kỹ mới của Bùi Đông Lai thì Diệp Cô Thành có thể giết chết hắn. Bùi Đông Lai, cho dù hiện tại Diệp Cô Thành có thể học được vũ kỹ mới của mày nhưng mà hắn vẫn không thể giết chết được tao. Dixie cười lạnh. Tao hoàn toàn có thể chạy trốn. Diệp Cô Thành trầm mặc không nói. Tuy rằng hắn có thực lực mạnh, năng lực thiên phú võ học cũng viễn siêu nhưng mà dù sao hắn cũng không có luyện qua Bùi gia quyền, muốn thông qua vài câu khẩu quyết kia để lĩnh ngộ tinh túy của Bùi gia quyền thì hơi khó. Còn nữa, công phu của hắn lấy bá đạo, uy mãnh chứ danh, giống như chiến tướng trên chiến trường. Luận về tốc độ thì hắn hơi kém Dixie, cho nên nếu như Dixie muốn chạy trốn thì hắn không thể ngăn cản được. Một ngày nào đó, tao sẽ đích thân đưa mày xuống địa ngục. Diệp Cô Thành trầm mặc khiến Bùi Đông Lai biết hôm nay không thể giết chết Dixie, bất quá hắn lại không có nhụt chí, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Dixie, vẻ mặt vô cùng kiên định. Đưa tao xuống địa ngục. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Dixie khinh thường nở nụ cười lạnh. Hắc, trước hết mày hãy nghĩ cách rời khỏi M đi, tiếp theo cả quân đội của M sẽ tìm mày tính sổ, thậm chí hành động của mày sẽ khiến cho Tung Cẩu rơi vào vực sâu. Tao tin rằng M sẽ khai chiến với Tung Cẩu của bọn mày. Một khi đã khai chiến thì rất có thể đây là cuộc chiến tranh TG3. Dứt lời, Dixie liền nở ra nụ cười âm trầm. Cảm ơn mày, Bùi Đông Lai, nhờ có mày mà thần võng mới có cơ hội tốt nhất để thống trị thế giới. Màn đêm buông xuống, đám người mafia chỉ biết đưa mắt nhìn Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành mang theo Quý Hồng rời đi, nghĩ đến mọi chuyện phát sinh vào tối nay thì bọn hắn lại có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng mà, vết máu cùng xác người dưới chân nói cho bọn hắn biết tất cả mọi chuyện đều là thật. Bùi Đông Lai lợi dụng bọn hắn thủ tiêu Anthony, lúc sau lại chém giết Bastien cùng Philip, dọa khiến cho Dixie rời đi, mang theo kho số liệu vũ khí của quân đội M, để lại cho bọn hắn phải thu thập cục diện rối rắm. Vio tiên sinh, chúng ta làm gì bây giờ? Đột nhiên một giọng nói vang lên, người mở miệng là một tên bên dòng chính của Vio. Làm sao bây giờ? Vio không biết trả lời ra sao. Bởi vì hắn biết mọi chuyện đã nằm ngoài tầm tay của hắn, chuyện kế tiếp không phải là chuyện mà hắn có thể xử lý được. Lão bản, tổ chức US cùng với bộ đội đặc chủng vùng châu thổ, đội đột kích đang ở bên ngoài. Coi như lúc Vio đang im lặng thì giọng nói của một gã thành viên mafia báo lại. Bá! Nghe được tên U Linh mafia kia nói thế thì sắc mặt của mọi người liền biến đổi. Bọn hắn đều biết được tổ chức US cùng với đội đột kích hải báo là cái gì. Tuy rằng hiện giờ US cùng với đội đột kích hải báo muốn xuất động là để bắt Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành nhưng mà hiện giờ Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đã rời đi, có trời mới biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Để mọi người tập hợp tại cửa hội sở. Trầm mặc một lát, Vio hít sâu một hơi, quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh, sau đó nói với bốn gã lão đại của mafia. Chúng ta chủ động ra bên ngoài để giải thích mọi chuyện. Nói xong, Vio liền bước đi mà mấy gã lão đại của mafia cũng đi sát theo sau. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ thì cũng không thể trốn tránh được, chỉ có thể giải thích mọi chuyện phát sinh tối nay, còn về phần kết cục như thế nào thì chỉ nghe theo mệnh trời. Lúc năm người Vio đi ra hội sở thì hơn 10 máy bay đang bay lượn ở trên không, nòng súng trên máy bay đang được mở ra.
giống như lúc nào cũng có thể nổ súng để san bằng cả hội sở vậy. Ngoài ra, bên ngoài còn vô số binh lính. Thấy được khung cảnh này thì Vio nuốt nước bọt, giơ hai tay lên nói. Tôi là Vio Ano, người lấy đi số liệu kho vũ khí đã rời khỏi nơi này, tôi sẽ phối hợp với mọi người để bắt bọn chúng, hơn nữa tôi sẽ đem toàn bộ mọi chuyện báo lại cho các vị. Vù, vù. Cùng lúc đó, mười mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện trước người đám người Vio. Nương theo ngọn đèn của hội sở thì có thể thấy được toàn bộ những người đầy đều mang đồ đen từ trang phục tác chiến đến khăn trùm đầu, chỉ chừa ra một đôi mắt băng lãnh. Để bộ đội đặc chủng mang bọn hắn đi. Tên dẫn đầu mở miệng nói. Mọi người theo tôi đi vào lục soát. 5 phút sau, khi đám người Vio bị mang lên trực thăng thì tên thành viên đứng đầu của tổ chức US từ trong hội sở bước ra. Báo cáo Tổng thống, chúng tôi đã lục soát của hội sở nhưng vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Dưới ánh đèn, tên hắc y nhân kia cầm điện thoại báo lại cho Tổng thống. Bất quá ở hiện trường chúng tôi đã bắt giữ đám người thành viên mafia, trong đó tên đứng đầu cả bọn hắn muốn nói rõ mọi chuyện phát sinh ở tối hôm nay, hơn nữa sẽ phối hợp với chúng ta. Tại chỗ đợi lệnh, đầu bên kia điện thoại, Tổng thống hạ lệnh sau đó buông điện thoại xuống, nói với hai nhận vật thực quyền của hai giới quân chính. Mục tiêu đã trốn thoát, trong vòng 5 phút nữa phải có kế hoạch bắt đuổi bọn chúng. Kế hoạch của tôi chỉ có một, không tiếc hết thảy mọi thứ phải để bọn chó đó ở lại em mờ. Nghe được giọng nói lạnh như băng của Tổng thống thì hai gã đại lão kia cũng không dám nói cái gì. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến quốc gia. Cùng lúc đó, trong trang viên của gia tộc The Rothschild ở Frankfurt, Đức, Guti cũng biết được mọi chuyện xảy ra ở Mỹ. Trong thư phòng của trang viện, sau khi nghe được Decathlon báo lái thì Guti cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiếu gia, tên kia che giấu quá sâu, tôi không nghĩ rằng mục đích của hắn đến M lại là kho số liệu vũ khí kia. Ở lúc Guti bị kinh ngạc thì vẻ mặt của Decathlon thổn thức, cảm khái. Nếu như không phải Diệp Cô Thành xuất hiện đến cứu hắn bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ thành công a. Dã tâm của hắn quá lớn, hắn muốn đem một lưới bắt hết đám người Bastien và... Sắc mặt Guti phức tạp. Nếu như hắn không phải muốn đối phó với đám người Bastien thì kế hoạch lần này của hắn đã thành công. Vâng, thiếu gia, tôi cũng cho rằng như vậy. Decathlon vội vàng phụ họa. Guti châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng hút một hơi, hỏi. Decathlon, cậu cho rằng bọn hắn có thể thoát khỏi M không? Không có khả năng. Decathlon trầm ngâm một chút, phân tích nói. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. M sẽ phong tỏa toàn bộ mọi đường, trong lúc mẫn cảm này thì đám người buôn lậu cũng không thể giúp bọn hắn chạy trốn, bất quá tôi cho rằng bọn hắn sẽ không chết. Guti gật gật đầu, chấp nhận cách nhìn của Decathlon. Thân là cường giả chiến thần thì lấy thực lực của thành viên US, muốn giết chết hai người Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành thì tương đương trăng trong nước, hoa trong kiếng, cơ bản không thực tế. Biện pháp duy nhất đó là cùng phối hợp với bộ đội đặc chủng M. Lợi dụng hỏa khí cùng vũ khí lạnh để đối phó hai người Diệp Cô Thành và Bùi Đông Lai. Nhưng mà mặc dù là như thế, lấy thực lực của Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành, nếu không hiếu chiến thì cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Thiếu gia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì kho số liệu vũ khí kia đã được truyền tới tung cầu. Decathlon thấy Guti trầm mặc không nói, do dự một chút, nói. M không tiếc mọi chuyện để bắt bọn hắn, một mặt là ôm may mắn. Mặt khác là muốn giữ thể diện, có thể tính sau khi hành động vây bắt kết thúc thì phía bên M sẽ đáp trả quyết liệt chuyện này. Ừ, Guti gật gật đầu, vẻ mặt cũng dần dần trở nên có chút ác liệt lên, hắn có thể đoán được chuyện này dẫn đến phản ứng dây chuyền đáng sợ cỡ nào. Reng, reng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong lòng Guti vừa động, liền bóp tắt điều xì gà, nghe máy. Ông nội, Guti. Nói vậy thì cháu cũng đã biết chuyện ở M. Đầu bên kia điện thoại, thân là tộc trưởng của gia tộc The Rothschild Đức, giọng nói của Nurse Joyeb có chút ngưng trọng. Ta đã thông báo mở cuộc hội nghị gia tộc, cháu hãy tới ngay. Vâng, ông nội. Guti liền trả lời, sau đó để điện thoại xuống, bước nhanh ra khỏi thư phòng để tham gia cuộc hội nghị gia tộc. Không riêng gì gia tộc The Rothschild của Đức. Sau khi chuyện ở M được truyền ra ngoài thì tất cả những tập đoàn tài chính lớn và gia tộc trên thế giới đều lục đục.
Coi như lúc toàn bộ thế giới bởi vì chuyện Bùi Đông Lai dựng lên thì trong một tàu ngầm hạt nhân được sản xuất ở Việt Nam, nói đến chiếc tàu ngầm này thì không biết là bên Tung Cầu đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền. Hơn nữa vị đại lão kia của Tung Cầu lại còn phải quỳ gối van xin Việt Nam để Việt Nam cho mượn chiếc tàu ngầm này, điều này cũng đủ để nói lên giá trị của chiếc tàu ngầm này. Nói dứ cũng đủ rồi, hiện giờ chiếc tàu ngầm này đang thần không biết quỷ không hay rời khỏi M. Trong tàu ngầm, một gã Long Nha đang ở trong phòng làm phẫu thuật cho Quý Hồng, mà Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành thì đứng ở cửa phòng để đợi kết quả. Tuy rằng bọn họ đã dùng 3 viên cửu chuyển hồi mệnh đan để giữ lại tính mạng Quý Hồng nhưng mà hai người hắn vẫn mong kết quả tốt hơn, Quý Hồng chẳng những có thể khôi phục thương thế mà còn có thể giữ lại võ công. Thật có lỗi, Đông Lai. Diệp Cô Thành mở miệng, khuôn mặt lộ vài phần tự trách. Ta đã đến trễ một chút. Cậu, cái này cũng không trách cậu được. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu, hắn biết rõ, nếu Diệp Cô Thành ở khi đó bại lộ ra thì kết quả có thể còn thảm trọng hơn. Cho nên lần này không phải là trách nhiệm của Diệp Cô Thành. Muốn trách chỉ có thể trách cháu bởi vì cháu đã sơ sẩy, đánh giá thực lực của Dixie quá không đúng. Trên thế giới này không có một kế hoạch hoàn mỹ, đêm nay tuy rằng xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần Tiểu Hồng không có ảnh hưởng đến tính mạng là tốt rồi. Dường như đã nhận ra Bùi Đông Lai tự trách, Diệp Cô Thành lại an ủi Bùi Đông Lai, nói. Huống chi, chuyện cho tới bây giờ, đại thế đã thành. Dương Mưu đã hoàn toàn thôi động, kế tiếp không ai có thể ngăn cản được kế hoạch của cháu. Văn phòng làm việc của Tổng thống ở Nhà Trắng, lúc này Tổng thống đang ngồi trước bàn làm việc, hai mắt có chút hồng nhìn về phía trước mặt. Ngoài ra, bộ dạng uy nghiêm của hắn hiện giờ đã trở nên tiều tụy, mỏi mệt, càng nhiều là tức giận, giống như một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào. Tất cả chuyện này đơn giản là kho số liệu vũ khí của M đã bị trộm mất hơn 10 tiếng. Thế mà trước mắt hai người hiểm nghi là Bùi Đông Lai và Diệp Cô Thành giống như là biến mất khỏi thế giới, mặc cho tình báo M có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm được bóng dáng của bọn hắn. Có lẽ là biết tâm tình của Tổng thống không xong, có lẽ là bởi vì không làm tròn bổn phận nên hai vị phụ trách của CIA và FBI khi đi vào phòng cũng không dám quấy rầy Tổng thống, chỉ biết cúi đầu. Tình huống hiện tại sao rồi? Ước chừng 30 giây sau, Tổng thống nhìn về phía hai người. Giọng nói trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm. Báo cáo Tổng thống, trong vòng 10 tiếng qua, toàn bộ sân bay, bến cảng, đã bị phong tỏa, ngoài ra hai nước bên cạnh chúng ta là Mexico cùng Canada cũng đã phong tỏa sân bay, bến cảng. Một khi có được tin tức thì sẽ liền báo lại cho chúng ta. Tên phụ trách CIA liền mở miệng báo lại tình huống. Nhưng mà không đợi hắn nói xong thì Tổng thống đã lạnh giọng cắt ngang. Tôi chỉ cần kết quả. Thật có lỗi, Tổng thống, tính đến trước mắt, chúng ta vẫn không có phát hiện mục tiêu. Tên phụ trách CIA cúi đầu, tuy rằng hắn muốn nói rằng mọi chỗ rời khỏi nước M đã bị phong tỏa, trừ phi Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành chắp cánh, nếu không không có khả năng rời khỏi Bắc Mỹ, nhưng mà hắn biết bây giờ nói cái đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phế vật! Tổng thống nghe vậy thì liền không nhịn được mà mắng một tiếng, sau đó nhìn về người phụ trách FBI. Tiếp xúc ánh mắt của Tổng thống, người phụ trách FBI không đợi Tổng thống hỏi, liền báo cáo. Báo cáo Tổng thống, tôi đã dựa theo mệnh lệnh của ngài, đã tiến hành điều tra gián điệp, đặc công Tung Cầu, hơn nữa còn mang những thành viên quan trọng của Liên minh Hoa Hạ đi điều tra nhưng mà bọn hắn đều nói rằng chưa từng gặp qua mục tiêu. Còn phía bên Đại sứ quán Tung Cầu, bọn hắn cũng kiên quyết chưa từng gặp qua hai người này. Có lẽ là sợ mình sẽ bị đãi ngộ giống như tên phụ trách CIA. Nên người phụ trách FBI nói tới đây thì dừng lại một chút, thấy Tổng thống không có hé răng thì nói tiếp. Ngoài ra người của Mafia cũng đã huy động hết lực lượng để điều tra nhưng mà không có được tin tức của hai người kia. Mà đám người buôn lậu đã bị chúng ta khống chế, trong vòng 10 tiếng qua thì bọn hắn chưa rời bến lần này, nhưng trải qua điều tra thì chúng tôi cũng đã xác định bọn hắn không có quan hệ gì với mục tiêu. Càng gần đến đoạn cuối giọng nói của hắn càng nhỏ dần. Bởi vì hắn thấy được khuôn mặt của Tổng thống đang tỏ ra giận dữ, vẻ mặt âm trầm khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Báo cho Quốc hội, 2 giờ chiều này sẽ tổ chức hội nghị, toàn bộ mọi người phải có mặt. Sau đó, Tổng thống cầm lấy điện thoại rồi gọi cho Phó Tổng thống, truyền đạt mệnh lệnh. Ha! Nghe được mệnh lệnh của Tổng thống thì hai người phụ trách FBI và CIA không khỏi vừa động. Bọn hắn biết được đây rõ ràng là Tổng thống muốn đáp trả lại hành động bị trộm mất kho số liệu vũ khí kia.
cuối cùng cũng sẽ nổ ra chiến tranh sao? Dường như một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu hai người bọn hắn nhìn nhau. Giờ phút này trong lòng đối phương đều có đáp án, đúng thế. Chấm. Ban đêm, Yên Kinh. Sau khi tin tức gián điệp lấy mất kho số liệu vũ khí M được truyền ra ngoài thì toàn bộ thế giới đều ồ lên, toàn bộ mọi quốc gia đều nhìn chằm chằm vào sự tình biến đổi ở M. Thậm chí không ít anh hùng bàn phím trên mạng còn nói sự việc lần này sẽ nổ ra chiến tranh TG3. Chiến tranh chưa bắt đầu nhưng đã tràn ngập khói súng, làm cho dân chúng vô cùng khẩn trương, bất an. Hoàng gia Lâm Viên, lúc này trước cửa biệt thự của Diệp Thạch đã đậu những chiếc xe có biển số khủng. Chủ nhân của những chiếc xe này là những vị lão nhân đã lui xuống tuyến 2. Bọn hắn chính là đám người ủng hộ Diệp gia. Hiện giờ, khi thế cục thế giới biến đổi thì bọn hắn tụ tập ở đây. Sau khi đi vào biệt thự, thấy được từng khuôn mặt quen thuộc thì Diệp Thạch không có tỏ ra khẩn trương mà là cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng là cảm giác vui sướng. Mặc dù hắn vẫn ngồi ở vị trí kia nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của Bùi Đông Lai và tứ đại gia tộc cho nên đã từ lâu rồi hắn không có cảm nhận được cái cảm giác này. Các vị lãnh đạo, sự việc diễn ra trong hai ngày nay ở M thì mọi người đã biết, tôi cũng không nói lại nữa. Đi vào đại sảnh, Diệp Thạch nghiêm mặt nói. Nói vậy thì mọi người đã biết được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này. Đồng thời, mọi người nên biết. Đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy thì có chút người đến nay vẫn chưa tỏ thái độ, thậm chí ngay cả mở cuộc họp cũng không, chỉ là để cho Bộ Ngoại giao phủ nhận mọi chuyện này không có liên quan đến chúng ta. Các vị đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho quốc gia này, cho nên các vị không muốn nó bị hủy trong tay người nào đó. Mà tôi thì không muốn trở thành tội nhân thiên cổ. Diệp Thạch nói tới đây, rồi đột nhiên đề cao thanh âm. Tôi nghĩ chúng ta cần phải trao đổi một chút ý kiến, thương thảo một kế sách để ứng phó. Đối mặt với lời đề nghị của Diệp Thạch thì toàn bộ các vị đại lão ngồi đây cũng không nói gì, nếu có dị nghị gì thì bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. 3 tiếng sau, hội nghị bí mật chấm dứt, toàn bộ mọi người đã thống nhất ý kiến với nhau. Cha, hội nghị có kết quả sao rồi? Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Thạch nhận được điện thoại của Diệp Cấm. Ừ, khóe miệng Diệp Thạch nở ra nụ cười, nói. Một khi bên M phản ứng thì ta sẽ đem ý kiến tối nay nói ra, tuyên bố rằng kho vũ khí số liệu kia là do Bùi Đông Lai trộm lấy, không có bất cứ quan hệ gì với Diệp Cô Thành, càng không có quan hệ tới quốc gia. Để tỏ lòng xin lỗi chúng ta sẽ tiến hành rửa sạch mọi thế lực của Bùi Đông Lai ở trong quốc nội, hiệp trợ M bắt lấy Bùi Đông Lai. Ngoài ra, toàn bộ tổn thất của M sẽ để cho tập đoàn Đông Hải dưới tay tên Bùi Đông Lai kia gánh lấy. Mặc dù đoán được cha của mình sẽ lợi dụng cơ hội lần này trả đũa Bùi Đông Lai nhưng mà Diệp Cấm không ngờ lại ra tay tàn độc như thế, điều này làm cho hắn cả kinh, sau đó hắn vô cùng hưng phấn nhưng mà vẫn có chút bận tâm. Cha cho rằng phía bên M sẽ đồng ý điều kiện này sao? M sẽ không dám cùng chúng ta phát sinh chiến tranh, điều kiện này đủ để bọn hắn thỏa hiệp, ít nhất là ở bên ngoài. Nói tới đây, Diệp Thạch lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Còn về phần những người đó thì hắc, cho bọn hắn 100 lá gan thì bọn hắn cũng không dám bảo vệ tên nghiệt chủng kia, một khi sự việc bại lộ thì tên nghiệt chủng kia sẽ trở thành quá khứ, hơn nữa trên người hắn còn mang theo tội nhân thiên cổ. Sáng sớm, chiếc tàu ngầm kia bí mật rời khỏi hải vực nước M, thần không hay quỷ không biết trở về một căn cứ quân sự. Diệp Cô Thành mang theo vài tên thành viên Long Nha lên bờ, đi đến một trụ sở Long Nha bí mật cách đó không xa. Tình huống hiện tại sao rồi? Sau khi lên xe, Diệp Cô Thành hỏi. Báo cáo Long Vương, bên phương diện M đã sớm đáp trả. Một gã thành viên Long Nha cung kính hội báo. Thứ nhất, phía bên M đã hướng Liên Hiệp Quốc hủy bỏ thân phận của chúng ta trong đó. Thứ nhì, bên M đã can dự vào các quốc gia, nghiêm cấm các quốc gia khác không được mua bán với chúng ta, đặc biệt là dầu mỏ và một ít linh kiện vũ khí. Thứ ba, M cùng với những thành viên đồng minh đã bắt đầu tiến hành diễn tập quy mô lớn, hơn nữa còn phong tỏa hải vực của nước ta. Còn ở trong nước, có lẽ là Diệp Cô Thành đã nghĩ tới điều này nên không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là hỏi tình huống ở Rơ Tông nước. Nghe Diệp Cô Thành nói thế thì chân mày tên thành viên Long Nha kia nhíu lại, bộ dạng lo lắng. Mặt trên đã nhiều lần tuyên bố chuyện xảy ra ở M không liên quan đến chúng ta, nhưng bởi vì M làm ra quyết định. Trước mắt lòng người bàng hoàng. Mặt trên tổ chức hội nghị để yêu cầu ổn định thế cục,
nhưng kỳ quái là không có một buổi hội nghị nào được tổ chức. Nói xong, tên thành viên Long Nha kia tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Diệp Cô Thành cũng không cảm thấy có gì khác lạ bởi vì hắn biết được bọn họ đang đợi một tin tức khác. Sau khi đến căn cứ thì Diệp Cô Thành liền mang theo Quý Hồng, ngồi trực thăng bay tới Yên Kinh. Mấy giờ sau, trực thăng bay tới căn cứ quân sự ở Yên Kinh, Diệp Cô Thành đem Quý Hồng giao cho một gã thành viên Long Nha, yêu cầu tên thành viên Long Nha kia phải tiến hành trị liệu cho Quý Hồng còn hắn thì trở lại biệt thự Tây Sơn để báo cáo công tác. Khi Diệp Cô Thành rời khỏi biệt thự Tây Sơn thì cũng đã chạng vạng, hắn từ chối ý tốt của Tiêu Nguyên Thanh mời hắn ở lại ăn cơm mà liền rời khỏi Tây Sơn. Bởi vì hắn nhận được một tin tức, Diệp Thạch cùng với những vị đại lão ủng hộ Diệp gia đã tổ chức một buổi hội nghị bí mật. Mặc dù không có tham gia nhưng mà hắn có thể đoán được mục đích của buổi hội nghị đó, thậm chí hắn có thể đoán được Diệp Thạch sắp làm cái gì. Trước quốc, sau gia. Đây là những lời mà hắn đã nói với Bùi Vũ Phu và cũng là tín điều đặt ra để tin theo hắn luôn giữ vững trong những năm qua. Bởi vì tham gia kế hoạch của Bùi Đông Lai nên Diệp Cô Thành biết được Bùi Đông Lai sẽ không có việc gì, ngược lại hắn còn có thể đoán được sau vụ việc lần này thì thế giới sẽ thay đổi. Vì vậy hắn liền gọi điện cho Diệp Thạch. Hiếm có a, hiếm khi nào mà cậu chủ động gọi điện cho ta. Điện thoại được chuyển, lúc này Diệp Thạch đang ở Hoàng Gia Lâm Viên, nói. Ta còn tưởng rằng cậu đã quên bản thân mình là thành viên của Diệp gia rồi. Có một số việc tôi muốn gặp mặt rồi nói với ngài. Diệp Cô Thành không có để ý đến lời châm chọc của Diệp Thạch mà ôn hòa nói. Có việc muốn nói với ta sao? Tại sao khi cậu bí mật đi M thì không nói với ta một tiếng? Hiện tại cậu còn biết nói với ta sao? Chuyện Diệp Cô Thành và Bùi Đông Lai đi M chỉ có Tiêu Nguyên Thành và thủ trưởng số 1 biết. Ngoài ra vô luận là Diệp Thạch hay những lão nhân khác đều không biết rõ tình hình, nếu không thì những lão nhân này cũng sẽ không ủng hộ Diệp gia. Diệp Cô Thành trầm mặc không nói. Hiện tại gây sự, đã gây họa, cậu muốn gặp ta là muốn ta chùi mông cho cậu hay là cứu tên nghiệt chủng kia ra? Diệp Thạch càng nói càng tức, ở trong một đoạn thời gian qua thì bởi vì Bùi Đông Lai trả đũa nên Diệp gia đã tổn thất thảm trọng, thân là gia chủ Diệp gia nên hắn đã nín giận, lúc này mới có thể phát tiết ra. Ngài nên rõ ràng, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ lợi dụng thế lực của gia tộc để làm gì cho mình. Diệp Cô Thành mở miệng, giọng nói mang theo vài phần thất vọng. Sở dĩ tôi muốn nói chuyện với ngài không phải là vì bản thân mình càng không phải là vì Đông Lai. Ha ha, vậy cậu nói cho ta biết, cậu vì cái gì? Lời nói của Diệp Cô Thành khiến cho Diệp Thạch cười lạnh. Chẳng lẽ cậu nói cho ta biết cậu vì Diệp ra sao? Nếu ngài muốn để Diệp gia rơi xuống thì có thể lựa chọn không đi. Giọng nói của Diệp Cô Thành đã khôi phục lại vẻ lãnh mạc. Tôi ở tứ hợp viện đợi ngài. Đô, đô. Nghe được tiếng đô, đô, thì Diệp Thạch tức giận đến cả người run lên. Sau đó hắn bắt buộc bản thân phải tỉnh táo trở lại rồi gọi điện cho thư ký của mình, nói. Chuẩn bị xe trở về tứ hợp viện. Sở dĩ lựa chọn cùng Diệp Cô Thành gặp mặt là bởi vì muốn nghe lời giải thích của Diệp Cô Thành. Hắn biết Diệp Cô Thành sẽ không bao giờ nói những lời dọa nát vô căn cứ. Chẳng lẽ tên nghiệt chủng kia có thể ứng phó được nguy cơ lần này? Trên đường trở về tứ hợp viện Diệp Thạch vẫn nghĩ về vấn đề này nhưng mà hắn nghĩ hoài vẫn không ra. Vì thế hắn chỉ lắc đầu, không suy nghĩ nữa mà là tính đợi sau khi gặp mặt Diệp Cô Thành sẽ hỏi rõ. XX, Diệp Thiếu Tướng đang đợi ngài ở bên trong thư phòng. Diệp Thạch vừa mới xuống xe thì một gã bảo tiêu bước lên báo lại. Không có hé răng, Diệp Thạch điều chỉnh lại cảm xúc thì đi vào tứ hợp viện, đi lên thư phòng. Trong thư phòng, Diệp Cô Thành cầm lấy một quyển Tôn Tử Binh Pháp cúi đầu xem. Diệp Thạch đi vào thư phòng, thấy Diệp Cô Thành đang cầm Tôn Tử Binh Pháp thì tức giận. Lấy tình của cậu thì bao giờ cậu cũng đặt an nguy của quốc gia lên đầu, từ trước đến nay cậu không bao giờ lo lắng cho cái nhà này. Bây giờ bản thân ta muốn nghe cao kiến của cậu. Diệp Cô Thành nghe vậy thì buông quyển Tôn Tử Binh Pháp xuống, sắc mặt phức tạp nhìn vào Diệp Thạch, không khỏi thầm thở dài ở trong lòng. Thứ nhất, chuyện đánh cắp kho số liệu quân sự của M là kế hoạch của Đông Lai, do nó tạo lên. Diệp Cô Thành mở miệng, mới mở miệng đó là ngữ xuất kinh nhân. Hả? Diệp Thạch nghe vậy thì đồng tử mở to ra, trong mắt hiện lên vài phần hoảng sợ, càng nhiều là không tin. Thứ hai, là tôi cố ý bại lộ. Diệp Cô Thành mở miệng lần nữa.
Bá. Nghe được những lời này thì sắc mặt của Diệp Thạch liền đại biến. Hiển nhiên hắn nằm mơ cũng không ngờ Diệp Cô Thành sẽ chủ động để bại lộ ra. Cậu tại sao phải làm như vậy? Khiếp sợ trôi qua, Diệp Thạch hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Diệp Cô Thành thản nhiên nói. Đẩy mạnh đại thế, làm ra giả dối. Nói rõ. Trong lòng Diệp Thạch có chút bất mãn nhưng mà hắn không có phát hỏa mà đợi Diệp Cô Thành nói rõ. Ngài nên biết ân oán của Đông Lai với nghị viện Mafia, bộ lạc cuồng nhân cùng thần võng. Diệp Cô Thành không giấu giếm nữa, nói ra kế hoạch của Bùi Đông Lai. Nó biết rõ lần này đến M sẽ nguy hiểm cho nên hắn mới tiềm nhập vào máy bay của một ban nhạc công ty hắn qua bên Hollywood, nó qua M để cùng hòa đàm với nghị viện Mafia, dẫn xuất hội trưởng nghị viện Mafia đang núp trong bóng tối ra bên ngoài. Khi hội trưởng nghị viện Mafia trồi lên mặt nước thì hắn lựa chọn giống trống khua chiêng đến M là để hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của thế giới, để cho tôi yểm trợ đột nhập vào M. Khi nó cùng những thành viên quan trọng của nghị viện Mafia gặp mặt thì tôi đã âm thầm giết chết hội trưởng nghị viện Mafia, vì hắn tiêu trừ tai họa ngầm, sau đó thông qua hắn che giấu, tôi đã âm thầm tiến vào căn cứ quân sự để đánh cắp tập tài liệu kia, mà nó lợi dụng cái chết của hội trưởng nghị viện Mafia, phân tách nghị viên Mafia, mượn dao giết người. Sau khi lấy được tập tài liệu kia thì tôi sẽ cùng hắn xử lý những thành viên trung tâm của bộ lạc cuồng nhân và thần võng. Nói tới đây, chân mày Diệp Cô Thành khẽ nhíu lại. Bởi vì tôi đến chậm so với dự tính nên đã làm cho kế hoạch bị bại lộ một chút, Tiểu Hồng đi theo nó đã bị đánh trọng thương, may mắn là Tiểu Hồng đã tránh được một kiếp, thuận lợi trở về cùng tôi. Cậu nói hắn cố ý để bại lộ ra để thôi động thế giới. Nhưng mà tại sao ta lại cảm thấy được cậu lại không nỡ để hai đứa nghiệt chủng kia chết thế? Lúc này nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì giọng nói của Diệp Thạch có chút không tốt mà hỏi ngược lại. Diệp Cô Thành cũng không để ý, mà là tiếp tục nói. Thôi động đại thế, tạo ra giả dối. Đây là để phía bên M biết để bên M phản ứng, thậm chí là muốn đánh trận. Điều này ta thấy rồi. Ánh mắt Diệp Thạch lộ ra vẻ hoài nghi. Ta muốn biết. Dựa vào cái gì mà cậu nói có thể tiêu trừ được nguy cơ? Hoặc là nói mục đích cuối cùng là gì? Ngài hẳn là còn nhớ buổi diễn thuyết tại Yến Viên. Diệp Cô Thành hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngày đó, nó đã làm ra một đề tài náo động cả lĩnh vực tài chính. Chuyện này ta biết. Diệp Thạch biết được chuyện này, nhưng hắn cho rằng chẳng lẽ Bùi Đông Lai dựa vào cái này để gọi nhịp với Diệp gia ư? Chẳng lẽ cậu cho rằng hắn dựa vào cái này có thể xóa được nguy cơ sao? Đông Lai đã lấy bản hệ thống kinh tế kia làm cơ sở, bày ra một phương án tài chính, kế hoạch này đã được những chuyên gia kinh tế mà người đứng đầu là Cổ Bồi Nguyên xem xét và sửa chữa lại một ít lỗi nhỏ, kế hoạch này có thể thực hiện được. Diệp Cô Thành gằn từng chữ. Tôi nói thôi động đại thế, chính là muốn để M bày ra tư thế đánh trận, thả lỏng ở phương diện kinh tế, toàn bộ M sẽ chú ý vào quốc tế. Lúc đó phương diện tài chính sẽ là lúc cảnh giác yếu nhất, lúc ấy Đông Lai sẽ sử dụng kế hoạch kia để làm cho M trở tay không kịp, chỉ cần kinh tế M đóng băng thì quốc nội của M sẽ đại loạn, mắt khác những thành viên khác cũng thế, lúc ấy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn lui binh, huống hồ là ai lại không biết, bởi vì uy hiếp hạt nhân của Việt Nam mà không có nước nào dám phát động chiến tranh toàn diện. Cho dù kế hoạch của hắn có khả thi thì hắn dựa vào cái gì để làm kinh tế M tổn thương? Diệp Thạch nở nụ cười khinh thường. Dựa vào kinh tế quốc gia sao? Lấy kinh tế quốc gia cùng với tập đoàn Liên minh Hoa Hạ cùng gia tộc The Rothschild ra tay làm cho M không trở tay kịp, cái này cũng chẳng khó gì. Vẻ mặt Diệp Cô Thành tự tin nói. Đến lúc đó thì những tập đoàn tài chính khác sẽ không buông tha mà liền cướp sạch M. Ách! Nghe thế thì Diệp Thạch cũng biết rằng kế hoạch này có thể thực hiện được, bất quá hắn cũng nhíu mày. Các cậu dựa vào cái gì mà cam đoan gia tộc La The Rothschild sẽ ra tay? Cái này thì Đông Lai sẽ cho chúng ta câu trả lời thỏa mãn. Trong đầu hiện ra vẻ mắt tự tin của Bùi Đông Lai thì Diệp Thạch nói. Mặt khác vì thực hiện mục tiêu này là cách đây một tháng Liên minh Hoa Hạ đã bắt đầu bố cục, ra tay rồi. Diệp Thạch trầm mặc, dường như đang suy nghĩ về xác suất thành công của kế hoạch này, dường như cũng không phản bác được. Tôi biết được ngài bởi vì từng bị Đông Lai trả thù, đả kích nên vẫn luôn chờ cơ hội để đâm một kích chí mạng vào Đông Lai nhưng mà tôi phải nói cho ngài biết, vô luận là ngài hay Diệp gia thì em kỳ người đều không có đủ tư cách làm đối thủ của nó sớm đã đem chiến trường chuyển ra quốc ngoại rồi.
Mắt thấy Diệp Thạch trầm mặc, nghĩ đến hành vi Diệp Thạch tự chui đầu vào giỏ, Diệp Cô Thành lạnh giọng nhắc nhở nói. Bởi vì một vài nguyên nhân nó đã để cho Diệp ra một con đường sống. Sau này tôi xin khuyên ngài không nên chủ động trêu chọc nó, chỉ cần nó nguyện ý thì lúc nào nó cũng có thể tiêu diệt Diệp ra này. Lộp bộp. Lại nghe Diệp Cô Thành nói thế, Diệp Thạch chỉ cảm thấy có một tiếng sấm nổ vang bên tai làm cho cả người hắn cứng hắn, hắn mở miệng, cố gắng phản bác nhưng không thể phun ra chữ nào. Hắn chỉ lời nói của Diệp Cô Thành giống như một bàn tay vô hình tát vào mặt hắn. Không vang dội như đủ đau. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của hắn vô cùng biệt khuất cùng bất đắc dĩ, càng nhiều là còn lại là vô lực. Diệp gia, thất bại thảm hại. Sáng sớm, Frankfurt, trang viên của gia tộc The Rothschild. Lúc này đây Guti đang luyện công buổi sáng, đột nhiên hắn phát hiện được Decathlon đang hấp tấp chạy nhanh về phía mình, điều này làm cho chân mày của hắn khẽ nhíu lại. Chẳng lẽ chiến tranh đã xảy ra rồi sao? Guti âm thầm tự hỏi bản thân. Sau đó, ở khi Guti chờ đợi thì Decathlon đã chạy nhanh đến bên cạnh Guti, cúi người chào. Xin lỗi thiếu gia, tôi không muốn quấy rầy ngài tu luyện nhưng mà có chuyện vô cùng khẩn cấp, tôi muốn báo lại cho ngài. Chiến tranh bùng nổ rồi sao? Guti hỏi. Không phải. Decathlon lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút cổ quái. Chân mày Guti nhíu lại, đồng tử phóng đại, hỏi. Vậy là cái gì? Vừa rồi Bùi Đông Lai gọi điện đến. Giọng nói của Decathlon có chút cổ quái. Hắn nói muốn gặp ngài, hơn nữa hắn đang ở bên ngoài trang viện. Ách! Nghe được Decathlon nói thế thì Guti cả kinh. Hắn biết rõ. Trước mắt M quốc cùng với những đồng minh của M đang đuổi bắt Bùi Đông Lai, nhưng Bùi Đông Lai lại giống như là biến mất khỏi thế gian, không hề có tin tức thế mà hiện giờ Bùi Đông Lai hắn lại xuất hiện ở bên ngoài cửa gia tộc The Rothschild. T. Khiếp sợ đi qua, Guti không khỏi hít vào một hơi, nhịn không được tự nhủ. Người kia đã tự chơi với lửa thì thôi, như thế nào lại muốn để cho gia tộc The Rothschild rơi vào vòng xoáy này? Thiếu gia, ý của ngài là không gặp sao? Decathlon khẽ ngẩng đầu, xin chỉ thị của Guti. Guti cười khổ. Gặp, tại sao lại không gặp được, tạm thời không nói ý đồ của hắn, nếu như hắn muốn gặp ta thì cậu cho rằng những tử sĩ kia có thể ngăn cản được hắn không? Không. Decathlon liền hiện ra đáp án này. 20 phút sau, Bùi Đông Lai đi vào thư phòng gặp Guti. Bùi, vừa mới nghe được tin tức ngài ở bên ngoài trang viện thì ta trực tiếp bị sợ ngây người. Mắt thấy Bùi Đông Lai đi vào thì Guti đứng lên, mỉm cười mở miệng. Ta thiếu chút nữa hoài nghi anh biết bay, thật sự cũng giống như khinh công trong truyền thuyết của Việt Nam a. Guti tiên sinh, cho dù tôi có biết bay thì cũng không thể bay qua được đại dương. Bùi Đông Lai cười cười, rồi ngồi xuống. Trừ phi tôi biến thành thiên sứ có cánh trong thần thoại. Ha ha, Bùi, ngài thực hài hước. Guti nở ra nụ cười nhưng mà trong lòng lại ngạc nhiên. Tại sao Bùi Đông Lai lại có thể bình tĩnh đến như thế? Hàn huyên được vài phút, Guti thử hỏi. Bùi, tôi đã nghe chuyện ở M, thoạt nhìn thì ngài đang gặp phiền toái. Phiền toái sao? Bùi Đông Lai cười nhẹ. Tôi không cho là như vậy, mà đây là cơ hội. Cơ hội? Guti ngẩn ra, sau đó mơ hồ đoán được cái gì nhưng mà không có hỏi nữa, chủ động đợi Bùi Đông Lai nói ra. Bùi Đông Lai cười cười. Đúng, là cơ hội, một cơ hội có thể thay đổi vận mệnh. Bùi, ngài đừng có trêu tôi nữa, nói đi, rốt cuộc cơ hội trong miệng ngài là gì? Nghĩ đến phong cách hành sự của Bùi Đông Lai trước đây thì Guti vốn đã đoán được Bùi Đông Lai cũng không ngồi yên chờ chết mà sẽ phản kích lại. Nhưng ở hắn xem ra lấy tình thế trước mắt thì toàn bộ mọi phản kích của Bùi Đông Lai sẽ trở thành phí công. Mắt thấy Guti tiếp tục giả vờ ngốc, Bùi Đông Lai cảm thấy được thời cơ không sai biệt lắm. Lập tức nói rõ ý đồ đến. Guti tiên sinh, cơ hội mà tôi nói đến chính là lần này Liên minh Hoa Hạ của tôi sẽ hợp tác với gia tộc The Rothschild của ngài để thay đổi vận mệnh của Trung Quốc và M. Bùi, nói thật, tôi rất bội phục dũng khí và tự tin cầu ngài nhưng mà tôi nghĩ rằng lần này sẽ xảy ra chiến hỏa. Tôi biết ngài muốn lấy Liên minh Hoa Hạ làm lợi thế để lay động chúng tôi, sau đó sẽ đem gia tộc tôi kéo vào cuộc chiến hỏa này. Mắt thấy Bùi Đông Lai nói rõ ý đồ đến thì Guti trầm ngâm một phen, khe khẽ thở dài, nói. Thật xin lỗi, tôi không thể đáp ứng ngài.
Một khi tiền tài rung động thì những lời nói xấu sẽ dừng lại. Dường như đã sớm đoán được kết quả này cho nên Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn mà vẫn tươi cười nói. Cho tới này, những lời này được cho là lý lẽ của những thương nhân ở lĩnh vực tài chính, đồng dạng nó cũng chính là gia huấn của gia tộc The Rothschild. Đây chính là gia huấn của tổ tiên lưu lại. Nói đến đây thì trên mặt Guti tràn ngập vẻ kính ý, sau đó ánh mắt hắn phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai, hữu ý vô ý nói. Nhưng, Bùi, ngài nên biết, tiền tài đều không phải là vạn năng, trong mắt của ta, nó không thể ngăn cản trận chiến lần này. Tiền tài đích thật không phải là vạn năng, ít nhất là nó không thể mua được tình yêu của Plato. Bùi Đông Lai nói đùa, sau đó giọng nói vừa chuyển. Nhưng mà nó cũng chính là thượng đế của thương nhân, nó có thể quyết định thương nhân. Lúc này đây, Guti không có hé răng, khi hắn xem ra, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, gia tộc The Rothschild không có khả năng tham dự vào cuộc chiến hỏa này, hắn muốn cho Bùi Đông Lai biết khó mà lui. Guti tiên sinh, nếu như làm một việc có thể khiến cho tài chính của gia tộc The Rothschild tăng mạnh, hơn nữa có thể trừng phạt gia tộc Rockefeller cùng gia tộc Morgan vì đã phản bội gia tộc The Rothschild thì ngài có đồng ý làm không? Mắt thấy Guti không tin tưởng mình thì Bùi Đông Lai tung ra đòn sát thủ. Ách! Lời nói của Bùi Đông Lai khiến cho Guti cả kinh, vẻ mặt của hắn tỏ ra không thể tưởng tượng nhìn vào Bùi Đông Lai. Bùi, ngài đang nói đùa sao? Guti tiên sinh, ngài cho rằng tôi là một tên tội phạm bị truy nã khắp toàn cầu. Không ngại đường xa mạo hiểm tính mạng đến đây chỉ là muốn nói đùa với ngài thôi sao? Giọng nói của Bùi Đông Lai biến đổi. Trước tiên ngài có thể coi cái này. Vù! Nói xong, Bùi Đông Lai cầm lấy một xấp tài liệu rồi ném cho Guti. Guti cầm lấy rồi mở ra. Hệ thống phá vỡ đô la. Thấy được tiêu đề này thì trong lòng Guti cảm thấy buồn cười, nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho Bùi Đông Lai nên hắn tiếp tục xem. Hả? Nhìn vào, Guti như là thấy cái gì mới lạ, đồng tử phóng to ra. Bùi Đông Lai bắt chéo chân, thảnh thơi rút một điếu thuốc lào rồi rít vài hơi. Guti không để ý đến, mà là trừng to mắt nhìn vào tập tài liệu kia, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Bá! Thời gian dần trôi qua, ánh mắt Guti càng lúc càng mở lớn, cuối cùng sắc mặt hắn trực tiếp thay đổi, trên mặt không tìm thấy vẻ hài hước nữa mà thay vào đó chính là vẻ kinh hãi cùng mừng như điên. Nó chính là thành ý của Liên minh Hoa Hạ đối với việc hợp tác với gia tộc The Rothschild. Bùi Đông Lai thấy được vẻ biến hóa của Guti, không biết qua bao lâu, hắn mở miệng. Nếu Guti tiên sinh không có quyền làm chủ thì có thể gọi người làm chủ đến nói chuyện với tôi. Hô, hô, không trả lời, có lẽ là quá mức kinh hãi cùng vui mừng như điên nên hơi thở của Guti vô cùng gấp gáp. Đương nhiên nếu như gia tộc The Rothschild không có hứng thú thì tôi có thể tìm những gia tộc khác để hợp tác. Bùi Đông Lai đổ dầu vào lửa, lạt mềm buộc chặt. Âu, không, Bùi, bằng hữu thân ái. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Guti trực tiếp nhảy dựng lên, hét to. Ta hướng về Thượng Đế mà thề, trong vòng thời gian sớm nhất ông nội của tôi sẽ đến gặp ngài, ngài sẽ trở thành vị khác quý tôn quý nhất của gia tộc The Rothschild. Châu Âu. Tòa thành của Tổng bộ Thần Võng. Thần chi tử tôn quý, dựa vào tin tức mới nhận được thì phía bên M đã gây áp lực lên tung cầu, bọn hắn đã bắt đầu tiến hành nghiêm trị của cải của Liên minh Hoa Hạ tại M. Lúc nãy toàn bộ tài sản của Liên minh Hoa Hạ đã được bán cho gia tộc Rockefeller và gia tộc Morgan. Trong đại sảnh, một gã hoàng thân của Thần Võng cung kính hội báo cho Dixie. Có lẽ là sớm đoán được tình hình nên Dixie cũng không cảm thấy kinh ngạc. Còn tin tức của tên kia? Không có. Tên hoàn thân kia đáp. Trước mắt những tổ chức tình báo toàn cầu đang tìm kiếm tin tức của hắn nhưng mà tính đến trước mắt thì dường như hắn đã bốc hơi khỏi nhân gian, không ai tìm thấy hắn. Hắc, nếu hắn hiện thân thì chỉ sợ sẽ gặp ám sát ngay. Dixie nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười lạnh, theo sau lại nghĩ tới điều gì, giọng nói tỏ ra ngạc nhiên. Kỳ quái duy nhất chính là tụi tung cầu đó luôn tỏ ra yếu đuối. Đối với sự kiện này lại có thể biểu hiện cường ngạnh với M như thế. Thần chi tử tôn quý, trong mắt của tôi, bởi vì sau khi tin tức tên kia cùng với Diệp Cô Thành trộm lấy kho số liệu vũ khí của M nên tung cầu chỉ đành phải một mức phủ nhận chuyện kia. Tên hoàng thân do dự một chút, nói. Bởi vì nếu như bọn hắn biểu hiện quá mức yếu đuối thì chứng minh bọn hắn chột dạ,
huống chi vô luận là cường thế hay yếu đuối thì M vẫn cho rằng bọn tung cầu làm việc này. Trước mắt phương diện M chỉ là dùng kinh tế để ngăn cấm, uy hiếp bằng vũ lực, thần chi tử ngài cho rằng chiến tranh sẽ bùng nổ không? Nói xong lời cuối, tên hoàng thân kia không nhịn được mà hỏi. Bởi vì có sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân nên sẽ không bùng nổ chiến tranh toàn diện, vốn dĩ tính chất của lần này rất nghiêm trọng, lấy thế cục trước mắt thì kết cục chiến tranh là điều không thể tránh. Nixie nhẹ nhàng cười, nói. Để người ở phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, một khi chiến tranh xảy ra thì liền thực hiện kế hoạch. Vâng, thần chi tử tôn quý. Tên hoàng thân kia lĩnh mệnh rồi lui ra. Đợi sau khi tên hoàng thân kia rời đi thì Dixie do dự một chút, một mình rời khỏi đại sảnh, đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành bảo. Xuyên qua một hàng lang tối đen, Dixie đi sâu vào tận cùng bên một đại điện, tên thủ lĩnh thần vệ thần võng đứng đó như một pho tượng, đứng thủ hộ ở hai bên cửa lớn, thấy Dixie đến gần, vội vàng hành lễ, nói. Thần chi tử tôn quý. Cơ hội xuất hiện, kế hoạch kia của phụ thân đại nhân có thể thực hiện. Ta muốn gặp người, giúp ta thông báo một tiếng. Được, ngài chờ một chút. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi đầu chào, sau đó đi vào bên trong. Dixie thấy thế thì cũng không có đi theo mà đứng ở bên ngoài chờ. Một lát sau, tên thủ lĩnh thần vệ đi ra, Dixie thấy thế thì bước lên hỏi. Phụ thân đại nhân nói sao? Thần chi tử đại nhân, Odin vĩ đại nói, hết thảy mọi chuyện do người làm chủ. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi đầu. Vẻ mặt tôn kính nói. Hả? Nghe tên thủ lĩnh thần vệ nói thế thì hai mắt Dixie tỏa sáng, cười cười rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, New York, M, lúc này toàn bộ thành viên của gia tộc Morgan đang ngồi tham gia một buổi hội nghị gia tộc. Hôm nay, ta triệu tập mọi người đến đây là để muốn giải thích thế cục trước mắt, tiếp theo là bàn bạc kế hoạch của gia tộc. Đợi mọi người đến đông đủ, tộc trưởng của gia tộc Morgan liền mở miệng nói. Bởi vì bọn chó tung cầu đã ăn cắp kho số liệu vũ khí của quân đội M nên người chấp chính đã phát động hành động ngăn cấm, dựa theo tình thế trước mắt thì quốc hội đã quyết định ngăn cấm mọi vật tư như dầu hỏa và thiết bị chiến trang vào tung cầu, cục diện chiến tranh chắc là sắp bùng nổ. Nghe được tộc trưởng nói thế thì toàn bộ thành viên của gia tộc Morgan đều hai mắt tỏa sáng. Lịch sử đã chứng minh, chiến tranh sẽ thay đổi vận mệnh TG, một lần nữa phân chia tài nguyên, của cải là phương thức tốt nhất. Lúc này đây, toàn bộ thế cục của TG đã thay đổi, một đống của cải đang ở trước mặt chúng ta, một khi chiến tranh bùng nổ thì chúng ta liền giết chết đầu dê béo tung cầu này, cắt lấy một miếng thịt béo. Tộc trưởng nói tiếp trầm giọng nói. Sau đây sẽ do Healer nói phương án cho mọi người nghe. Trong mười mấy ngày qua thì toàn bộ những tài sản của Liên minh Hoa Hạ đã được âm thầm bán ra, trong đó bởi vì gia tộc chúng ta ra tay trước nên đã chiếm được 35%. Còn gia tộc Rockefeller cũng chiếm được 30%, còn 35% còn lại là những tập đoàn khác lấy được. Bởi vì nguyên nhân gia tộc ra tay thu mua trước nên tài sản hiện giờ của gia tộc cũng không còn nhiều, nhưng chúng ta cũng đã cướp được nhiều món mồi tốt. Còn nữa, lần hành động thu mua này, gia tộc chúng ta là người giành thắng lợi nhiều nhất. Sau đây, tôi sẽ nói đến phương án của gia tộc chúng ta sau khi chiến tranh bùng nổ. Healer không nhanh không chậm nói ra kế hoạch. Còn những thành viên khác của gia tộc Morgan thì chăm chú lắng nghe. Không biết qua bao lâu, sau khi Healer đọc xong bản kế hoạch thì nhìn sang tộc trưởng của gia tộc Morgan. Tiếp theo sẽ do tộc trưởng nói tiếp một ít biện pháp. Vừa rồi Healer đã nói qua tình hình gần đây cùng với kế hoạch, dựa theo tiến trình hội nghị thì mọi người có thể nói cái nhìn cá nhân của bản thân. Bất quá, còn có một chuyện tình quỷ dị cần nói để mọi người biết, Healer, cậu nói tiếp đi. Trong thời gian qua, các ngân hàng lớn, các ngân hàng đầu tư cùng với những thị trường chứng khoán đang nhập vào một lượng tài chính rất lớn. Bởi vì những lượng tài chính này được chia nhỏ ra, dùng dưới nhiều thân phận, thêm vào đó là thế cục hiện nay rất khẩn trương cho nên không một ai chú ý, thẳng đến thời gian gần đây, khi có một lượng tài chính lớn tiến vào thì mới khiến cho mọi người chú ý. Giọng nói Healer tỏ ra ngưng trọng. Trải qua điều tra thì tôi biết được lượng tài chính khổng lồ đó phần lớn là có quan hệ với gia tộc cùng The Rothschild. Hả? Nghe được Healer nói thế thì sắc mặt không ít thành viên ngồi trong này biến đổi. Thân là thành viên trung tâm của gia tộc Morgan thì bọn hắn biết được ý vị của chuyện này. Hơn nữa trước chiến tranh TG2 thì gia tộc Morgan luôn phụ thuộc vào gia tộc The Rothschild,
thẳng cho đến khi chiến tranh TG2 kết thúc thì bọn hắn vất vả lắm mới tách ra được gia tộc The Rothschild, từ sâu trong nội tâm thì bọn hắn luôn kính sợ gia tộc The Rothschild. Chẳng lẽ Liên minh Hoa Hạ cùng với gia tộc The Rothschild muốn thừa dịp này đánh lén vào tài chính của M sao? Rất nhanh, một gã thành viên trung tâm liền nói ra nghi ngờ của mình. Có phải không? Hiller phát biểu cách nhìn của chính mình. Liên minh Hoa Hạ bị cuốn vào chuyện lần này, tổn thất thảm trọng, lợi ích của nó cùng với tung cầu trói buộc vào nhau. Kể từ đó, rất có thể tung cầu để Liên minh Hoa Hạ thừa dịp đánh vào khu vực tài chính của M. Nhưng mà gia tộc The Rothschild luôn luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Liên minh Hoa Hạ, hẳn là lần này muốn mượn cơ hội để tấn công chí mạng vào Liên minh Hoa Hạ. Tôi đồng ý phán đoán của Hiller. Tôi cùng đồng ý. Hiller vừa nói xong thì không ít mở miệng đồng ý quan điểm với Hiller, một ít người thì trầm mặc, dường như là có cái nhìn khác với Hiller. Reng, reng. Sau đó, không đợi những người trầm mặc phát biểu ý kiến của mình thì tiếng điện thoại vang lên. Hugh tiên sinh tôn kính. Liên minh Hoa Hạ đã bắt đầu mua vào một lượng cổ phiếu khổng lồ, Tổng thống yêu cầu tiên sinh hãy đến Nhà Trắng để tham gia hội nghị khẩn cấp. Không đợi, Hiller mở miệng nói thì đầu bên kia, giám đốc tài chính của M là Gil đã lên tiếng, giọng nói không thể nghi ngờ. Ách, Hiller ngẩn ra, muốn nói cái gì nhưng phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Hiller, chuyện gì thế? Lý Bồi Ma Căn Na thấy được vẻ khác thường thì vội vàng hỏi. Liên minh Hoa Hạ đã bắt đầu động thủ. Hiller hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời. Tổng thống yêu cầu ngài đến Nhà Trắng tham gia cuộc hội nghị khẩn cấp. Dầm. Lời Hiller vừa mới thốt lên xong thì trong phòng hội nghị liền xôn xao. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Hiller thì Gil liền cầm máy bấm số điện thoại của một thành viên trung tâm Rockefeller, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Khẩn trương là bởi vì hắn sợ hãi gia tộc The Rothschild ở trong đội ngũ thu mua kia. Nếu như thế thì nền kinh tế của M sẽ gặp một cuộc tập kích kinh khủng nhất. Một tiếng sau, Nhà Trắng, một buổi hội nghị khẩn cấp được tổ chức, người chủ trì của buổi họp nghị này là Phó Tổng thống cùng với những vị đại lão của các tập đoàn, các gia tộc lớn ở M. Các vị tiên sinh, một tiếng trước, trên thị trường đã xuất hiện một ít biến động. Trả qua điều tra thì chúng tôi đã biết được có một lượng tài chính đang không ngừng rót vào, mà chủ nhân của những khối tài chính này chính là Liên minh Hoa Hạ, mục đích chính là muốn phát động tấn công tài chính, thua mua thị trường chứng khoán nước ta. Sau khi hội nghị bắt đầu, Phó Tổng thống mở miệng, giọng nói ngưng trọng. Tính cho đến trước mắt thì có khá nhiều cổ phiếu được thua mua, bởi vì Cục Dự trữ và Ngân hàng nước ta đã sơ sót nên lượng tài chính mà Liên minh Hoa Hạ rót vào đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vì không để thị trường tài chính nước ta bị thương nặng nên Tổng thống đã khẩn mời các vị cùng quốc gia chống lại trận tập kích tài chính này. Nghe được Phó Tổng thống nói thế thì mọi người không tỏ thái độ gì cả. Thế tới của Liên minh Hoa Hạ hung hăng không nói, sau lưng còn có chính phủ tung cầu, bọn hắn cũng có lý do tin tưởng đến lúc đó chính phủ tung cầu sẽ cùng phát lực vào, kể từ đó sẽ xảy ra một vụ chiến tranh tài chính. Càng quan trọng là bọn hắn nhận được tin tình báo nói rằng trong một thời gian qua thì gia tộc The Rothschild cũng đã âm thầm rót tài chính vào M, hiện giờ gia tộc The Rothschild vẫn chưa ra tay, thái độ vẫn chưa rõ nên bọn hắn vẫn không dám tỏ thái độ lung tung. Bởi vì bọn họ đều biết một khi gia tộc The Rothschild đứng ở phía bên tung cầu thì thị trường tài chính sẽ gặp nguy hiểm. Các vị tiên sinh, tôi biết mọi người lo lắng thái độ của gia tộc The Rothschild, nhưng mà xin các vị hãy yên tâm. Vừa rồi Tổng thống đã nói chuyện với tộc trưởng của gia tộc The Rothschild, hơn nữa đã đạt được nhất trí, gia tộc The Rothschild sẽ đứng về phía chúng ta để trừng phạt hành động ngu muội của đám chính phủ tung cầu kia. Hả? Nghe Phó Tổng thống nói thế thì mọi người liền cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Xin ngài hãy yên tâm, giữ gìn thị trường tài chính ổn định là trách nhiệm của mỗi người chúng tôi cho nên chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ quyết định của chính phủ. Yên tâm đi qua. Tộc trưởng của gia tộc Morgan liền tỏ thái độ. Đúng vậy, chúng tôi sẽ ủng hộ chính phủ trừng phạt nghiêm khắc đám chính phủ tung cầu ngu ngốc kia. Những người khác cũng sôi nổi ủng hộ. Reng, reng. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, bọn hắn liền biết được, tình thế lại có biến hóa mới. Đúng như suy đoán của bọn hắn, Liên minh Hoa Hạ cùng tung cầu đã bắt đầu thu mua. Các vị tiên sinh, chiến tranh đã phát hỏa. Tôi hy vọng các vị sẽ đoàn kết để giữ gìn thị trường tài chính M, cho đám người đê tiện chó chết kia biết được sức mạnh của chúng.
Sau khi biết được tin tức này thì Tổng thống ngồi ở bên liền nắm tay lại, lớn tiếng nói. Ngày đầu tiên giao phong, bởi vì bên Tung Cẩu đã âm thầm chuẩn bị nên đã giành được thắng lợi tuyệt đối. Trận chiến bất thình lình xảy ra khiến cho toàn bộ các quốc gia cùng với những tập đoàn tài chính đều nhìn về phía M, nhưng bởi vì tình thế còn chưa rõ ràng nên trong ngày đầu tiên cũng không có thế lực nào tham chiến, mà là tính toán đợi sau khi thế cục rõ ràng một chút thì mới nhảy vào hưởng hôi, thu lợi. Mà bởi vì bọn họ đều cho rằng gia tộc The Rothschild sẽ đứng về phía M nên mọi người đều cảm thấy trận này phía bên Tung Cẩu sẽ bại. Giống như suy đoán của bọn họ, ngày thứ hai gia tộc The Rothschild liền ra tay đánh vào, nhưng vào chỉ đánh vào những mảng nhỏ, còn những mảng lớn vẫn do phía bên M tự thân hành động. M bắt đầu phản kích, sẽ cướp đoạt nền kinh tế của Tung Cẩu. Trong lúc hai bên đang PK với nhau thì thời báo tài chính của Wall Street liền giật tít như thế. Dường như toàn bộ mọi người trên thế giới đều cho rằng Tung Cẩu sẽ thất bại. Ngày thứ 8, một quả bom ngàn cân ném vào thị trường tài chính M, gia tộc The Rothschild xuất thử toàn lực. Nhưng mà, gia tộc The Rothschild không có ra tay đối phó với Tung Cẩu mà là đem dao mổ vung về phía thị trường tài chính M. Sau phiên giao dịch đầu tiên, gia tộc The Rothschild lấy khí thế sét không kịp đánh mà liền thu mua toàn bộ cổ phiếu. Trong lúc nhất thời làm cho giá cổ phiếu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Chết tiệt, gia tộc The Rothschild muốn làm gì đây? Văn phòng làm việc của Tổng thống ở Nhà Trắng, khi Tổng thống biết được gia tộc The Rothschild đối phó với thị trường tài chính M thì liền trực tiếp nhảy dựng lên. Mà toàn bộ những gia tộc khác cũng ngây dại. Đúng vậy. Sau khi biết được tin này thì bọn hắn đều ngây người. Lúc này gia tộc The Rothschild vung dao mổ về phía thị trường tài chính M. Đến lúc đó thị trường tài chính của M sẽ bị tổn thương nặng, mà những gia tộc, tập đoàn tài chính của bọn hắn cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Lập tức gọi điện cho tên Royer kia. Tổng thống gào lên, dường như hắn cũng biết, chuyện cho đến bây giờ thì biện pháp duy nhất chính là liên lạc với tộc trưởng của gia tộc The Rothschild, lấy phương thức hy sinh lợi ích của chính mình để đối phương dừng tay. Điện thoại không gọi được. Người phụ trách cục liên bang liền run rẩy nói. Lộp bộp. Nghe được như thế thì vô luận là Tổng thống hay những gia tộc khác cũng ý thức được một vấn đề, bọn hắn đã rơi vào bẫy của gia tộc của The Rothschild cùng với Tung Cẩu. Minh bạch được điểm này thì bọn hắn liền thông qua màn hình điện tử lớn, rõ ràng thấy được giá cổ phiếu đã bắt đầu tụt xuống. Tổng thống, một ít tập đoàn tài chính cùng với các thế lực nước ngoài đã xuất thủ. Thấy được điểm này thì người phụ trách cục liên bang liền thở hổn hển. Lấy tình thế trước mặt thì nếu chúng ta không tìm được biện pháp nào thì cả thị trường sẽ đóng băng, ngài hãy lập tức gọi điện cho các thủ tướng của các nước trong khối EU, nhờ sự trợ giúp của bọn họ. Reng, reng. Giọng nói của tên phụ trách cục liên bang vừa dứt thì đột nhiên một tiếng điện thoại vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì mọi người liền nhảy dựng lên, vẻ mặt người phụ trách cục liên bang tỏ ra khó coi đi đến nghe máy. Tổng thống, Trung Quốc bắt đầu bán một lượng lớn công trái của nước ta rồi. Một phút sau, người phụ trách cục liên bang run lên, giọng nói run rẩy. Ngoài ra, Nhật Bản cùng một số nước châu Âu cũng đã bán ra công trái của nước ta. Bá! Nghe được người phụ trách cục liên bang nói thế mọi thì sắc mặt của mọi người đều cuồng biến. Xong rồi. Trong phút chốc, một ý niệm như thế liền hiện ra trong đầu bọn hắn. Có lẽ là cũng ý thức điểm này nên cả người Tổng thống cũng vô lực ngồi ở trên ghế. Xong rồi sao? Reng, reng. Lại một tiếng chuông điện thoại nữa vang lên. Tổng thống, mới vừa nhận được tin, những chiếm hạm của chúng ta ở Thái Bình Dương đã rút quân. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Bộ trưởng Bộ GFB liền mang theo vài phần kinh hoàng. Ngoài ra, còn có cái gì? Tổng thống khàn giọng. Đột nhiên ở đó xuất hiện một đội chiếm hạm, dường như là ở ngoài hành tinh khác đến. Bá! Nghe được như thế thì cả người Tổng thống chấn động. Điện thoại rơi xuống đất. Không chiến mà khiến người nhận thua. Sáng sớm, Tổng bộ thần võng, khi Dixie thấy được tin tức thị trường chứng khoán của M bị rớt giá thì trong lòng hắn vô cùng tức giận, vẻ mặt âm trầm dọa người. Dựa theo suy đoán của hắn, lần này Bùi Đông Lai cùng với Tung Cẩu sẽ gặp bị kịch. Mà hiện giờ sự việc lại phát triển ngược lại với suy đoán của hắn, Tung Cẩu chẳng những không có trả giá mà còn kiếm được một món lời lớn. Tuy rằng không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy nhưng mà Dixie biết kế hoạch thống trị toàn cầu của Odin sẽ biến mất.
Điều này làm cho Dixie phẫn nộ muốn giết người. Chẳng lẽ đều là kế hoạch của tên kia sao? Phẫn nộ rất nhiều, Dixie bắt đầu nhớ lại hành động của Bùi Đông Lai ở M, hắn mơ hồ cảm thấy được, lấy năng lực của Long Vương Diệp Cô Thành thì lúc ấy căn bản sẽ không bị bại lộ. Ngay sau đó, Dixie bị chính suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Ở hắn xem ra nếu như kế hoạch này đều do một tay Bùi Đông Lai chủ hoạch thì Bùi Đông Lai thật sự là rất đáng sợ. Xem ra cần phải báo lại chuyện này cho phụ thân đại nhân rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận cục diện trước mắt, càng không muốn thừa nhận chuyện này là do một tay Bùi Đông Lai chủ hoạch, nhưng mà lý trí nói cho Dixie biết, lấy cục diện trước mắt thì đối với thần võng vô cùng bất lợi, hắn cần phải báo lại cho Odin biết. Sau khi quyết định thì Dixie liền đi vào chỗ sâu nhất trong tòa đại điện. Trước cửa đại điện, tên thủ lĩnh thần vệ thần võng vẫn đứng ở nơi đó. Mời nói cho phụ thân địa nhân, thế cục phát sinh biến hóa lớn, ta muốn báo lại với người. Đi đến trước cửa đại điện, Dixie mở miệng nói, giọng nói mang theo vài phần lo âu. Bởi vì tình thế đã nằm ngoài tầm tay của hắn. Thật có lỗi thần chi tử tôn quý, chỉ sợ ngài không thể gặp mặt được mặt thần vĩ đại. Tên thủ lĩnh thần vệ cúi người chào, nói. Hai ngày trước, thần vĩ đại đã nói cho ta biết, hiện giờ người đã bước vào giai đoạn cuối bế quan, vô luận là xảy ra chuyện gì cũng không nên làm phiền ngài. Dixie nghe vậy thì chân mày nhíu lại, do dự là có nên đi vào gặp mặt Odin không? Cuối cùng, Dixie vẫn là bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết rõ tình tình của Odin, Odin nói một là một, hai là hai, mọi người đều phải nghe theo, nếu ai làm trái lệnh hắn thì Odin sẽ không tha thứ, cho dù đó có là con của hắn đi chăng nữa. Chỉ cần thương thế của phụ thân đại nhân khỏi hẳn, hết thảy khó khăn đều không là vấn đề. Dixie thầm nhủ như vậy ở trong lòng. Chấm. Sáng sớm ở biệt thự quận Gôn, Đông Hải. Bùi Đông Lai đồng học thật là có phong cách a, chỉ một dương mưu nho nhỏ mà có thể làm cả nước M phải đảo loạn. Lúc này ba người Bùi Đông Lai, Hạ Ina cùng Tần Đông Tuyết đang xem thời sự trên TV, thấy được TV phát ra tin tức thị trường chứng khoán M đang đảo loạn thì Hạ Ina không nhịn được mà trêu ghẹo Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đồng học, có phải là quốc gia nên tặng cúp hoặc là huân chương anh hùng cho cậu không? Loạn cái đầu của cậu. Bùi Đông Lai nghe vậy thì dở khóc dở cười, cốc đầu Hạ Ina một cái. Từ sau khi ở gia tộc The Rothschild trở về thì Bùi Đông Lai vẫn luôn ở biệt thự quận Gôn, một mặt tăng cường huấn luyện để đề cao thực lực, một mặt làm bạn với hai người Tần Đông Tuyết và Hạ Ina. Mà sở dĩ tin tức hắn trở lại quận Gôn không truyền ra ngoài là bởi vì Diệp Cô Thành đã để 6 gã thành viên Long Nha tiềm phục quanh biệt thự quận Gôn. Đây là đề nghị của Diệp Cô Thành. Chủ yếu là đề phòng Dixie ám sát, ngoài ra còn có nguyên nhân khác là Bùi Đông Lai đem Bùi gia quyền truyền thụ cho Diệp Cô Thành, thường xuyên sẽ cùng Diệp Cô Thành bàn luận, trao đổi. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Bùi Đông Lai lo lắng những cường giả trên thần bảng sẽ khôi phục thương thế. Vì thế Bùi Đông Lai chỉ có đem Bùi gia quyền truyền lại cho Diệp Cô Thành lĩnh ngộ Bùi gia quyền kết hợp với vũ khí của mình để có thể đối kháng với bọn họ. Đông Tuyết, người này đã thực hiện được kế hoạch. Thế mà lại đánh đầu người ta. Hạ Ina quệt mồm, tức giận cầm lấy tay Tần Đông Tuyết, tính toán cùng Tần Đông Tuyết trừng phạt Bùi Đông Lai. Ina, Bùi Đông Lai đồng học của chúng ta đã trở thành anh hùng rồi à. Tần Đông Tuyết cười, cố ý trêu chọc Bùi Đông Lai. Được lão nhân gia như người khi dễ thì đó là vinh hạnh của chúng ta, đúng không Bùi Đông Lai đồng học? Ách, nghe được Tần Đông Tuyết cùng Hạ Ina chọc mình thì Bùi Đông Lai khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói. Thế nào, hai cậu muốn cùng tớ đại chiến 300 hiệp ở trên giường sao? Cầm thú ai muốn cùng cậu đại chiến 300 hiệp cơ? Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì cả Hạ Ina và Tần Đông Tuyết đều đỏ mặt. Dựa theo tình thế trước mắt thì chắc chắn bên M sẽ không dám làm bùng nổ chiến tranh. Có lẽ là sợ hãi Bùi Đông Lai sẽ đùa nữa nên Tần Đông Tuyết nói đến vấn đề chính. Đây cũng là nói dương mưu của cậu đã thực hiện được, trong một vài năm nữa chúng ta sẽ có cơ hội mà phát triển. Bùi Đông Lai gật đầu, điểm này hắn sớm đã thấy được. Kế tiếp thì cậu cũng nên tiếp tục thực hiện chiêu cuối cùng trong dương mưu này chứ. Thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì Tần Đông Tuyết cười hỏi. Reng, reng. Không đợi Bùi Đông Lai trả lời thì đột nhiên tiếng điện thoại vệ tinh vang lên.
Bùi Đông Lai cầm lấy điện thoại vệ tinh lên thì thấy người gọi đến là Guti. Bùi thân ái, chúc mừng ngài đã trở thành anh hùng Trung Quốc, tôi tin tưởng lần này ngài sẽ được ghi vào sử sách. Điện thoại được chuyển, giọng nói của Guti vang lên. Tiếc nuối chính là hiện tại không thể mời ngài một ly rượu để chúc mừng. Guti tiên sinh, ngài thật sự quá khách khí. Bùi Đông Lai cười cười, sau đó hữu ý vô ý nhắc nhở nói. Có lẽ rất nhanh chúng ta sẽ gặp mặt lại, ngài nói đúng không? Nhanh như vậy sao? Nghe Bùi Đông Lai nói thế thì Guti nhớ lại lời yêu cầu thứ hai cậu Bùi Đông Lai, trong lòng hơi kinh hãi, sau đó vội vàng cười nói. Yên tâm đi Bùi, tôi cùng gia tộc tôi tùy thời đợi ngài phân phó. Đối với Andrea, người đứng đầu của tổ chức Topper thì trận tài chính kia quét ngang qua cũng không có ảnh hưởng gì lớn tới tổ chức Topper cả. Nhưng mà kể từ sau trận nghịch tập ấy thì hắn bắt đầu ăn ngủ không yên. Tất cả chuyện này đơn giản là hắn biết được mọi chuyện là do Bùi Đông Lai làm. Từ ý nào mà nói thì Andrea cũng không có giao tình gì với Bùi Đông Lai, nhưng em trai cùng cha khác mẹ của hắn là Pavlovsky, người từng vì hắn tranh quyền mà đã tự tiện hợp tác cùng với Sunnerly đối phó Bùi Đông Lai, cuối cùng bị Bùi Đông Lai chém giết. Sau khi chuyện này phát sinh thì bởi vì Andrea sợ hãi trả thù nên đã hướng giáo đình cùng Liên minh Hoa Hạ nói rằng mọi chuyện là do Pavlovsky, không liên quan đến tổ chức Topper. Mặc dù là hắn đã nhận sai với Liên minh Hoa Hạ, nhưng mà từ sau khi Bùi Đông Lai đại triển thần uy với M thì trong lòng Andrea lại lo lắng Bùi Đông Lai có thể trả thù hắn. Bởi vì hắn lo lắng nên đã cố gắng đi tìm cha mình là Victor để thỉnh giáo. Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là chẳng biết khi nào cha của hắn đã rời khỏi đại bản doanh của tổ chức Topper, hơn nữa chẳng biết đi đâu. Sáng sớm, sau khi rời giường thì Andrea đi vào thư phòng, cũng không có xử lý công việc mà bắt đầu cân nhắc có nên gọi điện chúc mừng Bùi Đông Lai không, hắn muốn tỏ thái độ rằng hắn không muốn làm địch với Bùi Đông Lai. Cốc, cốc, ngay khi Andrea đang cân nhắc thì trợ thủ của hắn là Nia gõ cửa phòng. Vào đi. Andrea nghe vậy thì mở miệng nói, giọng nói trầm thấp. Két. Nia đi vào, cúi đầu chào Andrea rồi nói. Thiếu gia, đội trưởng dòng binh đoàn Sa Tăng là Jason đang ở bên ngoài, muốn gặp ngài. Hả? Nghe Nia nói thế thì đồng tử của Andrea phóng to, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nếu như Jason chỉ là một đội trưởng của một dòng binh đoàn thì hắn không đáng để Andrea gặp mặt. Nhưng mà... Jason từng là lão sư của Bùi Đông Lai, hiện giờ là người giúp đỡ Bùi Đông Lai. 15 phút sau, Jason đi vào thư phòng gặp Andrea. Jason các hạ, giữa chúng ta cũng không có quen biết gì, nếu như ta đoán không sai thì ông đến đây là bởi vì Bùi Đông Lai. Mắt thấy Jason đi vào cửa thì Andrea nói thẳng. Jason gật đầu, nghiêm mặt nói. Diêm La để ta đến mời ông. Diêm La, mời. Andrea ngẩn ra. Diêm La chính là ngoại hiệu của Đông Lai ở dòng binh đoàn Sa Tăng, hắn là đội trưởng vinh dự của dòng binh đoàn Sa Tăng. Nói tới đây, vẻ mặt Jason tràn ngập vẻ kiêu ngạo, nói. Mà 5 ngày sau Đông Lai muốn mời ông đến Sơn Trang Thanh Long Hàng Hồ Trung Quốc để tham gia một buổi gặp mặt cá nhân. Lộp bộp, có lẽ là có thật giật mình nên nghe Jason nói những lời này thì theo bản năng Andrea nghĩ đến Bùi Đông Lai sẽ xuống tay với tổ chức Topper, trong lòng không khỏi chấn động. Đông Lai để cho ta chuyển lời cho ông, nếu cậu ta đã coi ông là địch nhân thì ông sẽ không xuất hiện trong danh sách khách mời của cậu ta mà xuất hiện trong danh sách những người xuống địa ngục của cậu ta. Thấy được vẻ biến hóa của Andrea, Jason hữu ý vô ý nhắc nhở. Cho nên ông không cần phải lo lắng gì cả, cá nhân ta cho rằng ông nên cảm thấy may mắn bởi vì Guti của gia tộc The Rothschild, giáo hoàng của giáo đình, giáo chủ Long Bồ Tổ Đề của tổ chức Ma Bồ, cùng Diệp Cô Thành cũng sẽ có mặt. Nghe được tên của mấy vị cường giả này thì Andrea cả kinh, vội vàng trả lời. Xin chuyển lời lại cho Bùi Đông Lai các hạ, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Tôi sẽ chuyển lời của ông, gặp lại. Mắt thấy đã đạt được mục đích thì Jason không nói lời vô ích, trực tiếp cáo từ. Đưa mắt nhìn bóng lưng Jason rời đi thì Andrea trầm tư, tinh quang trong mắt lóe lên, dường như hắn đã lựa chọn. Cùng lúc đó, trong tòa giáo đình. Lúc này giáo hoàng Mario đang cầm thánh kinh ở trong tay. Giáo hoàng tôn quý bệ hạ. Bên ngoài giáo đường, một gã hộ vệ đi vào rồi quỳ gối, vẻ mặt tỏ ra thành kính. Có chuyện gì? Mario ngẩng đầu lên hỏi, tay vẫn cầm thánh kinh.
Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, khu ti của gia tộc The Rothschild đã đến đây, hắn đang ở bên ngoài, muốn gặp ngài. Đội trưởng hộ vệ cung kính trả lời. Mario nghe vậy, đem thánh kinh để qua một bên, trầm ngâm một lúc rồi nói. Để hắn vào đây. Vâng. Tên đội trưởng hộ vệ lĩnh mệnh, đứng dậy rồi rời khỏi giáo đường. 20 phút sau, Guti đi vào. Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, thật may mắn và vinh quang khi có thể gặp được ngài. Guti liền hành lễ chào hỏi Mario. Mario khoát tay áo, ý bảo Guti không cần phải khách khí, hành văn gãy gọn nói. Guti các hạ, đột nhiên cậu đến đây là vì muốn tìm Serena sao? Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, lần này tôi đến mày là tìm ngài. Guti lắc lắc đầu. Mario nghe vậy thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ sau khi Guti vừa gặp thấy Serena đã yêu thì hắn liền phát động thế công điên cuồng với Serena. Thậm chí ngay khi Serena ở St. Petersburg bị Sunnerly bắt đi thì Guti vì cứu Serena, không tiếc vận dụng năng lượng của The Rothschild. Mặc dù hắn không thể cứu được Serena nhưng vẫn đủ chứng minh tấm lòng với Serena. Mà cũng bởi vì thế nên Serena đã siêu lòng, Guti cũng đáp ứng sau khi Serena từ nhiệm chức thánh nữ thì sẽ cùng hắn tổ chức hôn lễ. Mario đã thấy Serena lớn lên từ nhỏ, nên vô cùng thương yêu Serena, tự nhiên là cũng biết tất cả chuyện này. Cũng vì biết mọi chuyện nên hắn cho rằng Guti đến là tìm Serena. Ta rất hiếu kỳ, cậu đến tìm ta để làm gì? Kinh ngạc đi qua, Mario mang theo vài phần nghi hoặc, nói. Cầu hôn sao? Không phải, tôi đã đáp ứng Serena, sau khi cô ấy từ nhiệm chức thánh nữ thì sẽ hướng ngài mà cầu hôn. Guti lại lắc đầu, nói rõ ý đồ đến. Tôi đến tìm ngài mà nhận ủy thác của một người, mời ngài đến tham gia một buổi gặp mặt cá nhân. Tham gia buổi gặp mặt cá nhân? Nếu không phải thấy được bộ dạng trang nghiêm của Guti thì Mario nhất định cho rằng Guti điên rồi, thân là giáo hoàng thì hắn không thua gì các thủ tướng quốc gia, hiện giờ Guti lại nhận ủy thác của người đến mời hắn đi tham gia tụ họp. Giáo hoàng tôn quý, người này cũng không xa lạ gì. Mắt thấy mặt Mario lộ vẻ giật mình cùng nghi hoặc, Guti vội vàng giải thích nói. Hắn là Bùi Đông Lai. Hắn muốn tay mượn thế lực giáo đình để diệt trừ thần võng ư. Nghe Guti nói thế thì trong lòng Mario vừa động, lập tức đoán được mục đích lần này của Bùi Đông Lai. Không phải mượn dùng, mà là liên hợp hắn cố gắng đem Liên minh Hoa Hạ, tổ chức Ma Bồ, giáo đình cùng gia tộc The Rothschild liên hợp cùng một chỗ để diệt trừ thần võng. Guti cười khổ một tiếng, nói. Theo tôi được biết 5 ngày sau thì Diệp Cô Thành, giáo chủ tổ chức Ma Bồ là Long Bồ Tổ cũng có mặt ở đó. Cậu giúp ta chuyển lời cho hắn, ta sẽ đến đúng giờ. Nghe được cá tên Diệp Cô Thành, Long Bổ Tổ thì trong lòng Mario vừa động, cấp ra câu trả lời thuyết phục. Hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có một mình Bùi Đông Lai mới có thể tụ tập nhiều cường giả của các thế lực lại cùng một chỗ. Mắt thấy giáo hoàng Mario đồng ý thì Guti thổn thức không thôi, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Chờ mong Bùi Đông Lai liên hợp đông đảo thế lực, diệt trừ thần võng, khối u ác tính này. Sơn Trang Thanh Long tại Hàng Hồ. Trong biệt thự của Tịch Hồ. Lúc này Bùi Đông Lai đang đứng ở trước đại sảnh của biệt thự đợi khách đến. Bùi Thiếu, Andrea của tổ chức Topper đã đến trước cửa Sơn Trang. 7 giờ, một gã ám vệ tịch ra đi đến trước người Bùi Đông Lai, cung kính hội báo. Bùi Đông Lai nghe vậy, gật gật đầu, đứng dậy đi ra bên ngoài biệt thự, chuẩn bị tự mình nghênh đón khách nhân đêm nay. Mấy phút sau, một chiếc xe Rolls Royce Phantom từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa biệt thự. Xe dừng lại, Andrea chủ động mở cửa xe bước xuống, đi về phía Bùi Đông Lai, chào hỏi. Bùi tiên sinh tôn, thật vinh quang và may mắn khi được gặp ngài. Andrea tiên sinh, hoan nghênh ngài đã đến Hàng Hồ. Mắt thấy Andrea không có mang theo thủ hạ, còn chủ động lấy lòng thì Bùi Đông Lai mỉm cười chào lại. Andrea ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười. Có thể được Bùi tiên sinh mời, là vinh hạnh lớn nhất của ta. Đối với bằng hữu thì tôi sẽ dùng rượu và thức ăn ngon nhất để chiêu đãi, Andrea tiên sinh, tôi tin tưởng, đêm nay ngài sẽ có lộc ăn. Bùi Đông Lai cũng không có mang theo Andrea vào cửa mà là nói. Mà sau khi buổi tụ họp kết thúc thì ngài sẽ mang theo tâm tình khó trá trở lại Nga. Đối với cái này thì tôi rất tin tưởng.
Andrea nghe ra được ý tứ của Bùi Đông Lai, vốn là khách sáo một câu, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi Bùi tiên sinh, tôi nghe lần này ngài còn mới Guti của gia tộc mời The Rothschild, Long Tổ Bồ Đề của Ma Bồ, Giáo Hoàng của Giáo Đình, vậy bọn họ đã tới chưa? Vẫn chưa đến, bọn họ đang trên đường đến đây. Bùi Đông Lai cười cười, không giấu giếm nữa. Andrea tiên sinh, thực không dám giấu giếm, lần này tôi mời mọi người đến đây là vì thương nghị chuyện liên thủ diệt trừ thần võng. Mặc dù trong lòng sớm đoán được điểm này nhưng là Andrea cũng lựa chọn giả ngu, hơn nữa rất phối hợp, làm ra một bộ dạng kinh ngạc. Một khi toàn bộ thế lực chúng ta liên thủ, thần võng sẽ không chịu nổi một kích. Đương nhiên, để tỏ lòng cảm tạ, sau khi diệt trừ thần võng xong thì toàn bộ mọi sinh ý của thần võng ở châu Âu sẽ do tổ chức Topper nhận lấy. Bùi Đông Lai dụ dỗ nói. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Andrea tỏ ra vui mừng, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười sáng lạn. Xin Bùi tiên sinh yên tâm, tổ chức Topper sẽ toàn lực phối hợp hành động lần này. Andrea tiên sinh, cảm tạ ngài phối hợp. Thấy Andrea cao hứng phấn chấn đáp ứng thì hắn không nói gì thêm mà phân phó một gã ám vệ tịch ra đưa Andrea đi vào trong. Andrea chân trước mới vừa đi thì Long Bồ Tổ Đề xuất hiện, cả người mặc một thân trường bào màu trắng. A-di! Thấy được Long Bồ Tổ Đề xuất hiện thì Bùi Đông Lai liền chủ động bước lên chào hỏi. Sau khi cháu đi thì Bồ Đề liền bế quan tu luyện, hiện giờ đã sắp có dấu hiệu đột phá cương kính, vì không muốn ảnh hưởng đến nó nên lần này ta đến đây một mình. Long Bồ Tổ Đề giải thích, ánh mắt tỏ ra từ ái nhìn vào Bùi Đông Lai. Thấy được ánh mắt quan tâm của Long Bồ Tổ Đề thì Bùi Đông Lai tỏ ra xin lỗi nói. Thật có lỗi với A-di, cháu vốn định đến nhà mới ngài, nhưng mà bởi vì có nhiều chuyện nên chỉ có thể phái người đi mời. Không cần khách sáo với A-di. Long Tổ Bồ Đề mỉm cười, nói. Những người khác đã tới chưa? Trước mắt chỉ có Andrea của tổ chức Topper tới. Bùi Đông Lai trả lời. Long Bồ Tổ Đề nghe vậy thì nhịn không được nói. Đông Lai, lần này cháu mời chúng ta đến đây có phải là vì muốn đối phó thần võng, nhưng mà ta có chút nghi hoặc, kế hoạch cụ thể là gì, vì sao còn muốn mời hai tên tiểu bối Guti cùng Andrea nữa? A-di, thật không dám giấu, dựa vào kế hoạch của cháu thì cháu muốn thông qua Liên minh Hoa Hạ, tổ chức Topper cùng gia tộc The Rothschild để liên thủ diệt trừ thần võng, sau đó bức Odin ra. Để A-di cùng Long Vương, Giáo Hoàng liên thủ giết chết Odin. Thì ra là thế. Lấy thực lực của Odin thì Long Bồ Tổ Đề cũng biết được nếu như Odin khôi phục thương thế thì đưa mắt nhìn cả thế giới thì chỉ có một mình Gopka của 4vn.eu mới có thể trị nổi hắn ta. Nhưng mà Gopka là một người thích sống ẩn dật nên đã gá kiếm không tham gia vào giang hồ từ mấy năm nay nữa rồi. Vì thế biện pháp duy nhất là liên thủ mấy đại cao thủ, nên nàng cũng không có dị nghị gì với kế hoạch của Bùi Đông Lai. Trở về ta sẽ nói với tổ chức Ma Bồ để gia nhập vào bên trong, cùng với tam đại thế lực liên thủ tiêu diệt thần võng. Bùi Đông Lai biết trưởng môn của tổ chức Ma Bồ là Long Bồ Tổ Đề nhưng mà người cầm quyền là sư huynh của Long Bồ Tổ Đề là Cổ Cách, mà ngay ở Tu Di Sơn thì hắn đã từng phát sinh xung đột với Cổ Cách, nên Cổ Cách sẽ không giúp hắn. Lúc này nghe Long Bồ Tổ Đề nói thế thì theo bản năng Bùi Đông Lai nghĩ rằng Long Bồ Tổ Đề vì muốn giúp mình mà sẽ đi cầu Cổ Cách, vì thế lắc đầu. A-di, không cần. Đông Lai, cháu có điều không biết, ngày đó sau khi sư huynh Cổ Cách giao đấu với cháu xong thì chẳng những đã thoát ra khỏi bóng ma mà người còn cảm thấy hối hận vì đã ra tay với cháu. Hắn luôn muốn làm chút gì đó, hiện giờ có cơ hội thì hắn sẽ đồng ý. Có lẽ là hiểu được nỗi băn khoăn của Bùi Đông Lai nên Long Bồ Tổ Đề cười nói ra nguyên do. Bùi Đông Lai cũng không nói gì nữa mà là cúi đầu cảm ơn. Một khi đã như vậy thì cháu cảm ơn A-di. Đông Lai, ta đã nói rồi, không cần phải khách sáo với ta. Mắt thấy Bùi Đông Lai lại cúi đầu nói cảm ơn thì Long Bồ Tổ Đề có chút không vui. Bùi Đông Lai cười khổ một tiếng, đúng vào lúc này thì phía trước truyền đến tiếng xe. Hẳn là Guti cùng giáo hoàng tới. Thấy NS ư vậy thì Bùi Đông Lai giải thích. A-di, nếu không thì A-di hãy vào trước. Không cần, ta muốn đứng ở đây. Long Bồ Tổ Đề lắc đầu. Sau đó, một chiếc Mercedes-Benz chạy đến rồi dừng lại ở trước cửa. Một tên ám vệ tịch ra liền bước lên mở cửa xe. Guti là người đầu tiên xuống xe, vốn là mỉm cười với Bùi Đông Lai, sau đó tự mình đưa giáo hoàng Mario xuống xe.
Oh my god, Long Bồ Tổ Đề, đã nhiều năm rồi mà cô vẫn xinh đẹp động lòng người a. Giáo hoàng Mario xuống xe rồi thì mở miệng vui đùa nói một câu. Mario, đã nhiều năm qua rồi mà tính ông vẫn như thế, chẳng thể trách lại có nhiều người thành kính với ông như vậy. Long Bồ Tổ Đề cười nhẹ. Ách, Mario nghe vậy, cũng không tức giận, mà là dở khóc dở cười. Giáo hoàng tôn quý bệ hạ, Guti tiên sinh, hoan nghênh hai vị đã đến hàng hồ. Thân là chủ nhân thì Bùi Đông Lai khẽ khom người, chào hỏi. Mario hoàn lễ, nói. Hai tử, ta đã nghe qua chuyện của cậu, cảm ơn cậu đã ra tay cứu lấy Serena. Giáo hoàng bệ hạ khách khí, diệt trừ thế lực tà ác là trách nhiệm của mỗi người. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu, một câu hai ý nghĩa. Mario cười khổ một tiếng. Ta thật sự hoài nghi cậu có phải là con của vũ thần hay không, tính tình của hai người thật khác xa nhau. Mario, Long Bồ Tổ Đề, hoan nghênh các vị đến Trung Quốc. Một giọng nói vang lên, Diệp Cô Thành giống như là quỷ mị, xuất hiện từ trong bóng tối, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âu, Diệp Cô Thành đột nhiên xuất hiện làm cho ba người giáo hoàng, Guti cùng Long Bồ Tổ Đề cả kinh. Diệp Cô Thành, thật không ngờ, nhiều năm không gặp, thực lực của ông lại có thể đạt được trình độ như vậy. Kinh ngạc đi qua, Long Bồ Tổ Đề có chút thổn thức nói. Nếu ta đoán không sai thì hẳn là ông đã bước chân vào khu vực cương kính đỉnh phong rồi sao? Ừ, đối mặt với câu hỏi của Long Bồ Tổ Đề thì Diệp Cô Thành cũng không giấu giếm gì. Mắt thấy Diệp Cô Thành gật đầu thì hai mắt của giáo hoàng và Guti tỏa sáng, nỗi băn khoăn sâu nhất trong đôi mắt bọn hắn đã biến mất, thực lực của Diệp Cô Thành tăng lên tương đương đã cho bọn hắn một viên định tâm hoàn. Bất chi bất giác đã đến Noel. Vốn dựa theo kế hoạch của Guti thì hắn tính vào lễ Noel năm nay sẽ đến gặp Serena nói chuyện yêu đương, nhưng mà bởi vì có kế hoạch của Bùi Đông Lai nên hắn đành phải đi đến Pháp. Thiếu gia, trải qua hai tháng vây quét thì dường như toàn bộ các thế lực ở thần võng đã bị quét sạch, trước mắt chỉ còn lại tổng bộ Siang Deli kia thôi, đã vậy thì tại sao Bùi Đông Lai lại gấp gáp muốn tiêu diệt thần võng vậy? Trong xe, Decathlon nghĩ đến cuộc điện thoại của Bùi Đông Lai mà khiến cho Guti không đi gặp mặt Serena. Hơn nữa phải đi đến Siang Deli để tham gia hành động huyết tẩy đại bản doanh thần võng thì có chút bất bình dùm cho Guti. Điều này cũng không thể trách hắn được, thứ nhất là hắn cũng không biết kế hoạch ta muốn gặp Serena, càng quan trọng hơn là tuy rằng Liên minh Hoa Hạ, Giáo Đình, Tổ chức Mabo, Tổ chức Topper cùng chúng ta trong vòng 2 tháng đã rửa sạch toàn bộ thế lực của thần võng trên toàn cầu nhưng mà cậu nên biết, Odin, Dixie cùng với 12 tên thần vệ còn lại của thần võng vẫn có sự uy hiếp khủng bố. Có lẽ là thông cảm cho hành động của Bùi Đông Lai nên Guti cũng không cảm thấy buồn bực mà là cười khổ nói. Dựa theo Long Bồ Tổ Đề nói thì có lẽ thương thế của Odin cũng gần khôi phục lại rồi, mà Bùi Đông Lai cậy miệng của một tên thần vệ thần võng đã biết được hiện nay Odin đang chưa thương ở trong tòa thành Siang Deli. Bùi Đông Lai gấp gáp triệu tập mọi người đến huyết tẩy tổng bộ thần võng cũng là vì muốn tính toán trước khi Odin khôi phục thương thế sẽ giết chết hắn, tránh lưu lại hậu hoạn. Decathlon nghe vậy, nhịn không được thở dài. Thân là trợ thủ của Guti thì hắn cũng biết được tất cả chuyện này nhưng mà hắn cảm thấy là gia tộc The Rothschild đã phái ra hơn một nửa tinh anh cho nên Guti cũng không cần phải tham gia hành động huyết tẩy này. Dù sao thì tính nguy hiểm của hành động lần này cũng vô cùng cao. Thiếu gia, nếu thương thế Odin khôi phục rồi thì phải làm sao? Decathlon nhịn không được hỏi ra lo lắng ở trong lòng. Không biết. Guti hơi trầm ngâm, liền lắc đầu phủ định loại khả năng này. Odin là một người tự phụ, nhân sinh của hắn có hai mục tiêu. Một là lật đổ vị trí của Bùi Vũ Phu, muốn trở thành người đứng đầu trên thần bảng, hai chính là muốn thống trị toàn bộ thế giới ngầm trên toàn thế giới, thậm chí hắn còn muốn âm thầm khống chế cả Ti Di này. Hiện giờ mặc dù Bùi Vũ Phu đã chết đi nhưng mà kết quả lại có quá nhiều cường giả liên thủ với nhau. Tuy rằng hắn lật đổ địa vị Bùi Vũ Phu để trở thành người đứng đầu trên thần bảng nhưng hắn cũng không có cảm giác thành tựu cho nên hắn sẽ không muốn trở thành người đứng đầu trên thần bảng nữa. Đây cũng là nói, hẳn là hắn phải không buông tha cho mục tiêu thứ hai, ngược lại hắn càng phải dốc hết toàn lực để làm điều này. Nhưng mà tính đến trước mặt thì hắn vẫn chưa hiện thân, điều này để nói lên thương thế của hắn vẫn chưa khôi phục, nếu thương thế của hắn khôi phục thì hắn sẽ xuất hiện để thay đổi thế cục. Xin lỗi thiếu gia. Là tôi suy nghĩ không chu toàn. Nghe được Guti phân tích thì Decathlon vội vàng cúi đầu.
Guti cười cười, nói sang chuyện khác hỏi. Decathlon, cậu cảm thấy trình độ hiện giờ của Bùi Đông Lai đã mạnh như thế nào rồi? Lúc hắn ở M đánh chết Philip thì thực lực của hắn có thể so sánh với cường dập cấp chiến thần. Decathlon nghĩ nghĩ rồi nói. Nghe nói trong 2 tháng qua hắn vẫn luôn ở một chỗ với Diệp Cô Thành để cùng tu luyện, có Diệp Cô Thành chỉ bảo thì thực lực của hắn sẽ tăng lên. Nghe cậu nói thế thì bản thân ta rất muốn gặp hắn. Guti cười khổ, nói. Nói thật, nếu hắn siêu việt hơn ta thì ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Thiếu gia, không thể nào đâu. Decathlon giật mình, thân là trợ thủ của Guti thì hắn rất rõ ràng hiện giờ Guti đã bước chân vào cảnh giới chiến thần trung cấp. Mặc dù chỉ là chiến thần trung cấp sơ kỳ, nhưng mà trong những người có cùng lứa tuổi thì Guti chỉ đứng sau Dixie. Guti thở dài, hỏi lại. Decathlon, nếu có người nói cho cậu 2 năm trước Bùi Đông Lai kia không là cái gì, trong vòng 2 năm hắn trở thành một cường giả cấp chiến thần thì cậu sẽ tin sao? Ách! Decathlon há to mồm, không phản bác được. Lúc xế chiều, Guti mang theo Decathlon cùng với những tử sĩ tinh anh của gia tộc The Rothschild ra đến một chỗ cách tòa thành Siang Deli không xa. Khi Guti đến thì đám người Bùi Đông Lai đã ở trong một quán rượu, cùng đợi Guti. Thật có lỗi, tôi đến muộn rồi. Vào phòng họp, mắt thấy đám người Bùi Đông Lai đã đến thì Guti lập tức cúi đầu nói xin lỗi. Không sao đâu, vẫn còn sớm mà. Bùi Đông Lai đứng dậy cười cười, ý bảo Guti nhập tòa. Guti mỉm cười, ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh của giáo hoàng, lòng bồ tổ đề cùng Diệp Cô Thành nhưng mà trong phần bình tĩnh ấy còn chứa vài phần ngưng trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiển nhiên là bọn họ đều biết chuyện giết chết Odin cũng không phải là dễ dàng gì. Cho dù thương thế của Odin còn chưa khỏi hẳn, mà Andrea thì lại bất đồng, lúc này hắn tỏ ra tự tin. Hưng phấn thì hành động lần này đã rửa sạch toàn bộ thần võng, trừ tòa thành Siang Deli ra thì dường như thần võng đã bị rửa sạch, điều này đã làm cho Andrea tự tin. Sau đó, Guti nhìn vào Bùi Đông Lai, hắn cố gắng cảm ứng khí tức trên người Bùi Đông Lai để coi thử Bùi Đông Lai đã đạt đến trình độ nào, kết quả là hắn phát hiện khí tức Bùi Đông Lai lúc có lúc không, mơ hồ không rõ. Phát hiện này để cho hắn có chút ngạc nhiên. Lý trí nói cho hắn biết thực lực lúc này của Bùi Đông Lai đã khủng bố hơn trước. Đầu tiên, cảm ơn chư vị đã phối hợp lần hành động này. Thấy được vẻ biến hóa nhỏ của Guti thì Bùi Đông Lai cũng không để ý mà là mở miệng nói. Hiện giờ, rất xin lỗi vì đã gọi mọi người đến Nativinet này. Khi nói chuyện, Bùi Đông Lai đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi. Đông Lai, không cần nói như vậy. Long Bồ Tổ Đề thấy thế thì mở miệng nói. Đúng à, Bùi tiên sinh, chúng ta cùng có chung một địch nhân mà. Andrea vội vàng lên tiếng phụ họa. Ngài cứ nói ra kế hoạch đêm nay đi. Andrea vừa nói xong thì hai người Guti cùng giáo hoàng gật đầu, còn Diệp Cô Thành vẫn tỏ ra lãnh mạc. Tòa thành Siang Deli là một tòa pháo đài kiên cố nằm ở trên biển. Nếu như chúng ta dùng vũ khí hiện đại để hủy diệt cả hòn đảo này thì đám người thần võng sẽ lợi dụng đường thủy mà chạy trốn. Đến lúc đó chúng ta sẽ dùng thuyền để công kích đám người này. Bùi Đông Lai thấy thế, không nói lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề, nói. Kể từ đó, chúng ta không cần lo lắng đám người chạy trốn, chỉ cần phong tỏa mọi con đường từ tòa thành ra quốc lộ thì có thể yên tâm. Bùi tiên sinh, nếu phong tỏa những con đường kia thì cũng không có tác dụng gì đối với hai người Dixie, Odin cùng với những tên thần vệ cường đại kia. Andrea nói ra nghi ngờ của mình. Bùi Đông Lai gật đầu xác nhận. Đích thật là không được, nhưng mà trong mắt tôi thì bọn hắn sẽ không lựa chọn chạy trốn. Vì sao? Andrea bất minh sở dĩ. Bùi Đông Lai hơi hơi nheo mắt lại. Odin là một kẻ cực kỳ tự phụ, dựa theo suy đoán của Long Bồ Tổ Đề thì thương thế của Odin mặc dù chưa khôi phục hoàn toàn, không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong nhưng mà thực lực cũng đã đạt dược 78 phần. Cho nên, tôi cho rằng, cho dù hắn biết chúng ta huyết tẩy cả tổng bộ thần võng thì lấy tính tự phụ cùng kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ mang người xuất chiến chứ không phải dẫn người chạy trốn. Bất quá, để an toàn nên Long Bồ Tổ Đề, giáo hoàng bệ hạ cùng Diệp Cô Thành sẽ âm thầm núp ở phía sau, đợi sau khi Odin xuất hiện sẽ động thủ. Bùi Đông Lai lại bổ sung nói. Trước hết là do tôi cùng hai người Guti, Andrea hành động, mọi người có ý kiến gì không? Không trả lời.
dường như mọi người đã chấp nhận sự an bài của Bùi Đông Lai. Tiêu đại ca, tiêu diệt thần võng, ngay tại tối nay tôi sẽ đích thân chặt đầu của Dixi. Mắt thấy mọi người không có dị nghị, Bùi Đông Lai nhìn không được thầm nghĩ một câu, sau đó lặng yên nắm chặt hai đấm, trầm giọng truyền đạt mệnh lệnh tổng tiến công. 10 phút sau, hành động huyết tẩy tổng bộ thần võng bắt đầu. Màn đêm buông xuống, trong đại sảnh của tòa thành, Dixi đang ngồi ở trên ghế, bên cạnh hắn là một tên hoàng thân còn may mắn sống sót, vẻ mặt hắn tỏ ra ngưng trọng hội báo. Dixi thiếu gia, bọn hắn đã xuất phát rồi, dự tính là rất nhanh sẽ đến đây. Nói tới đây tên hoàng thân kia không nhịn được mà nhìn thoáng qua Dixi, phát hiện Dixi không có bất kỳ tỏ vẻ gì thì tiếp tục nói. Toàn bộ những nhân viên tình báo chúng ta phái ra đều đã chết hết, ngoài ra, bọn hắn đã phong tỏa những con đường xung quanh tòa thành, thậm chí còn liên hiệp với quân đội Pháp phong tỏa hải vực, bọn hắn muốn tiêu diệt chúng ta mà. Chúng nhất định phải tìm ra biện pháp ứng phó. Mông, có tin tức của giáo hoàng, giáo chủ ma bồ cùng chiến tranh chi vương không? Nixi lãnh mạc hỏi, lúc này vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng âm trầm và đáng sợ. Nhân viên tình báo chỉ nói rằng Guti cùng Andrea đã đến đây. Tên hoàng thân tên là Mông trả lời một câu, sau đó nói ra cách nhìn của mình. Bất quá thuộc hạ cho rằng ba lão già kia sẽ xuất hiện. Ta cũng cho rằng như vậy. Chân mày Dixi nhíu lại, hàn quang trong mắt bắn ra. Đêm nay, nơi này sẽ trở thành mộ địa của bọn chúng. Nghe Dixi nói thế thì Mông không khỏi vui vẻ. Hô, hô, mừng rỡ đi qua, hơi thở của Mông trở nên có chút dồn dập, kích động đến cả người run giọng hỏi. Gì, Dixi thiếu gia, thần vĩ đại sẽ xuất quan sao? Để mọi người tập hợp ở quảng trường. Dixi nói, ta đi thỉnh phụ thân đại nhân. Vâng, Dixi thiếu gia. Mông vội vàng cúi đầu, hai đấm nắm chặt vào nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ chờ mong. Chờ mong Odin xuất quan, dẫn dắt bọn hắn đại sát tứ phương, trả thù đám người chó chết kia. Bùi Đông Lai, đêm nay tao sẽ cho mày nếm cái cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Dixi đứng lên, sát ý trên người bùng nổ. Cảm giác kia giống như hắn đợi ngày này đã lâu rồi. Mà trên thực tế là đúng như vậy, đầu tháng 10 khi toàn bộ những thế lực kia liên thủ triển khai hành động tiêu diệt thần võng, khiến thế giới ngầm ti di hoảng sợ. Đối mặt với cục diện ấy thì Dixi biết rõ mọi chuyện đã nằm ngoài lòng bàn tay của hắn, vì thế hắn liền đi gặp Odin. Ngày ấy, hắn đem mọi chuyện nói rõ cho Odin biết. Odin để Dixi tạm thời nhẫn nại, chờ sau khi hắn xuất quan thì sẽ tính toán đống nợ này. Dixi nghe vậy thì chỉ đành trơ mắt nhìn từng cứ điểm bị rửa sạch. 5 ngày trước, khi cứ điểm của thần võng ở London bị diệt sạch thì Dixi ngồi không yên, lại tiến đến tìm Odin. Sau khi đám ấy vào thành thì ta sẽ để tòa thành này làm mộ địa cho bọn hắn. Đây là câu trả lời 5 ngày trước của Odin, lời nói lộ ra vẻ sát ý điên cuồng, càng nhiều là tự tin. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi thương thế của phụ thân đại nhân khôi phục thì rất có thể thực lực của người cũng đã tăng thêm. Đi ra khỏi sảnh, nhìn tuyết bay trên trời thì trong lòng Dixi không khỏi kích động. Mang theo phần kích động này, Dixi đi vào bên trong. Hả? Trong giây lát, Dixi dừng bước lại, đồng tử phóng to, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại điện, lúc này đây hắn không thấy có tên thần vệ nào đứng ở đây. Chẳng lẽ hắn bị phụ thân đại nhân kêu đi vào? Ngắn ngủi kinh nghi đi qua, Dixi mơ hồ đoán được cái gì, vẻ hưng phấn trên mặt càng đậm, ở hắn xem ra một khi Odin gọi đám thần vệ đi vào thì như vậy đủ để chứng minh Odin đã xuất quan. Kích động đi qua, Dixi không dừng lại, ngay tại chỗ bắn ra. Chỉ nghe vù một tiếng, lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở cửa đại điện, đưa tay đẩy cửa. Két! Cửa được mở ra nhưng mà hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của Odin hay tên thần vệ nào. Hả? Phát hiện này làm cho Dixi dừng lại, cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Phụ thân đại nhân làm sao không có ở đây? Chẳng lẽ người đã đi ra ngoài sao? Hẳn là như vậy. Ngây người rất nhiều. Một ý niệm như vậy xuất hiện trong đầu Dixi, cuối cùng hắn cho rằng Odin dẫn theo đám thần vệ kia đi ra ngoài nên hắn mới không gặp mặt được. Sau đó, hắn liền đi ra khỏi phòng, hướng về phía quảng trường. Cùng lúc đó, cách cổ thành khoảng 500 mét thì đám người Bùi Đông Lai dừng lại. Bùi thiếu, trên quảng trường của tòa thành đã tụ tập rất nhiều người,
hẳn là đám người thần võng muốn tử chiến với chúng ta. Thủ lĩnh của ám vệ Tịch Gia là Niếp Vô Song đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai, cúi đầu hội báo. Bùi, xem ra chúng ta đã đoán đúng, Odin không có chạy trốn. Niếp Vô Song vừa nói xong thì vẻ mặt của Guti cũng tỏ ra ngưng trọng. Bùi Đông Lai gật đầu, nhìn về phía trước. Niếp thúc, nói cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi để nói. Sau đó, coi như lúc Niếp Vô Song đi làm việc này thì ở trong tòa thành, đám người thần võng cũng thấy đám người Bùi Đông Lai. Lúc này đây, bọn hắn không tỏ ra khẩn trương hay sợ hãi, mà là hưng phấn, bọn hắn đã đợi vị thần trong lòng bọn hắn xuất hiện, ngăn cơn song dữ này. Nhưng mà, sau một hồi kích động thì Mông cảm thấy có điều gì đó không đúng, tại sao lúc này Odin cùng Dixie vẫn chưa hiện thân? Hoàng thân Mông tôn quý, tại sao bây giờ thần vĩ đại cùng thần chi tử Dixie vẫn chưa xuất hiện? Ngay tại lúc Mông cảm thấy có chỗ không thích hợp thì một gã thần vệ đi đến cạnh hắn, mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Đợi sau khi đám người ấy gần đến thì thần vĩ đại sẽ hàng lâm. Tuy rằng cảm thấy có điều cổ quái bất quá Mông không có nói ra mà vẻ mặt hắn tỏ ra trấn định nói, sau đó ánh mắt nhìn về những người kia, nói. Đợi sau khi thần vĩ đại xuất hiện thì chúng ta sẽ đi theo người, giết chết đám người kia, để bọn hắn đi gặp Sa Tăng. Để đám khốn kiếp kia đi gặp Sa Tăng. Nghe được Mông nói thế thì đám người kia liền đồng thanh hô lên. Đám khốn kiếp kia tới rồi. Sau khi gào lên xong, một tên thần vệ liền thấy đám người ở phía trước chạy tới, tốc độ so với trước thì nhanh hơn. 500m, 400m, 300m. Lấy Bùi Đông Lai dẫn đầu. Đội ngũ hơn 100 người giống như một cơn lốc, tốc độ cực nhanh tiến về phía trước. Bùi Đông Lai, thần Odin vĩ đại nói, đêm nay nơi này sẽ là mộ địa của các ngươi. Thấy được đám người Bùi Đông Lai còn cách bên mình 100 mét, thì trong lòng Mông càng cảm thấy bất an, tuy rằng hắn không biết tại sao bây giờ Odin và Dixie còn chưa xuất hiện nhưng hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ điều này, trước tiên hắn liền mở miệng để ổn định lòng quân, đồng thời muốn kéo dài thời gian. Biết diều thì hiện tại các ngươi hãy lập tức quỳ xuống, hướng về phía thần Odin vĩ đại mà sám hối để nhận trừng phạt. Quỳ xuống. Sám hối. Nhận trừng phạt. Đám thành viên thần võng nghe Mông nói thế thì liền kích động kêu to lên. Hả? Sau đó, không đợi bọn hắn nói hết thì đột nhiên Mông cảm thấy bản thân mình bị khóa chặt, trong lòng hắn liền chấn động, cả người rung mình, theo bản năng thì muốn thối lui. Nhưng mà... Đột nhiên một người xuất hiện trước mặt hắn, một hơi thở tử vong bao trùm lấy hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Phốc! Đầu của Mông đã bị một thanh chủy thủ cắt đứt, máu tươi phun ra. Xảy một màn kia làm cho đám thần võng đều nhìn về đó. Giết! Ngay sau đó, dưới cái nhìn của bọn hắn, Bùi Đông Lai mang theo đầu Mông, hét lên một tiếng giết. Giết! Sau đó, những cường giả ở phía sau Bùi Đông Lai liền lao về phía trước. Giống như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía đám thành viên thần võng. A! À, phốc! Rất nhanh, tiếng kêu ra, tiếng máu tươi vang lên khắp nơi, đám thành viên thần võng giống như một đám sơn dương bị những cường giả giết chết. Ách! Lúc này, Dixie chưa kịp tới quảng trường nhưng mà nghe được những tiếng la hét thì đồng tử của hắn tròn xoe. Sao lại thế này? Vì sao phụ thân đại nhân còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân bị giết rồi sao? Trong lúc nhất thời, những suy nghĩ liền hiện ra trong đầu Dixie. Không có khả năng. Theo bản năng thì hắn không tin, ở hắn xem ra từ sau khi Bùi Vũ Phu chết đi thì trên thế giới này không có ai có thể giết được Odin. Nếu phụ thân đại nhân không chết, như vậy vì sao không xuất hiện, trơ mắt nhìn kia đám hỗn đản tàn sát giết người của chúng ta? Dixie tiếp tục tự hỏi. Lộp bộp. Sau đó... Không đợi hắn nghĩ cái gì thì hắn đột nhiên cảm nhận được ba khí tức cường đại đang tiến về phía này. Phát hiện được điều này thì lông tơ cả người Dixie dựng lên, sau đó hắn cặt chặt răng rồi lắc mình biến mất ở trong đêm tối. Chân trước Dixie vừa mới bước đi thì ba người Diệp Cô Thành đã xuất hiện. Mắt thấy xung quanh vắng vẻ thì giáo hoàng nhíu nhíu mày, nói. Là khí tức của Dixie. Đúng vậy. Long Bồ Tổ Đề mặc dù không có gặp qua mặt Dixie nhưng dựa vào khí tức thì cảm nhận được người nó có thực lực tương đương với cương kính đại thành, người này không thể nào là Odin, lúc Odin tham gia trận chiến thần bảng thì thực lực của hắn đã là chiến thần cấp cao, tương đương với cương kính đỉnh phong. Đích thật là Dixie.
trong ba người chỉ có Diệp Cô Thành là người duy nhất từng giao thủ với Đích Si, cho nên nghe hai người Giáo Hoàng và Long Bồ Tổ để nói thế thì hắn liền gật đầu khẳng định. Sau khi Đích Si phát hiện chúng ta thì liền chạy trốn, điều này chứng minh trong lòng hắn sợ hãi chúng ta. Giáo Hoàng như có suy nghĩ gì nói. Như thế thì nói rất có thể thương thế của Odin vẫn chưa khôi phục, thậm chí hắn còn chưa xuất quan, ta đề nghị chúng ta hãy lục soát toàn bộ tòa thành này. Không được. Long Bồ Tổ đề liền lên tiếng phủ định, ánh mắt nhìn về phía quảng trường, có chút không yên lòng. Sự tình trở nên có chút quỷ dị, ta cho rằng chúng ta nên tới quảng trường trước, sau khi bảo đảm chắc chắn bọn người Đông Lai không gặp nguy hiểm thì mới tiếp tục lục soát tòa thành. Ta đồng ý ý kiến Long Bồ Tổ đề. Diệp Cô Thành liền lập tức tỏ rõ thái độ, hắn cũng biết Long Bồ Tổ đề lo lắng Odin cùng Dixie sẽ gây tổn hại đến Bùi Đông Lai. Giáo Hoàng nghe vậy cũng không nói gì thêm mà theo chân hai người Diệp Cô Thành cùng Long Bồ Tổ để đến quảng trường. Trên quảng trường, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía, lúc này toàn bộ tinh anh của thần võng đã bị giết chết. Có lẽ là thấy đại cục đã định nên Bùi Đông Lai liền thu liễn tâm thầm, cảm ứng khí tức xung quanh để ngừa đám người Dixie đột nhiên xuất hiện đánh lén. Nhưng mà, để cho ngoài ý muốn của Bùi Đông Lai là hắn không cảm ứng được khí tức của Odin cùng Dixie mà cảm ứng được khí tức ba người Diệp Cô Thành, hắn ngưng mắt thì thấy được bóng dáng ba người, không khỏi ngẩn ra. Như thế nào mà bọn họ quay trở lại nhanh như thế? Bùi thiếu, chiến cuộc đã định. Không đợi Bùi Đông Lai nghĩ ra cái gì, Niếp Vô Song đi đến, có chút lo lắng. Bất quá không thấy đám thủ lĩnh thần vệ Mauret, Odin, Dixie xuất hiện. Hẳn là đám người Long Vương phát hiện dược cái gì? Bùi Đông Lai nói. Niếp thúc, trước hết thúc hãy kiểm tra thương thế của huynh đệ, người nào bị thương hãy mau đưa về thị trấn để trị liệu. Vâng, Bùi thiếu. Niếp Vô Song nghe vậy thì lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, coi như lúc Niếp Vô Song rời đi thì ba người Diệp Cô Thành đã đi đến quảng trường. Cậu, Long Bồ A Di, Giáo Hoàng Bệ Hạ, chuyện gì đã xảy ra? Bùi Đông Lai hỏi. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn thì ba người Diệp Cô Thành sẽ âm thầm tiềm ẩn, đợi sau khi Odin cùng Dixie xuất hiện thì liền hạ sát thủ, mà hiện giờ ba người Diệp Cô Thành chẳng những quay lại hơn nữa còn bại lộ hành tung, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Ở trong đó chúng ta cảm ứng được khí tức của Dixie nhưng khi đến thì hắn đã đào tẩu. Diệp Cô Thành giải thích, trong thành không có khí tức của Odin, chúng ta hoài nghi thương thế Odin còn chưa khôi phục. Giáo Hoàng đề nghị chúng ta tiến hành lục soát tòa thành nhưng Long Bồ Tổ để lo lắng an toàn của các cậu nên yêu cầu trước tiên chúng ta đến đây. Nghe được Diệp Cô Thành nói thế thì trong lòng Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp, hắn nhìn thoáng qua Long Bồ Tổ để rồi mới phân tích. Hiện giờ chúng ta đã huyết tẩy tổng bộ thần võng như thế mà Odin vẫn không hiện thân, giải thích duy nhất chính là hắn đang bế quan, hơn nữa có thể là đúng lúc quan trọng nhất. Chúng ta cũng cho rằng như vậy. Diệp Cô Thành gật gật đầu. Vẻ mặt cơ trí nói. Ngoài ra, hẳn là Dixie vẫn chưa rời khỏi tòa thành này, mà hắn vẫn ở chung một chỗ với Odin. Cháu sẽ lập tức tiến hành lục soát tòa thành, một khi tìm được Odin cùng Dixie thì liền lập tức động thủ, tuyệt đối không để cho bọn hắn có cơ hội thở gấp. Bùi Đông Lai quyết đoán làm ra quyết định. Nếu không, nếu để cho thương thế Odin khôi phục lại thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đối với quyết định của Bùi Đông Lai thì ba người Diệp Cô Thành cũng không có dị nghị gì. Sau đó, Bùi Đông Lai ra mệnh lệnh, trừ thành viên bị thương được đưa về thì những người khác liền lục soát cả tòa cổ thành. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cùng Diệp Cô Thành đi vào chỗ sâu nhất trong tòa thành. Hẳn chỗ này là chỗ quan trọng nhất trong tòa thành. Đi đến chỗ sâu nhất trong tòa thành, Bùi Đông Lai nhịn không được mà hỏi. Nếu như Odin còn ở trong thành thì hẳn là hắn sẽ ở trong này. Cậu có cảm ứng được khí tức của Odin cùng Dixie không? Không có. Diệp Cô Thành lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Để ta đi trước, mọi người hãy cẩn thận. Nói xong, thân hình Diệp Cô Thành lóe lên, nháy mắt đã đến cửa đại điện rồi đá ra một cước. Két. Một tiếng trầm đục truyền ra, cánh cửa đã được mở. Tiếng vang hạ xuống, cả đại điện lại chìm vào trong im lặng. Diệp Cô Thành không dừng lại mà đi vào. Ba người Bùi Đông Lai đi theo sát ở phía sau. Trong này không có ai. Đi vào đại điện, Diệp Cô Thành liền nói với đám người Bùi Đông Lai. Đông Lai, cháu hãy đi mở đèn coi thử có cơ quan ngầm nào không. Bùi Đông Lai nghe vậy thì liền tới một công tắc trên vách tường rồi bật lên,
hơn 10 bóng đèn liền sáng lên. Trên mặt đất có vết máu. Ngọn đèn sáng lên, Long Bồ Tổ Đề liếc mắt nhìn đến trước Khô Lâu Vương tọa liền phát hiện một vết máu rồi nói lên. Trong đại điện không có dấu vết đánh nhau. Diệp Cô Thành phát hiện trong đại điện không có vết tích đánh nhau thì liền đoán. Rất có thể là Odin biết được chúng ta tấn công đến đây, vì nóng lòng khôi phục thương thế nên kết quả đã làm tẩu hỏa nhập mà hộc máu. Ta đồng ý quan điểm của Diệp Cô Thành. Giáo Hoàng gật gật đầu, nói. Lấy thực lực của Odin, cho dù thương thế hắn chưa khỏi hẳn thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn, còn về phần không để lại dấu vết chiến đấu gì mà đánh chết thì càng không thể. Thứ hai, đúng như lời Bùi Đông Lai, Odin là một kẻ vô cùng tự phụ, lấy tính cách của hắn thì nếu không phải thương thế quá mức nghiêm trọng thì tuyệt đối hắn sẽ không chạy trốn. Nếu Odin muốn chạy trốn thì đêm nay hắn sẽ đi, vết máu tuy rằng đã khô nhưng mà thời gian cũng không qua lâu, còn nữa, nếu như Odin muốn chạy trốn thì không có khả năng không mang theo Dixie, mà dựa theo lời của mọi người thì lúc nãy Dixie vẫn còn ở trong tòa thành. Bùi Đông Lai nhìn vào vết máu, nói. Cho nên cháu cho rằng bọn hắn có trốn cũng chưa trốn xa được, rất có thể là trốn ở trong một chỗ nào đó trong tòa thành. Ừ. Diệp Cô Thành đồng ý quan điểm của Bùi Đông Lai, nghiêm mặt nói. Dựa theo lời trước đó của ta, chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận lại, xem lại trong phòng còn có cơ quan nào không. Mặt khác, Đông Lai hãy mau lập tức liên lạc với Tổng thống Pháp để lấy bản vẽ kiến trúc của tòa thành này. 10 phút sau, coi như khi ba người Diệp Cô Thành, Long Bồ Tổ Đề cùng Giáo Hoàng kiểm tra xong tòa thành, Bùi Đông Lai cũng đã nhận được tin của Tổng thống nước Pháp. Tổng thống nói, bọn họ đã liên lạc với những người có liên quan đến tòa thành này, từ miệng của một vị quản gia đã từng sống trong tòa thành này, bọn họ nói rằng tòa thành này không có bất kỳ mật thất cùng mật đạo. Nào! Cúp điện thoại, Bùi Đông Lai cau mày, vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối, càng nhiều là lo lắng. Không riêng gì Bùi Đông Lai, ngay cả ba người Diệp Cô Thành cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn họ biết, một khi Odin cùng Dixie trốn thoát, hậu hoạn sẽ không cần phải nói. Tháng 1, Hàng Hồ, trong biệt thự của mình ở Hàng Hồ, lúc này đây Bùi Đông Lai đang điên cuồng tu luyện. Tất cả chuyện này đơn giản là trong vòng mấy tháng nay thế lực đã tiêu diệt được toàn bộ thần võng. Nhưng mà vẫn chưa thấy mặt của Odin, Dixie cùng với thủ lĩnh thần vệ là Mauret. Điều này đã làm cho đám người Bùi Đông Lai cảm nhận được nguy cơ. Khi Bùi Đông Lai dẫn liên quân triển khai huyết tẩy tổng bộ thần võng thì thực lực hắn đã đạt tới cảnh giới cương kín nhập môn. Hơn nữa, hắn còn đã học xong Bùi Gia Quyền cùng Long Quyền, hơn nữa đem hai loại quyền pháp này kết hợp lại, sáng chế ra một loại quyền pháp miểu sát có uy lực khủng bố hơn Lôi Đình. Ngoài ra, trong vòng mấy tháng tu luyện thì hắn thông qua việc trao đổi với Diệp Cô Thành nên cuối cùng cũng đã mò tới vũ khí vô thần trong Bùi Gia Quyền. Đây cũng chính là nói ngày đó khi huyết tẩy tổng bộ thần võng thì tại sao Guti lại không thể cảm nhận được khí tức trên người Bùi Đông Lai, nguyên nhân chính là Bùi Đông Lai đã luyện vô thần đến mức tận cùng, toàn thân không phát ra khí tức võ giả. Cậu và Long Bồ A Di đã nói, sau khi đạt đến cảnh giới cương kính thì nếu muốn thực lực tăng lên thì chủ yếu là phải tu luyện thần vực. Sắc trời dần tối, Bùi Đông Lai như lão tăng nhập định, ngồi ở ngoài bìa rừng bên cạnh Thanh Long Sơn Trang. Sương trắng bao phủ thân thể hắn làm cho mưa tuyết không dính vào người hắn, hắn khẽ cau mày. Bọn họ đều nói cho mình biết, tu luyện vũ khí nhập thần chính là tu tâm, lúc nào cũng quên sinh, quên tử, quên địch, quên mình, không để ý mọi chuyện bên ngoài, tự nhiên mà tiến nhập vào trạng thái vô tâm. Hiện giờ bản thân mình đã tu luyện đến cảnh giới nhập thần rồi, nhưng tu vi lại không có dấu hiệu tăng lên, chẳng lẽ là phương thức tu luyện sai rồi? Bùi Đông Lai thầm hỏi. Trong lòng không khỏi nhớ lại lúc hắn tiến vào trạng thái vô thần khi PK với Đằng Dã. Dần dần, Bùi Đông Lai từ từ nhớ lại, xương trắng bao phủ hắn dần dần trở nên mỏng hơn, cuối cùng xương trắng biến mất, mưa tuyết rơi vào trên người hắn làm ướt quần áo hắn nhưng mà Bùi Đông Lai vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi đó như một pho tượng. Hả? Cách đó không xa, Long Bồ Tổ Đề thấy như vậy thì trên mặt hiện lên vẻ kích động. Bởi vì lo lắng an toàn Bùi Đông Lai. Đồng thời muốn trợ giúp Bùi Đông Lai đột phá đến cảnh giới cương kính đại thành nên sau khi hành động huyết tẩy tổng bộ thần võng kết thúc thì Long Bồ Tổ Đề cũng không trở lại Tu Di Sơn mà theo chân Bùi Đông Lai đến Hàng Hồ để bồi luyện Bùi Đông Lai. Trong một tháng qua thì Long Bồ Tổ Đề đã nhiều lần thấy Bùi Đông Lai tiến vào trạng thái nhập thần nhưng cuối cùng là vẫn chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh cho nên liền tỉnh lại ngay sau đó,
ngày hôm nay Bùi Đông Lai vẫn bị ảnh hưởng của ngoại cảnh nhưng mà vẫn bảo trì được trạng thái nhập thần, điều này đã làm nàng vui mừng. Chẳng lẽ Đông Lai đã luyện thành vô thần trong Bùi gia quyền? Kích động đi quan, Long Bồ Tổ Đề liền thầm hỏi, vẻ mặt chờ mong nhìn xem thử Bùi Đông Lai có thể kiên trì ở trạng thái nhập thần này được bao lâu. Thời gian dần dần trôi qua, từng bông tuyết rơi xuống người Bùi Đông Lai, quần áo hắn dường như là ướt đẫm, thậm chí là đã kết thành một ít băng. Thấy một màn như vậy thì vẻ mặt Long Bồ Tổ Đề càng kích động. Nàng nhìn ra được giờ phút này Bùi Đông Lai đã quên đi bản thân, tiến vào trạng thái tự nhiên. Không biết qua bao lâu thì Bùi Đông Lai bừng tỉnh, hắn phát hiện được quần áo mình đã ướt đẫm, hơn nữa đỉnh đầu cũng ướt thì ngẩn ra. Xem ra lúc nãy bản thân mình tiến vào trạng thái vô thần, hơn nữa lại không bị ảnh hưởng của ngoại vật. Bùi Đông Lai thấy vậy thì kích động. Đông Lai, cháu hoàn toàn đã lĩnh ngộ được vô thần rồi sao? Lúc này đây, Long Bồ Tổ Đề đi đến bên cạnh Bùi Đông Lai, vẻ mặt chờ mong hỏi. Nghe được Long Bồ Tổ Đề nói thế, Bùi Đông Lai như là được nhắc nhở, vội vàng nhớ lại, kết quả là phát hiện được trong đầu mình mơ hồ có một đạo linh quang, tuy nhiên như thế nào cũng không nắm bắt được. Loại cảm giác này làm cho tâm tình của Bùi Đông Lai gợn xong, không thể cảm nhận được trạng thái nhập thần lúc nãy, thậm chí bản thân cũng không thể tĩnh tâm được. Hô! Nhận thấy được điểm này, Bùi Đông Lai buồn bực thở ra một hơi, lắc đầu. Mèo mù vớ được cá rán, hoàn toàn không biết làm như thế nào. Đông Lai, trong vòng 3 tháng cháu đã bước vào cảnh giới cương kính, đạt tới cảnh giới cương kính nhập môn, hơn nữa lại tu luyện vô thần đến mức đó thì cũng rất giỏi rồi. Thấy được vẻ buồn bực trên mặt Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề cười khổ. Cháu phải biết rằng, có rất nhiều cường giả khi bước chân vào cảnh giới cương kính nhập môn thì khó bước thêm bước nữa. Mà cả ta và Diệp Cô Thành đều ở trong đó, chúng ta đã bỏ gần 10 năm mới có thể từ cương kính nhập môn đạt tới cương kính đại thành, cho nên biểu hiệu của cháu đã vô cùng xuất sắc rồi. A-di, cháu cũng biết con đường võ học càng về sau càng khó bước đi nhưng mà thời gian không đợi người. Bùi Đông Lai nhịn không được thở dài, nói. Tính đến trước mắt thì cả Odin cùng Dixie đều chưa xuất hiện, ai biết dược bọn hắn đang ở nơi nào, kế tiếp bọn hắn làm cái gì. Đông Lai, tuy rằng cháu từng lập lời thế diệt trừ thần võng, tự mình giết chết Dixie nhưng mà cháu cũng không nên để bản thân tự mình gánh vác gánh nặng này, không phải còn ta, Diệp Cô Thành cùng giáo hoàng sao. Long Bồ Tổ Đề nhịn không được mà vỗ vỗ bả vai Bùi Đông Lai. Cố gắng dùng phương thức này để giúp Bùi Đông Lai giảm bớt áp lực. Bùi Đông Lai hơi do dự một chút rồi nói. A-di, lời tuy là thế nhưng mà cháu có một trực giác. Cái gì? Lúc Odin và Dixie hiện thân thì bọn hắn sẽ hướng về cháu mà tới. Ánh mắt Bùi Đông Lai híp lại. Lúc này đây, Long Bồ Tổ Đề trầm mặc. Lý trí nói cho nàng biết Bùi Đông Lai nói đúng. Dù sao thì cũng là do Bùi Đông Lai liên hợp mấy thế lực lớn để tiêu diệt thần võng, ngoài ra Bùi Vũ Phu chính là đối tượng mà cả đời Odin muốn tiêu diệt, thêm vào đó là mới từ khi bắt đầu thì Dixie đã coi Bùi Đông Lai là phế vật, càng về sau thì Bùi Đông Lai càng trở thành địch nhân lớn nhất trong cuộc đời Dixie. Như vậy nếu nói Dixie bỏ qua cho Bùi Đông Lai thì Long Bồ Tổ Đề tuyệt đối không tin. Sau đó coi như Long Bồ Tổ Đề muốn nói vài câu an ủi Bùi Đông Lai thì Niếp Vô Song đi về phía hai người. Niếp Thúc có phải là có tin tức của Odin cùng Dixie phải không? Không đợi Niếp Vô Song đến gần, Bùi Đông Lai liền đứng lên, mở miệng hỏi. Niếp Vô Song nói. Bẩm Bùi Thiếu, vẫn chưa có tin tức của Odin cùng Dixie. Vậy Thúc, Bùi Đông Lai có chút nghi hoặc, ở hắn xem ra nếu như không phát hiện được tin tức của Odin cùng Dixie thì Niếp Vô Sơn NH cũng sẽ không chủ động đến gặp mình, huống chi là lúc mình đang tu luyện. Bùi Thiếu. Ngài còn nhớ Lãnh Vô Cực không? Niếp Vô Song hỏi ngược lại. Nhớ. Đối với cái tên Lãnh Vô Cực này thì Bùi Đông Lai cũng không quên, ngày đó hắn đã dùng lôi đình giết chết Lãnh Vô Cực, nhưng trận chiến ấy lại cực kỳ mạo hiểm. Nghe Niếp Vô Song nói thế thì Bùi Đông Lai đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Đúng rồi, Đại hội Võ Lâm có phải là bắt đầu rồi không? Bẩm Bùi Thiều, Đại hội Võ Lâm đã được tổ chức cách đây một tháng tại núi Võ Đang. Trưởng môn võ đang là Bạch Mi đạo nhân đã lực áp quần hùng, trở thành tân võ lâm minh chủ. Niếp Vô Song trả lời. Bất quá bởi vì phần lớn cường giả trên long bảng không tham gia nên chức minh chủ võ lâm này của Bạch Mi đạo nhân có chút hữu danh vô thực. Bạch Mi đạo nhân tựa hồ cũng biết điểm này,
đêm hôm qua hắn đã đến võ quán cô độc, hướng cô độc phong ảnh hạ chiến thư, cố gắng thông qua khiêu chiến cô độc phong ảnh để chứng minh thực lực của chính mình. Hiện tại Bạch Mi đạo nhân đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Sắc mặt Bùi Đông Lai hơi đổi. Nghe nói mới bước chân vào khu vực cương kính. Nhiếp Vô Song đem tin tức mới nhận được nói cho Bùi Đông Lai. Tôi tới tìm ngài là chính vì chuyện này. Nguy rồi. Nghe được Bạch Mi đạo nhân đã bước chân vào khu vực cương kính, trong lòng Bùi Đông Lai căng thẳng, vội vàng nói. Nhiếp thúc, thúc hãy chuẩn bị xe, chúng ta đi tới Đông Hải. Trong vòng một năm, nhân số của cô độc môn đã hơn 100 người, ở Yên Kinh, Nam Châu cùng Nam Cảng cũng có phân quán của võ quán cô độc, hội viên thì tính bằng đơn vị nghìn, lực ảnh hưởng ngày càng tăng, vô luận là đối với người thường hay giới võ học thì danh khí chỉ đứng sau Thiếu Lâm và Võ Đang. Cho nên, tối hôm qua khi tin tức trưởng môn của Võ Đang là Bạch Mi đạo nhân để người đến hạ chiến thư với cô độc phong ảnh thì cả giới võ học liền xôn xao, mọi người liền chạy đến tổng bộ của võ quán cô độc nằm ở Đông Hải. Ngoài ra, một ít nhân sĩ nổi tiếng của Đông Hải cũng đến đây, tính toán muốn xem trận quyết đấu ai mới là Trung Quốc đệ nhất kiếm. 8 giờ sáng, võ đài của võ quán cô độc đã đông nghẹt người. Tên chó má Bạch Mi đạo nhân khiêu chiến với cô độc đại sư, quả thực là muốn chết mà. Đúng vậy, nếu không phải võ đang truyền lưu hơn 1.000 năm, danh khí lớn thì Bạch Mi đạo nhân là cộng lông gì, có tư cách gì mà khiêu chiến với cô độc đại sư. Đại đa số người đến xem đều là hội viên của võ quán cô độc, trong lòng bọn họ thì cô độc phong ảnh là vô địch, Bạch Mi đạo nhân ở trước mặt cô độc phong ảnh chỉ là một con chicken. Cùng lúc đó, ở góc đông bắc của võ tràng, nơi đây là chỗ ngồi của các nhân vĩ nổi tiếng trong giới võ học, lúc này mọi người đang bàn tán. Cô độc môn cùng với võ quán cô độc mới thành lập một năm mà có quy mô lớn như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ a. Người mở miệng là gia chủ của Đỗ gia. Một trong tứ đại thế gia võ học. Gia chủ Đỗ gia vừa mới mở miệng thì gia chủ của Triệu gia cũng không kìm lòng được mà mở miệng nói. Tạm thời không nói đến kết quả của trận chiến này, cô độc phong ảnh đối với giới võ học làm ra cống hiến như vậy đủ để cho ta cảm thấy xấu hổ. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Cùng lúc đó, cả võ tràng đột nhiên yên lặng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía lối vào, lúc này cô độc phong ảnh mang theo mười mấy tên đệ tử chân truyền, từ từ đi vào. Trong đó, cô độc phong ảnh thân mang một bộ trường bào màu trắng, tay cầm một thanh bảo kiếm cổ xưa, thân mình thẳng tắp như thương. Cô độc đại sư, Trung Quốc đệ nhất kiếm. Ngắn ngủi im lặng đi qua, cả võ tràng liền trở nên sôi trào, mọi người đều kích động đứng dậy, vung tay hô to. Đối với những tiếng hoan hô đầy trời thì cô độc phong ảnh vẫn tỏ ra bình tĩnh, đi về phía góc đông bắc rồi ôm kiếm hành lễ đối với đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học. Đám người nhân sĩ nổi tiếng trong giới võ học thấy thế thì đứng dậy hoàn lễ. Lấy ý kiến của chư vị thì ai sẽ có phần thắng cao hơn trong trận chiến này? Hoàn lễ xong, Thái Kinh trưởng môn phái Vịnh Xuân liền vận khí đan điền rồi mở miệng, giọng nói đủ để mọi người nghe rõ. Phần thắng của cô độc phong ảnh nhỏ hơn một ít, tuy rằng hắn sử dụng kiếm, hơn nữa còn nghĩ ra, cô độc kiếm pháp, có uy lực hung mãnh. Nhưng so với Thái Ất Huyền môn kiếm pháp được truyền lưu 1.000 năm thì có hạ phong một chút. Còn nữa, tuy rằng sau khi cô độc phong ảnh tái xuất thì hắn đã bước chân vào khu vực cương kính, quét ngang cả giới võ học nhưng hiện tại hắn chỉ mới đứng ở khu vực cương kính mà thôi. Dương Thiện trưởng môn hình ý muôn lên tiếng. Mà Bạch Mi đạo nhân ngày đó ở núi Võ Đang đã đánh bại trưởng môn Hoa Sơn, thể hiện ra thực lực, hẳn là đã đạt đến cương kính, thêm vào hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Nếu dùng Thái Ất Huyền môn kiếm pháp, mặc dù cao thủ cương kính nhập môn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đột phá ở cương kính thật khó a. Nghe được Dương Thiện nói như thế, một gã đại sư võ học nhịn không được lắc lắc đầu, nói. Lấy cách nhìn của ta thì nếu như cô độc phong ảnh không bước chân vào cương kính thì trận luận võ này. Nghe vị đại sư này nói thế thì mọi người liền trầm mặc, trong đó không ít người gật đầu, dường như là chấp nhận điều này. Bá. Sau đó, tất cả mọi người lại nhìn về phía lối vào võ tràng. Bạch Mi đạo nhân thân mặc một bộ trường bào màu đen, mang theo Thái Ất chân kiếm tổ truyền của võ đang cùng với mười mấy tên đệ tử đi vào. Sau khi đi vào võ tràng, thấy được trong võ tràng có không ít người thì Bạch Mi đạo nhân sinh lòng ghen tị, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía góc đài đông bắc. Thấy được điểm này thì khóe miệng hắn nở nụ cười, dường như đã thực hiện được âm mưu.
Mặc dù một tháng trước hắn đã giành được chức minh chủ võ lâm nhưng mà những cao thủ tham gia vào trận chiến ấy cũng không có tên trên long bảng, điều này làm cho chức minh chủ võ lâm của hắn trở nên hữu danh vô thực. Hắn hướng về phía cô độc phong ảnh khiêu chiến chính là muốn chứng minh bản thân hắn hoàn toàn xứng đáng làm võ lâm minh chủ. Hiện giờ, hắn thấy được những người này đến đây, chỉ cần kế tiếp hắn giết chết được cô độc phong ảnh thì mục đích có thể đạt được. Đến lúc đó thì hắn tin tưởng tất cả mọi người đều thừa nhận hắn xứng đáng với ngôi vị võ lâm minh chủ. Dù sao thì cô độc phong ảnh cũng được xưng là Trung Quốc đệ nhất kiếm trong 10 năm qua. Bởi vì cao hứng nên ánh mắt của hắn tỏ ra hài hước khi nhìn về phía cô độc phong ảnh, cảm giác kia giống như hắn không để cô độc phong ảnh vào trong lòng. Rất nhanh, đám người bạch mi đạo nhân đã đến trước lôi đài, sau đó cả người bạch mi đạo nhân liền bắn lên rồi nhảy lên võ đài. Thấy một màn như vậy thì mọi người liền yên lặng, ánh mắt nhìn về phía cô độc phong ảnh cùng bạch mi đạo nhân, chờ mong trận quyết chiến được bắt đầu. Cô độc phong ảnh, tuy rằng ta không biết người nào phong ông là Trung Quốc đệ nhất kiếm, nhưng ông có cảm thấy bản thân mình xứng với danh hiệu này không? Đang lúc mọi người chờ mong, bạch mi đạo nhân ngẩng đầu lên, khinh miệng nhìn vào cô độc phong ảnh. Đối mặt với lời châm chọc cùng vẻ xạo quần của bạch mi đạo nhân thì cô độc phong ảnh chỉ thản nhiên nói. Xứng hay không, thử mới biết. Chẳng lẽ ông cho rằng bằng vào, cô độc kiếm pháp, sáng chế của mình có thể thắng được, Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp, sao? Bạch mi đạo nhân cười lạnh nhìn chằm chằm vào cô độc phong ảnh. Trước khi bước vào cảnh giới cương kính thì ông chỉ có thể đón được của ta 10 kiếm, hiện tại ông có thể đón được mấy kiếm của ta. Cho tới này cô độc phong ảnh là một người vô cùng cao ngạo. Lúc này nghe được lời khiêu khích trắng trợn của bạch mi đạo nhân thì chân mày hắn nhíu lại, ánh mắt lạnh dần, chiến ý trên người xuất hiện mạnh. Đừng nói là ta không cho ông cơ hội xuất kiếm. Cảm nhận được chiến ý trên người cô độc phong ảnh thì bạch mi đạo nhân khinh miệt cười. Ta cho ông xuất kiếm trước. Cô độc phong ảnh nghe vậy, không nói lời vô ích, cổ tay run lên, vỏ kiếm bắn ra, thanh kiếm liền ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hàn quang lóe ra, chiếu vào trong mắt mọi người. Vù! Bảo kiếm ra khỏi vỏ, cô độc phong ảnh thả người bắn ra, cả người cùng bảo kiếm trong tay dung nhập thành một, hóa thành một đạo bạch quang đâm về phía bạch mi đạo nhân. Võ công thiên hạ, duy khoái bất phá. Một kiếm này của cô độc phong ảnh nhanh như thiểm điện, giống như một đạo bạch quang, làm cho người khác muốn tránh cũng không được. Nhưng mà, đối mặt với một kiếm tuyệt thế của cô độc phong ảnh thì bạch mi đạo nhân cũng không có thất kinh mà đợi kiếm gần đến thì chân hắn liền đạp cửu cung. Cả người như con quay xoay tròn, chẳng những thoát khỏi một kiếm này của cô độc phong ảnh hơn nữa lại chuyển ra sau lưng cô độc phong ảnh. Một kiếm đâm không trúng, cô độc phong ảnh như tê như vọng nguyệt, xoay tay nhắm vào cổ bạch mi đạo nhân mà chém lại một kiếm. Vù! Một kiếm chém ra, không khí liền vang lên những tiếng vù vù, kình phong sắc bén đập vào mặt bạch mi đạo nhân làm cho lông tơ cả người của hắn dựng lên. Hừ! Bạch mi đạo nhân hừ lạnh một tiếng. Hoành kiếm chắn trước người. Keng! Một kiếm của cô độc phong ảnh chém thẳng vào thanh Thái Ất kiếm của bạch mi đạo nhân, hoa lửa bắn ra. Đủ rồi! Sau khi đỡ được một kiếm của cô độc phong ảnh thì cổ tay bạch mi đạo nhân run lên, cương kính đột nhiên bùng nổ, vỏ kiếm trên tay cua hắn giống như một ngôi sao băng, bắn thẳng về phía cô độc phong ảnh. Lần này bạch mi đạo nhân chẳng những ỷ vào cương kính uy lực hung mãnh, chấn khai của cô độc phong ảnh hơn nữa cổ tay lại run lên. Đem võ kiếm làm ám khí bắn vào cô độc phong ảnh. Thời khắc nguy cơ, cô độc phong ảnh không dám lạnh nhạt, huy kiếm bổ về phía vỏ kiếm, chỉ nghe keng một tiếng, vỏ kiếm đã bị hắn chém trúng. Dường như sớm đoán được cô độc phong ảnh sẽ làm như vậy, bạch mi đạo nhân cười lạnh một tiếng, bước lên từng bước, khí thế trên người tăng lên, giống như giao long xuất hải, thế không thể đỡ, một kiếm đâm về phía ngực của cô độc phong ảnh. Thanh long xuất hải. Bạch mi đạo nhân ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay đó là chiêu ngoan độc nhất trong, Thái Ất Huyền Môn kiếm pháp, tính toán một kiếm miểu sát cô độc phong ảnh. Một kiếm của bạch mi đạo nhân đâm ra, cô độc phong ảnh chỉ cảm thấy cả người bị một cỗ sát khí bao lấy, cảm giác kia giống như bất kể hắn làm cái gì cũng không né được. Đổi lại, nếu là võ giả bước chân vào bán bộ cương kính, đối mặt với một kiếm này của bạch mi đạo nhân thì hơn phân nửa là sẽ thất thủ. Nhưng mà cô độc phong ảnh lại bất đồng. Thứ nhất, hắn vốn là cao thủ sử dụng kiếm, tự mình sáng tạo ra, cô độc kiếm pháp, danh chấn Trung Quốc. Hơn nữa sau khi xuất quan thì hắn liền quét ngang cả giới võ học,
có thể nói là có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Một kiếm này của Bạch Mi đạo nhân tuy rằng rất nhanh, góc độ rất xảo trá nhưng mà không có làm khó Cô Độc Phong Ảnh, chỉ thấy hắn vung tay lên, thanh bảo kiếm đâm một góc 60 độ, đánh thẳng vào kiếm của Bạch Mi đạo nhân. Keng! Hai kiếm chạm vào nhau, thanh thái ất kiếm liền bị lệch đi một chút. Nhân cơ hội này, Cô Độc Phong Ảnh nghiêng người né tránh, chỉ nghe một tiếng rít gào vang lên, thanh thái ất kiếm đã đâm lướt qua vai của hắn, kình phong sắc bén đã làm rách trường bào của hắn. Hừ, có lẽ không ngờ Cô Độc Phong Ảnh có thể né tránh được một kiếm này nên Bạch Mi đạo nhân hơi cảm ngoài ý muốn, chỉ nghe thấy hắn hử lạnh một tiếng. Kiếm thế không giảm, lần này là từ trên bổ xuống đầu của Cô Độc Phong Ảnh.